Chương 1: Phi thăng chi tế, mộng tỉnh chi thì. Lúc phi thăng cũng là khi tỉnh giấc mộng. Trên thế gian có loại người sinh ra đã không tầm thường. Từ 3 tuổi học đúc kiếm, 5 tuổi tập kiếm, 6 tuổi có chút thành tựu, 7 tuổi rời khỏi nhà đi bái sư học kiếm thuật, nhưng chân chính danh sư đâu dễ tìm được. Những kiếm sư mà mọi người biết không ai đủ tài năng dạy người được một tháng tròn. Cuối cùng năm 8 tuổi, lần thứ 10 rời khỏi sư môn, vào trốn hoang dã, sống cuộc sống cô mau ẩm huyết. Coi tự nhiên là thầy Học theo các loài động vật, tự sáng tạo thân pháp, bộ pháp, kiếm pháp. 5 năm sau rời khỏi nơi Hoang Sơn, cầm kiếm dài ba xích, khiêu chiến người luyện võ trong thiên hạ. Bách chiến bách thắng, trở thành thanh niên kiếm khách cao thủ. 16 tuổi khiêu chiến đại võ học tông sư kiếm ma độc cô bại thiên, cuối cùng chiến bại lần đầu tiên trong đời. 17 tuổi dựa vào võ học đã biết tự sáng tạo, diệt ma tâm kinh, trong sơn động ở Quan Thương Trúc Ngộ, liễu nhứ tùy phong thân pháp, dựa vào đó tái khiêu chiến kiếm ma độc cô bại thiên cuối cùng thắng lợi. Trên giang hồ mang danh, phong thần, được coi là đỉnh phong cao thủ trong giang hồ. Sau đó trong 5 năm, đánh bại vô số cao thủ, gần như trở thành vô địch. Tịch mịch trong giang hồ, một mình trên đỉnh cao phong, không có địch thủ. Hết cách, đành tự coi bản thân là địch thủ tập tả thuật tả hữu hỗ bác, 3 năm thành công, có thêm kỳ thuật ấy võ công lại bước thêm một tầng. 3 năm sau cuối cùng không còn dùng kiếm, mỗi ngọn cỏ cành cây đều có thể làm kiếm. Lại 2 năm sau, tự quên hết võ học bản thân. Do vậy bước vào con đường võ học chân chính, chừng 30 tuổi, so võ công cùng vũ giả trong thiên hạ, không biết đến từ thất bại. 33 tuổi phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, để lại sách diệt ma tâm kinh, cùng liễu như tùy phong thân pháp cho người có duyên. Không ngờ sau khi phi thăng, bí kíp võ học để lại dẫn đến một trường chém giết trên giang hồ kéo dài suốt 30 năm. Võ lâm chiến sử kiếm thần phong vân vô kỵ truyện bách hiểu xanh chấp bút, nếu như nói Bạch Nhật Phi Thăng là cực đỉnh của võ học thì ta đã đứng trên cái cực đỉnh đó. Nhưng khi võ học của ta vừa đạt đến đỉnh phong ta chợt nhận ra tất cả mới chỉ mới bắt đầu, phong vân vô kỵ ngữ. Chào mừng ngươi đến với Thái Cổ Thời Đại, 12 vạn ức niên trở lại đây, ngươi là phi thăng giả thứ 17 triệu 894 564. Là dẫn đạo giả của ngươi, ta mong ngươi có thể sinh tồn trong thời đại tàn khốc này, chân chính trở thành một thành viên của chúng ta còn chưa mở mắt, phong vân vô kỵ đã nghe thấy một âm thanh già nua, quá trình độ thiên kiếp tiêu hao hết chân khí trong thể nội của hắn lúc này cảm giác mệt mỏi chưa từng có bao trùm hết toàn thân hắn thậm chí không thèm trở dậy tất cả chỉ vì quá mệt mỏi phong vân vô kỵ há mồm thở nặng nhọc một luồng không khí ẩm mốc tràn vào phổi làm hắn bất giác chiếu mi mắt mang theo tia hy vọng hắn hỏi đây không phải là tiên giới sao không phải trước giờ đều chưa từng có tiên giới câu trả lời đơn giản mà rõ ràng là phi thăng giả đầu tiên trong một vạn năm nay ngươi có ba cơ hội khả dĩ hỏi ta những gì ngươi cần biết Vừa rồi là câu đầu tiên, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thân thể cuối cùng có chút sức lực, cuối cùng mở mắt, trước mặt hắn là một lão già gầy ốm, trên mặt đầy dấu vết của tuế nguyệt, lão già im lặng đứng giữa khu vực đổ nát nhìn hắn. Sau khi nhìn quanh, Phong Vân Vô Kỵ chấn kinh, ở nơi đây với những gì ấn tượng về tiên giới không có chút gì tương tự. Trước mắt chỉ thấy vô số tàn tích như đã trải qua nhiều tràng đại chiến lớn. Sau khi chấn kinh, Phong Vân Vô Kỵ hồi lại thần, trầm mặc một lúc, hắn liền sử dụng cơ hội thứ hai nói cho tôi biết ta nên biết những gì lão già trong mắt lóe lên một tia tán thưởng ngay sau đó là sự cô đơn cùng tịch mịch hiện lên trên mặt lão thở dài lão già đột nhiên hỏi trong mắt người nhân loại có phải là đứng đầu vạn vật tất cả các sinh vật khác đều ở dưới nhân loại đương nhiên câu này lão cần phải hỏi sao vậy thì đáng tiếc ta đành phải nói cho người biết sự thật loài người từ trước đến nay không phải là đứng trên cùng trong các sinh vật mà ngược lại tại vũ trụ đa nguyên này nhân loại chính là sinh vất tối thấp kém lão già không nói thì thôi đã nói thì thạch phá kinh thiên sao trước nay không có cái gì là tiên giới tiên giới chỉ là thứ chúng ta nói dối để khích lệ các người cũng có thể nói là để giúp các người thoát khỏi tù ngục cái gì toàn thân khí huyết sôi sục cảm giác bị lừa đảo đè nặng lên ngực hắn làm hắn có cảm giác là ảo giác ngay sau khi trầm mặc lúc lâu phong vân vô kỵ đứng dậy mạnh mẽ tóm lấy cổ lão già phẫn nộ nói tại sao tại sao lại vậy đó là vấn đề thứ ba hả? Vẻ mặt lão già vẫn vô cùng trấn tĩnh như không nhìn thấy hắn đang cầm cổ mình, phong vân vô kỵ như bị điện giật đã vội vàng buông tay. Nhớ lúc trước, khi ta biết chân tướng sự thật, cũng như người rất bàng hoàng mê man, lão già thở dài một hơi, nhìn phi thăng giả trẻ tuổi trước mặt, trong mắt hiện lên sự thương cảm. Mạnh được yếu thua, kẻ biết nghe lời thì sống sót, đó là phép tắc bất biến của vũ trụ. Nhưng con người thật quá yếu ớt, vì để phát triển loài người bọn ta bất đắc dĩ phải thiết kế cái nhà tù này thân ở trong đó, các người không thể phát hiện sự thật này, đúng thế, loài người thật quá quá yếu. Như từ nơi ngươi đến, những bình dân bách tính không được bọn ta chân chính thừa nhận, tuy bọn ta cũng đã từng là một trong số đó. Nhớ ta vừa nói với ngươi không, ngươi là phi thăng giả thứ 17 triệu 894 564, con số đó có phải rất lớn không? Nhưng không muốn cũng phải nói cho ngươi biết số đó rất bé, bé đến nỗi có thể đếm được, không quản là yêu ma hoặc thiên sứ cánh dài, quần tộc của bọn chúng, mỗi tộc số lượng đều lên đến hàng chục tỷ. Còn chưa kể yêu ma cùng thiên sứ bản thân mạnh hơn con người quá nhiều. Bây giờ ngươi sau khi phi thăng vui hay buồn, hay là nghĩ ta đang nói đùa, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết đó là sự thật. Trong ba năm này ngươi sẽ nhận được bất kể sự giúp đỡ nào ngươi muốn, không biết trong thời gian ngắn ngủi này, đã là giới hạn chúng ta có thể làm, không biết sẽ nhận lại được gì. Ba năm, trong ba năm, như quả ngươi không có cách trở thành cường giả ngươi sẽ bị loại bỏ một cách vô tình yêu ma bọn chúng dù sao cũng không chán ghét việc ăn thịt một con người dù sao nếu chuyện đó xảy ra cũng thật là một chuyện đáng tiếc hiện tại ngươi có thể hỏi câu hỏi thứ ba của ngươi được rồi phi thăng giả trẻ tuổi hình như đang xem xét vấn đề thứ ba im lặng đứng yên nhưng lão già trước mặt cũng không vội im lặng đợi hắn nói theo như lão nói thế giới này mạnh được yếu thua nhưng yêu ma tự hồ ăn thịt loài người nếu đã như vậy, nói cho ta biết chỉ có số lượng vài chục triệu người tại sao lại có thể sinh sống trong thế giới này. Tưởng là vấn đề đơn giản, không ngờ lúc lâu không thấy lão già trả lời. Ngẩng đầu lên, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện trên mặt lão già đang có kỳ quái biểu tình, lúc thì như hồi ức, lúc thì như bội phục, lúc lại như thất thần. Thở dài thêm một lần nữa, lão già thật sự chú ý đến phi thăng giả trẻ tuổi, nói: "Hy vọng sự xuất hiện của ngươi có thể để tình cảnh của loài người chúng ta tốt hơn bây giờ." Còn về vấn đề thứ ba ngươi vừa nói, mỗi loài đều có cách tồn tại, đối với những cách tồn tại này mà nói hủy diệt không gian mà người sống là chuyện rất dễ dàng, nhưng trong loài người, không nghi ngờ gì cũng có cường giả. Người đã sử dụng hết ba câu hỏi của ngươi bây giờ im lặng, trên đường đến vũ học thánh điện, không có sự cho phép của ta không cho ngươi mở mồm, lạnh lùng nói xong, lão giả nắm lấy tay phong vân vô kỵ trực tiếp bay lên không chung. Tiếng gió vù vù thổi qua hai tai, hai người ở không chung phi hành, trong lúc vô ý tầm nhìn của Phong Vân vô kỵ trải suốt khu vực rừng rậm nguyên thủy, mắt nhìn thấy một yêu ma mạnh mẽ đang đánh nhau cùng một hồng hoang mãnh thú to lớn, còn có vài ba khối thịt máu me đầm đìa đang bị chúng tranh giành. Chương 2, nhân tộc thánh địa, đây là ngọn núi lớn chọc trời cao hàng nghìn trượng, diện tích chân núi vài vạn trượng vuông, trên đỉnh núi có một khu vực bằng phẳng rộng vài ngàn thước vuông, phía trước có tòa điện thuần do một khối đá lớn tạo thành chính là thánh điện cổ xưa, ngay phía trước là cửa lớn cao hơn 80 trượng cột trụ cổng chỉ do một khối đá thô to tạo thành, từ bên ngoài nhìn vào, cả tòa đại điện như một thể. Trên bảng cửa chính chỉ có một chữ cổ, vũ. Khi phong vân vô kỵ đến võ điện học đường, phát hiện các tấm đá thô rộng rãi hai bên đường đã ngồi đầy người, mỗi người chiếm không gian trên một tấm đá, không đến nỗi chật. Đám người này có già có trẻ, mỗi người đang nhắm mắt tự tu, nếu không phải lão già nói cho hắn biết, những người này đã đạt đến bình cảnh. Là vũ giả khổ tu ở Thánh Điện, hắn đã cho rằng bọn họ chết hết rồi hai người xuyên qua đường lợp đá vụn đến cửa chính, tiếng chân như làm tỉnh nhiều vị vũ giả đang khổ tu, mở mắt kinh ngạc nhìn lão già cùng phong vân vô kỵ, bọn họ lại nhanh chóng nhắm mắt chìm vào khổ tu. Cửa chính, hai người đàn ông khôi ngô đầu tóc bạc trắng, dung mạo chỉ khoảng ba bốn chục tuổi đang ngồi ngay tại cửa chính, nhìn theo hướng đường tới thánh điện, một người mở mắt ra, ngay lúc ấy, phong vân vô kỳ cảm giác cả đất trời như bừng sáng, đặc biệt là trong trong mắt sáng lạn đầy cảm quan ấy. Kiếm nô, đây có phải là vị phi thăng giả mới thuộc loài người? Một người đàn ông hỏi, thanh âm bình đạm, nghe không thấy nửa điểm sắc thái tình cảm. Gật gật đầu, lão già nói, đúng vậy, thị giả đại nhân, bây giờ đến 3 năm sau, võ học của hắn đều do các ngài phụ trách. Gật đầu, người đàn ông nói, rõ rồi, bây giờ ngươi có thể đi được rồi, nghe thấy thế, lão già cười cười vỗ vai phong vân vô kỵ, nói, bây giờ tất cả đều nhìn vào bản thân ngươi đó. Nếu có chuyện gì không rõ, người khả dĩ hỏi hai vị thị giả đại nhân, Ba năm sau, cho dù ngươi có hay không có thành tựu gì, nếu mất mạng chỉ có thể trách ngươi thôi." Nói đến câu cuối mặt lão già hướng ý khích lệ, Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh gật đầu, không động thanh sắc, tiễn lão già đằng không bay đi biến mất khỏi tầm nhìn, hắn từ từ đi đến bên cạnh hai vị thị giả, y dạng ngồi xuống. "Tên," thị giả bên trái không mở mắt, tiếng nói là ông ta phát ra. "Phong Vân Vô Kỵ," thị giả bên phải xuất một ngón tay tay không trung long hành phượng vũ viết bốn chữ, "Phong Vân Vô Kỵ," sau đó hỏi, "Bao tuổi?" 33, nghe thấy thế, thị giả bên trái cuối cùng mở mắt, làm người ta kinh ngạc chính là trong mắt thị giả là một màu trắng, không có lấy một chút màu đen. 33, có thể ở tuổi còn trẻ như vậy mà phi thăng, ngươi là người thứ 23 ngay sau đó, thị giả bên trái lại nhắm mắt, đồng thời tại không trung viết 33, tay trái vỗ, các chữ lập tức bay thẳng lên trời, khi cách mặt đất khoảng ba chục trượng, không trung đột nhiên xuất hiện một lớp khói mỏng, cùng xuất hiện với lớp khói còn có dày đặc các chữ hiện lên rõ ràng, sau đó lớp khói mỏng biến mất tốt rồi đăng ký đã hoàn thành người muốn học pháp thuật hoặc võ học đều có thể tìm ông ta nói xong thị giả bên trái hai tay từ từ để lên hai đầu gối cuối cùng không có cử động gì nữa phong vân vô kỵ không thể từ trên người ông ta cảm nhận một chút khí thức của sự sống nếu như không phải vừa rồi cùng ông ta nói chuyện hắn còn nghi hoặc đấy là thi thể của kẻ mạnh sau khi tỏa hóa lưu lại người muốn học pháp thuật hay võ công thị giả bên phải nam tử có mắt như sao sáng cười nhìn phong vân vô kỵ Võ công, ngươi biết pháp thuật là gì không? Không biết, trả lời rất nhanh gọn. Vậy tại sao ngươi muốn học võ công? Nam tử ngạc nhiên hỏi. Tôi nguyên là một người y luyện võ nhập đạo, bạch nhật phi thăng, tại sao phải chọn pháp thuật? Lúc này đến phong vân vô kỵ tò mò. Thì ra như thế, xem chừng ngươi còn chưa biết, học tập pháp thuật mà nói phát triển so với võ học nhanh hơn nhiều, mà khả dĩ cùng đạt được cùng dạng hiệu quả. Người mới phi thăng số nhiều nhanh chóng tuyển chọn pháp thuật đã biết như vậy người còn kiên trì học võ học sao đúng thế phong vân vô kỵ khẳng định thế cũng tốt theo ta thị giả bên phải cuối cùng mặt nghiêm túc đứng dậy quay người hướng trong đại điện đi tới bên trong thánh điện một hành lang tối om trông dài vô hạn hai bên được tường đá phân thành vô số không gian nhỏ hơn vài vạn gian phòng nhỏ làm phong vân vô kỵ cảm thấy hoa mắt bên trong mỗi căn phòng nhỏ phát ra khí tức đều như nhật nguyệt thiên địa không thể dò nông sâu thánh điện thị giả đưa phong vân vô kỵ đến một căn phòng tối om lòng bàn tay ấn vào mặt tường một cái, theo sau đó là một loạt âm thanh ỉ ẩm cùng vang lên, mặt đất chia làm hai nửa, từ từ rút về hai bên tường, bên dưới là một thông đạo tối đen. Thị giả đứng ở cửa thông đạo chỉ hướng những bậc đá nói với phong vân vô kỳ, xuống đi, trong đó có cất giữ vô số võ học bí kíp, chỉ còn xem ngươi có thể chọn được cao cấp võ học bí kíp hay không thì phải nhìn vào may mắn của ngươi. Cuối cùng tặng ngươi một câu, muốn trở thành cao thủ chân chính chỉ có tự sáng tạo võ công riêng cho bản thân, võ học trong thánh điện tuy nhiều nhưng đại đa số là võ học cơ bản, tất cả là nhìn vào vận số của ngươi thôi. Đa tạ, nói xong phong vân vô kỵ bước tiến vào trong bóng tối. Nhìn trong bóng tối đối với một vũ giả mà nói là năng lực tối cơ bản, do vậy bên dưới thánh điện không có chút ánh sáng nhưng đối với phong vân vô kỵ mà nói không có gì trở ngại. Vị thị giả đó từng nói qua, bí kíp võ học trong thánh điện nhiều vô cùng, nhưng sau khi trực tiếp tiến nhập vào thông đạo tối đen bên dưới thánh điện phong vân vô kỵ mới chân chính hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Võ học trong thánh điện khác trên mặt đá ở hai bên thông đạo, dày đặc những ký tự vô cùng nhỏ, nếu không để ý khó mà nhận ra. Còn chuyện khác chưa nói đến ấy là những thông đạo không phải thẳng đến lòng núi mà không ngừng dẫn vòng quanh trong lòng núi, cả ngọn núi cao ngàn trượt, như thế mà nói không gian khắc họa đồ phổ võ học vô cùng lớn. Phong vân vô kỵ một bên tính toán trong lòng về thời gian, một bên xem các phó học khẩu quyết cùng đồ phổ, đó chính là kỳ thuật học được trước khi phi thăng tả hữu hỗ bác, có hiệu quả một tâm dùng trong nhiều việc. Qua một ngày một đêm, phong vân vô kỵ mới bước qua được tám bậc đá, khả dĩ tưởng tượng võ học ở đây phong phú như thế nào. Thời gian 3 năm rất ngắn mà muốn tưởng xem hết võ học trong thông đạo ít nhất cũng vài tháng, còn chưa nói các gian phòng, trong thánh điện có hơn vài vạn gian, võ học quý tinh bất quý đa do vậy muốn chọn một môn võ học thích hợp không dễ dàng. Một tháng trôi qua, phong vân vô kỵ đang xem các võ học, đến bây giờ cùng lắm mới đi qua hơn nghìn bậc đá. Nhưng càng tốn nhiều thời gian về sau, hắn cuối cùng phát hiện những võ học đồ phổ không phải thủ bút của một người. Bút tích mỗi người cách viết chữ cũng không giống nhau. Sau khi phát hiện điểm ấy phong vân vô kỵ bắt đầu nhắm mắt sở đồ phổ võ học trên tường. Mỗi người khác võ học lưu hạ lại trên tường đa số đều lưu lại ít hay nhiều khí thức của bọn họ. Bản thân tu vi càng cao, khí thức càng mạnh, dựa vào cảm ứng khí thức của người sáng tạo vũ học lưu lại trên tường, phong vân vô kỵ nhanh chóng tiến hành tuyển chọn, chỉ gần mất một ngày, hắn đi hết 300 bậc thang đá. Trong thông đạo, Phong Vân Vô Kỵ không phải là người tham quan duy nhất, tại bậc đá thứ ba vạn hắn gặp một vũ giả lão đảo ôm một cây tú kiếm như si như cuồng xem xét bí lục trên tường. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ mắt không thèm mở nhanh chóng từ bên cạnh đi qua, gã này mũi hừ một tiếng như là không thèm quan tâm. Sau 3 tháng Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng đến cuối thông đạo, cuối thông đạo màu đen là một thạch bích trống trải, ngoài ra không còn vật nào khác. Cả quá trình đi đến đây Phong Vân Vô Kỵ cảm thụ được vài chục vạn khí tức bất đồng, các khí tức có mạnh yếu cũng bất đồng sau quá trình xem xét các bí kíp võ học đồ phổ trong bí đạo phong vân vô kỵ luôn nhắm mắt theo thông đạo quay lại khi quay lại tại bậc đá thứ tư vạn y tìm được một thứ là một đoạn văn tự ngắn khác ở bên dưới bậc đá trong khi các võ học khác khác trên tường đoạn văn tự nhỏ lộ ra khí thức vô cùng kỳ quái so với các văn tự lưu lại trong thông đạo hoàn toàn không giống điểm này làm phong vân vô kỵ chú ý đoạn văn có khoảng vài trăm chữ nhỏ mở đầu có cả tên của võ học tâm pháp là sáu chữ cổ truyện ý niệm kiếm thể đại pháp sau đoạn văn tự có lời nhắn lưu lại của người tạo ra công phổ đoạn công pháp này chỉ là sơ giai công pháp ngày sau tập công pháp này cần người tập luyện tự sáng tạo thành hay không nhất thiết tùy thuộc vào bản thân và số mệnh ngay cả ta cũng chưa luyện thành công pháp này ta vốn nghĩ hủy nó đi nhưng tâm huyết đã bỏ ra không nhẫn tâm phá bỏ người tập công pháp này thấy đoạn văn tự nhớ lấy cẩn thận cẩn thận chương ba ý niệm kiếm thể đại pháp nửa năm sau đó, phong vân vô kỵ cuối cùng cũng bước khỏi thông đạo âm ám dưới lòng đất, cúi đầu đi qua cửa thánh điện. tại dây phủ được nhìn thấy ánh mặt trời, phong vân vô kỵ như sinh ra cảm giác cách thế. ta nguyên nghĩ người phải mất hơn một năm công phu tìm kiếm mới có thể từ trong đi ra, không ngờ người đã nhanh chóng ra ngoài như vậy. hiếu thị giả quay lưng về phía phong vân vô kỵ nhạt lời nói. sao chọn được võ học người cần rồi hả? phong vân vô kỵ nhìn bầu trời thâm thấp, trên trời mây đen dày đặc đang kéo đến. Bóng đen khổng lồ bắt đầu trải xuống trên mặt đất, ngay cả ở nơi cùng trời cũng hiện một tầng âm ám. Nhanh chóng bước qua thị giả, phong vân vô kỵ trình mảng nói, đúng vậy. Sau đó biến mất khỏi khu vực quản lý của thị gì hả? Quảng trường bên ngoài thánh điện trông như một đại bình nguyên vô bờ bến. Quảng trường do không biết bao nhiêu khối đá tảng tạo thành, hiện tại ở quảng trường không ít người. Nhưng mỗi ngày đều có người từ khối đá bản đứng dậy, đi xuống núi, nhưng mỗi ngày cũng có người lên núi ngồi trên các khối đá bản sau khi đợi nửa ngày cuối cùng phong vân vô kỵ tại một gốc cây rong khổng lồ cao vài chục trượng tìm được một khối đá tảng không rồi ngồi trên mặt khối đá bên cạnh còn ngồi bốn vị đang tu luyện bốn người này trầm nhập trong tự tu đối với việc phong vân vô kỵ đến không quản cũng không hỏi tinh thần ý niệm kiếm thể đại pháp đệ nhất trùng thiên chia ba tầng phân biệt là bác kiếm ngự kiếm thuật thuật ngự kiếm ba tầng này đối với phong vân vô kỵ mà nói thì là kỹ thuật sử kiếm trong truyền thuyết nhưng trong tinh thần ý niệm kiếm thể đại pháp viết đó chỉ là cảnh giới đẳng cấp thấp nhất. Trong thời đại của Thái Cổ, mỗi loại võ công bí kíp tu luyện đến trình độ nhất định đều có uy lực kinh thiên địa khốc quỷ thần. Cho dù là loại võ học nào thì, diệt ma tâm kinh mà hắn sáng tạo ra đều không thể bằng được ơ. Do hắn bởi kiếm mà thành danh bởi võ mà nhập đạo. Ba thức bác kiếm thức, ngự kiếm thuật thức, ngự kiếm thức đối với hắn mà nói tuy tối tăm mờ mịt khó hiểu nhưng cũng là có một điểm khởi đầu. Duy có khó khăn nhất là thể nội chân khí của hắn tại thế giới hắn đến khả dĩ sưng hùng hậu nhưng ở đây thì căn bản không bằng ai. Bên cạnh, bốn vị cao thủ trầm nhập trong tự tu, chỉ cần vô ý phát tán khí thế ra bên ngoài đã làm hắn cảm thấy chấn kinh và khiếp sợ, trong đó còn một người luyện nội lực cực âm càng làm hắn có cảm giác chìm trong băng điêu. Bác kiếm, ngự kiếm thuật, ngự kiếm, ba chiêu trong kiếm đạo tục thế là cực đỉnh tuyệt học nhưng tại nơi đây sau khi đã thuộc ý niệm kiếm thể đại pháp tâm pháp, tự khoét trương mở rộng Phong Vân vô kỳ phát hiện trong chàng có ít nhất 3.000 người thân mang kiếm đạo tuyệt học, trong đó vài người đã tu luyện thành công ngự kiếm. Trong quảng trường không gian có hạn, không cho phép thoải mái luyện tập thi triển quyền cước, vì vậy phương pháp tu tập duy nhất là tu tập tại tâm niệm. Bác kiếm, kỹ xảo dùng kiếm thuần túy. Chữ, bác, viết bên canh là chữ, mã, ý chỉ nhanh, bên phải 2x, ý chỉ song kiếm. Bác kiếm giả là song kiếm hỗ bác, hỗ kích, kỹ xảo chuyển phương hướng, đó cơ bản là tu tập vũ học tối cơ sở của thượng thừa kiếm đạo. Mắt liền với mũi, mũi liền với tim, nhắm mắt khoanh chân, nhập định vào cảnh giới bất động. Ngay với thiên tư của phong vân vô kỵ, đoạn tối cơ sở kiếm kỹ này làm hắn mất thời gian một tháng để đả tỏa. Khi thanh tỉnh lại, mở mắt, nửa thốn kiếm mang từ trong mắt xạ ra. Tay trái sử kiếm kỹ trước khi phi thăng, tay phải bác kiếm, thi triển tả hiếu hỗ bác chi kích, từ chiêu đối chiêu bắt đầu, cuối cùng kết quả thật rõ ràng, bác kiếm thuật tại thế tục được liệt vào cực đỉnh ký êm thuật là có đạo lý. Lưỡng kiếm trong quá trình va chạm cuối cùng chuyển được quý thích của kiếm đạo, chiêu kiếm tăng thêm hoàn mỹ, tại thiên biến vạn hóa bác kiếm thuật chỉ cần có cơ hội có thể nhất kích sát. Còn đang tu tập đệ nhất tầng tâm pháp, phong vân vô kỳ kinh hãi phát hiện, bản thân có thể cảm ứng khí tức của những người phát ra không đến một phần ngàn công lực. Nhưng trong vài vạn người có hơn một vạn người mà phong vân vô kỵ không cảm ứng được sinh khí của bọn họ, giống như họ là những người chết phong vân vô kỵ hiểu có thể làm được giống như thị giả như vậy tất thuật thu liếm khí phải cực cao đương nhiên võ công cũng không thể kém nhìn lại từ một khía cạnh khác phong vân vô kỵ đang tu tập tâm pháp đệ nhất tầng rõ là vô cùng yếu hơn nữa không bằng một phần vạn của bất kỳ người nào yếu nhất tuy nhiên hiểu đó là hiện tượng tất nhiên của tân phi thăng giả nhưng phong vân vô kỵ còn có chút bất mãn càng có thêm động lực để tiến lên đệ nhị tầng tâm pháp ngự kiếm thuật ngự kiếm thuật còn cách gọi khác là bằng khí ngự kiếm chính là thuật trong truyền thuyết kiếm tiên bằng khí ngự kiếm, lấy đầu địch thủ từ ngoài ngàn dặm, đó không phải là truyền thuyết, ít nhất phong vân vô kỵ đã từng gặp qua loại kiếm thuật ấy. Chữ, ngự, có, mã, ý chỉ kiếm bay cực nhanh, bên phải chữ ích thêm một nét ngang là chỉ kiếm cùng kiếm khí, ngự kiếm thuật bản chất từ cách thay đổi quỹ tích chuyển động của song kiếm hỗ bác, chỉ là sử dụng khí thay cho một thanh kiếm để thay đổi quỹ tích của chiêu kiếm. Phong vân vô kỵ thiên tư tuyệt đỉnh từ khi sinh ra có năng lực đã nhìn một lần không bao giờ quên. Trong thông đạo dưới thánh điện, bí kíp phó học khác trên đó có tới ý hơn 10 vạn, ngay cả hắn cố gắng cũng không thể nào nhớ hết, vì thế hắn tuyển chọn những chữ công pháp khẩu quyết được khắc lên với khí thức mạnh mẽ để ghi nhớ lại. Nhưng dù như vậy đã hơn vài ngàn công pháp, đó là cực hạn của hắn rồi. Công pháp càng mạnh sức ép lên tâm thần càng mạnh, số lượng càng lớn càng tốn tâm sức. Chọn đi chọn lại, cuối cùng Phong Vân vô kỳ tuyển chọn khí thức mạnh mẽ nhất là cửu chuyển sinh tử huyền công. Cửu chuyển sinh tử huyền công, Điều kiện luyện tập phi thường hà khắc yêu cầu người luyện tập phải trải qua 9 lần khảo nghiệm ở tử cảnh. Mỗi lần như vậy võ công lại tăng nhiều lần, như vậy thì cũng đáng, nhưng loại công pháp này cần người luyện tập hủy một thân tu vi mới có thể luyện tập. Điều này đối với người tu vi đã đạt đến đỉnh cao mà nói, là chuyện không thể chấp nhận. Nhưng đối với phong vân vô kỵ mà nói tuy nội công của hắn rất thâm hậu nhưng thâm hậu là ở cái thế giới trước khi phi thăng. Tại đây, bất kỳ người nào cũng có thể giống như đạp chết một con rán đạp chết hắn, đã thế, hắn quyết định bỏ thân công lực này. Luyện cửu chuyển sinh tử huyền công bước đầu tiên là tán công tự đoạn toàn thân thất kinh bát mạch làm chân khí trong thể nội tiêu tan. Sau bước đầu tiên của tâm pháp còn có lưu ngôn của người sáng tạo, bước đầu tiên 10 người còn 6, có tính nguy hiểm cực cao nếu người luyện tập ý chí không kiên định không thể luyện tập huyền công này. Tán công là chuyện rất dễ dàng, tự đoạn toàn thân thất kinh bát mạch, có thể nói là trở thành một phế nhân còn tập võ công ở đâu. Chỉ cần là người biết võ học đều không tin công quyết này, vài trăm triệu năm trở lại đây luyện tập qua công quyết này tuyệt đối không quá hai người mọi người đại đa số khi nhìn thấy bước đầu tiên của công pháp thậm chí còn chưa tính là công pháp đệ nhất tầng đã lùi bước nhưng phong vân vô kỵ vẫn lựa chọn công pháp này theo lý giải của hắn điều kiện càng hà khắc càng cổ quái giống như loại công pháp này một khi luyện thành uy lực càng kinh thiên hãi địa a à, phong vân vô kỵ đau đớn kêu lên âm thanh vang chín tầng trời vang vọng tại quảng trường ngàn vạn tia máu từ chân lông của hắn chảy ra ngay cả trong mắt mũi lỗ tai đều chảy máu thống khổ vô cùng như thế này dù là người sắt cũng không chịu nổi chỉ trong giây phút toàn thân hắn ướt đẫm máu tươi cuối cùng chân khí trong cơ thể đã tiêu tan phong vân vô kỳ cố gắng chịu đựng sự thống khổ xé gan ruột trong cơ thể vận chuyển cửu truyền sinh tử huyền công tâm quyết của đệ nhất truyền cửu chuyển sinh tử huyền công đệ nhất truyền tâm pháp là sinh tử do mệnh là một đoạn nội công phi thường huyền ảo chỉ vừa niệm qua đoạn tâm pháp khẩu quyết sự thống khổ trên cơ thể đã đỡ hơn trước nhiều nhanh chóng sự thần kỳ của tâm pháp đệ nhất chuyển hiện ra. Tàn kinh đoạn mạch giống như được quán nhập vào lực sống, nơi kinh mạch bị đứt dần dần tự sinh ra nhục nha, nhục nha ở hai bên đầu kinh mạch tự giao triển kết hợp lại, nhanh chóng từng đoạn kinh mạch liên tiếp được nối lại, trong cả quá trình phi thường đau đớn. Đến lúc này Phong Vân vô kỵ mới hiểu tại sao cửu chuyển sinh tử huyền công ngay cả người tạo ra cũng coi điều kiện là vô cùng hà khắc nhưng không giải thích rõ ràng, chỉ bởi trong cả quá trình thống khổ người thường khó có thể chịu đựng, nhưng nếu so sự thống khổ này so với lợi ích luyện tập sau này thì chỉ là chuyện nhỏ mất một tháng im lặng đả tỏa không nói không cử động trong một tháng này thất kinh bát mạch trong cơ thể hắn cuối cùng cũng tự nối lại toàn bộ đến khi đoạn kinh mạch cuối cùng được nối lại trong cơ thể hắn xuất một luồng chân khí nhỏ cỗ chân khí này tuy rất yếu nhỏ như sợi chỉ nhưng cực thuần túy so với diệt ma chân khí của hắn thuần túy hơn vài vạn lần chân khí càng thuần túy uy lực càng lớn đó là những gì người luyện võ biết được Tâm pháp đệ nhất chuyển sinh tử do mệnh, đến giờ khả dĩ là đã luyện thành, sau đó chuyện cần làm là tăng sự thuần túy của chân khí trong cơ thể cùng với số lượng. Đệ nhất chuyển tâm pháp còn có một đoạn chữ ngoài lề như là tâm pháp sau khi hoàn thành trúc cơ. Phong vân vô kỵ không do dự vận hành đoạn tâm pháp này. Nhưng không ngờ là sau khi vận hành đoạn tâm pháp chân khí linh hoạt trong cơ thể trở nên chậm chạp, tốc độ vận hành chỉ còn đạt đến một phần ngàn so với trước. Một cỗ khí tức tụ tập tại ngực hắn làm hắn thấy khó thở. Là một vũ giả chân chính, bổn tính là tâm trí kiên định. Như phong vân vô kỵ chính là loại vũ giả ấy. Hắn một mực kiên chỉ thôi động vân khí theo đoạn tâm pháp khi chân khí trong cơ thể vận hành được một chu thiên. Phong vân vô kỵ toàn thân nhất chấn theo đó là 10 vạn lỗ chân lông trên cơ thể đều mở lớn, nguyên khí từ thiên địa hải gian hùng dũng nhập vào cơ thể. Phong vân vô kỵ mừng rỡ đưa đoạn nguyên khí ấy toàn bộ nhập vào cơ thể chiếu theo đoạn tâm pháp ấy mà vận khí. Nhưng phong vân vô kỵ không biết, quảng trường ở thánh điện bởi vì hắn mà xuất hiện một cơn lốc lớn mà lại có xu thế phát triển càng lúc càng lớn các vũ giả bên cạnh phong vân vô kỵ đã bị kinh động từng người mở mắt ra kinh hãi nhìn thiên địa nguyên khí hình thành cơn lốc từng cỗ nhập vào cơ thể tiểu tử trước mặt theo đó chu vi cơn lốc mở rộng ngay cả những vũ giả tu vi cao cũng bị đánh thức bởi vì bọn họ phát hiện thiên địa nguyên khí bên ngoài đang bị một lỗ đen hút sạch làm trên cả quảng trường người đứng dậy càng lúc càng nhiều cứ như thế suốt ba ngày trên quảng trường các vũ giả kinh kỳ nhìn tiểu tử trong trung tâm cơn lốc, thông qua khí tức, cảm ứng của bọn họ cảm giác rõ ràng tu vi võ học của tiểu tử không cao, nguyên nhân duy nhất là vì uy lực công pháp của hắn. Sau cùng, ngay cả hai thị giả ở cửa thánh điện cũng đã bị kinh động, từng người đứng dậy, hướng về phía cơn lốc đi tới. chương 4, Thái Cổ Hiệp Nghị, thị giả đại nhân, võ học trong thánh điện hơn 10 vạn loại, không biết tiểu tử này luyện loại võ học nào mà có uy lực lớn như vậy. Như là cá voi hút nước, hấp thu thiên địa nguyên khí tôi chưa từng nhìn thấy, khi hai vị thị giả đến bên cạnh phong vân vô kỵ, một phụ nữ xinh đẹp chỉ phong vân vô kỵ hỏi. Thị giả bên trái mở to mắt, trong đôi mắt trắng bạch xuất ra mông lông thanh khí, sau giây lát, ông ta thở dài một hơi, võ học người này tu luyện, các người tuy chưa từng nhìn thấy nhưng chắc phải từng nghe qua, cửu truyền sinh tử huyền công, đó là tên của võ học, ở số 12.564 trong thánh địa võ học, là nơi khác bí lục của đoạn võ học này, tin rằng trong các ngươi có người đã từng nhìn qua đoạn bí lục đó. Thì ra là vậy, không ngờ tiểu tử này chọn lựa môn võ học cửu tử nhất sinh, nghe nói người luyện tập võ học này là chuyện đã xảy ra ngàn vạn năm trước rồi, có nghe người đó luyện cửu chuyển sinh tử huyền công đến cảnh giới đệ lục chuyển thì cả thái cổ, người có thể đánh bại ông ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đáng tiếc ông ta sau khi luyện đệ thất chuyển thì bạo thể thân vong. Lúc ấy người luyện đoạn bí lục này còn có danh xưng là võ học kỳ tài, có thiên thần hỗ trợ, không ngờ do tu luyện đoạn huyền công mà có kết cục như vậy. Một nam tử áo choàng dài hình như rất có hiểu biết, Nghe thấy thị giả với, Minh Nhãn, đã nhìn xuyên thấu võ học của phong vân vô kỵ, nói. Các người như muốn học, cửu chuyển sinh tử huyền công, có thể đến số 12.564 trong võ học thánh địa tìm tâm pháp của công pháp này. Đối với vô công này ta có chút hiểu biết, tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công, bước đầu tiên là tán công. Tán công, ta luyện đến nay, tâm lực bỏ ra không thể kể hết làm sao chỉ vì một đoạn công pháp mà tán công được. Thị giả đại nhân, người này có phải vừa mới phi thăng? hai vị thị giả gật đầu mọi người nghe thấy thế lộ ra biểu tình như thử khó trách rồi từng người rời đi phong vân vô kỵ cảm giác tia chân khí trong cơ thể vốn nhỏ mảnh đã trở nên thô to liền dừng lại theo đệ nhất chuyển tâm pháp thì đệ nhất chuyển công pháp đã đại công cáo thành rồi mở mắt phong vân vô kỵ phát hiện hai vị thị giả đứng trước mặt hắn phong vân vô kỵ phó công của ngươi là cửu chuyển sinh tử huyền công phải không đúng vậy phong vân vô kỵ gật gật đầu thật đáng tiếc phải nói cho ngươi biết chuyện này do người luyện võ công quá bá đạo, lúc người luyện võ công này những người khác khó có thể từ thiên địa không gian hấp thu được thiên địa nguyên khí. Nói như vậy, chỉ cần người luyện võ công này, những người khác không thể tự tu bình thường. Do vậy, theo quy củ của Thánh Điện, mặc dù ngươi chưa ở Thánh Điện được đủ 3 năm, nhưng, chúng ta đặc biệt cho phép ngươi tại phụ cận Thánh Sơn tự do luyện tập, trong đủ 3 năm này ngươi được sự bảo hộ an toàn của Thánh Điện. Phong vân vô kỹ nghe thị giả nói thế, không nói gì, quay đầu xuống núi, hắn cơ bản cũng cảm giác được, trên thánh điện luyện tập võ học không thể toàn lực triển khai, tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công cũng có áp chế, tựa như trên thánh điện có cấm chỉ. Do vậy, đệ nhất truyền đã luyện thành, hắn quyết định rời khỏi thánh điện, lúc này nghe thị giả nói là hợp ý hắn. Hai vị thị giả đối với hành vi của phong vân vô kỳ có chút bất ngờ, nguyên là bọn họ chuẩn bị một phiên thương lượng trả giá, tuy nhiên, tiểu tử này thật là ngay thẳng. Tả thị, người thấy hắn có năng lực luyện hoàn chỉnh cửu chuyển sinh tử huyền công không? hữu thị giả đợi sau khi phong vân vô kỵ rời đi mới nói chuyện với tả thị trong âm thanh có chút lo lắng nếu tộc của chúng ta có thêm một người luyện thành cao thủ cửu truyền sinh tử huyền công đối với tình cảnh khó khăn trước mắt của tộc chúng ta cũng là một sự trợ giúp không nhỏ tả thị ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi nói mọi vật cạnh tranh kẻ có thể thích nghi thì sống sót từ sau khi đại nhân đế mị thần mất tích đến nay địa vị của tộc chúng ta giảm dần tôi cũng mong trong tộc xuất hiện một vị cao thủ có thể cùng thiên thần ma bọn chúng đối kháng nhưng cửu chuyển sinh tử huyền công trong những võ học đã có là khó luyện nhất, điều kiện hà khắc nhất, hơn nữa tình thế hiện tại, luyện công pháp cửu chuyển sinh tử huyền công cả đời chỉ sợ khó mà thành công. Ôi, nếu trước cuộc chiến thần ma lần này, tộc chúng ta không thể xuất hiện thêm một vị thần vực cao thủ, đến lúc đó hiệp định cùng thần ma chỉ sợ phải thay đổi mất. Hai vị thị giả trên mặt lộ ra niềm lo lắng, im lặng đứng trên quảng trường, hồi lâu thở dài một hơi, chỉ vung tay, đã quay người về cửa chính thánh điện ngồi xuống. Thẳng đến biên giới của Thánh Sơn, Phong Vân Vô Kỵ mới phát hiện một sự thật, biên giới Thánh Sơn có vực sâu ngàn trượng, với thật lực của Phong Vân Vô Kỵ không có khả năng như các vũ giả thái cổ khác, đang không phi hành, mà tại Thánh Sơn từ sơ khai đến nay mặc nhận người lên Thánh Sơn có năng lực phi hành. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ lâm vào tình cảnh khó khăn, muốn quay về nhờ hai vị thị giả giúp đỡ, nhưng lại không muốn mất mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ý niệm kiếm thể đại pháp, đệ nhất trùng thiên, đệ tam tầng thuật ngự kiếm có thể giúp đỡ được. Tốt là thuật ngự kiếm chỉ là một môn kiếm kỹ, không cần luyện nội lực, không ảnh hưởng đến người khác. Do vậy, phong vân vô kỵ ở bên bờ vực tòa hạ, hai tay đặt lên đầu gối, tại đó luyện tập đệ tam tầng thuật ngự kiếm. Thuật ngự kiếm, uy lực lớn hơn ngự kiếm thuật, nhưng cùng ngự kiếm thuật không quá khác biệt. Có thể nói chính xác hơn, thuật ngự kiếm đa phần là môn thuật phi hành tuyệt khoái, ngự kiếm phi hành, đương nhiên, thuật ngự kiếm có thể khả dĩ đối địch, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn ngự kiếm thuật. Cùng là chữ, ngự, nhìn vào mặt chữ mà nói, có thể thấy sự bất đồng. Ngự giả, ngự kiếm thuật ngự, này cần người trên kiếm thi triển hao phí tâm lực, nhưng cũng là ngự giả thuật ngự kiếm, nhưng là ngự mà sử, dùng kiếm như một ngón tay rõ ràng không như dạng ngự trên hao phí tâm lực. Đạt đến thuật ngự kiếm, kiếm dài ba xích cũng chỉ như ngón tay nhất dạng linh hoạt, có thể nói thân cùng tâm tại, tâm cùng kiếm tại, là nhân kiếm đã hợp nhất. Thuật ngự kiếm, so với ngự kiếm thuật càng thêm thâm ảo, do vậy thời gian tu luyện cũng dài hơn. Mất 3 tháng mới từ trong đà tọa tỉnh lại, Phong Vân vô kỳ cùng lắm mới tu được một nửa thuật ngự kiếm, ngự kiếm phi hành. Nhưng đã có ngự kiếm phi hành pháp môn, nhưng không có một thanh kiếm. Nguyên do trước khi phi thăng Phong Vân vô kỳ đã đạt đến cảnh giới không kiếm, mỗi cành cây, ngọn cỏ trong tay đều khả dĩ là kiếm. Do vậy chỉ cần tâm động, tước một ngọn cỏ tế, hai ngón tay cầm khẽ chấn động, nguyên là lá cỏ tế mềm mại đã thẳng như trường kiếm, cứng như sắt, sắc như kiếm. Hai chân đằng không nhảy lên, đứng trên lá cỏ phong vân vô kỷ tại không trung để lại một đạo lưu quang hướng Thánh Sơn đi tới. Đất đai rộng lớn, một khu hoang sơ, cỏ mọc cao quá thân người, cây cao hơn trăm trượt, trong rừng sâu, hồng hoang mãnh thú đi lại, núi cao chạm mây, yêu thú hoành hành. Tầm mắt nhìn qua cảnh tượng bên dưới, phong vân vô kỷ dần hiểu rõ tình cảnh của loài người. Ở Thánh Điện một thời gian, hắn đã dần tiếp xúc với sự thật, không quản là yêu thú, ma thú hay yêu ma, sinh ra đều mạnh hơn loài người, Thời gian càng lâu sức mạnh của yêu ma lại càng mạnh. Từ khi vũ trụ sơ khai đến vài tỷ năm lại đây, trong vũ trụ đã sớm sinh ra không biết bao nhiêu yêu ma cường đại. Loài người muốn cùng yêu ma sinh tồn đâu có dễ dàng, cũng không biết trong loài người đã có xuất hiện bao nhiêu người đủ sức mạnh hủy thiên diệt địa, ngay yêu ma cũng phải kinh sợ vạn phần, không ngờ bắt yêu ma bọn chúng cùng loài người ước định. Nội dung là nhân loại có thể bảo tồn thứ nguyên, tại đó phát triển sinh sản, ngay cả người thái cổ cũng không được xâm phạm càng không thể truyền thụ bọn họ võ học cao cấp, cũng như thế yêu ma bọn chúng cũng không được phép tiến nhập thứ nguyên. Nhưng đổi lại yêu ma bọn chúng trong tình huống không hủy diệt thứ nguyên có thể ăn thịt loài người. Thứ nguyên mà phong vân vô kỵ sinh sống vốn là một thứ nguyên như chuồng gia súc nuôi dưỡng loài người. Mỗi người mới từ thứ nguyên phi thăng lên, mới được nhận chân chính là người thái cổ thì trong 3 năm, phi thăng giả có thể an toàn ở thánh điện, yêu ma không được tập kích nhân loại ở thánh điện. Nhưng sau 3 năm dù thế nào, người tộc thái cổ không được bảo hộ nữa, giữa thái cổ nhân tộc và yêu ma tuân theo vũ trụ phép tắc, mạnh được yếu thua, yêu ma khả dĩ săn bắt loài người, đồng dạng loài người khả dĩ săn bắt yêu ma. Hiệp nghị này có vẻ công bằng, nhưng kỳ thật một điểm cũng không công bằng. Không nói số lượng yêu ma đã là hàng trăm hàng ngàn triệu, nhưng tộc người thái cổ số lượng không đủ một triệu, yêu ma mới sinh có ưu thế người thái cổ không thể bằng được, bọn chúng không cần trải qua tu luyện có thật lực mạnh mẽ. Nhưng loài người phải mất nhiều năm dài luyện tập mệt mỏi mới có thể có thực lực cùng yêu ma tranh đấu chương 5, trí tôn yết ngữ, lời lộ ra của trí tôn, núi cao chọc trời, trên một tảng đá hơi nghiêng, một thân ảnh ngồi bên trên, mi mắt rủ xuống, tóc dài quá vai. Trên vai trên đầu, cát bụi tích lũy dày cả xích, không rõ trên núi đã khổ tu bao nhiêu năm tháng. Mỗi ngày, trên đỉnh núi gió nổi từng trận kéo dài, ngay cả đất đá cũng có thể bị hủy nhưng vô pháp lay động thân thể ấy. Đột nhiên người khổ tu mở đôi mắt, nhãn tình sáng như sao phát xuất một đạo tinh mang, miệng hú một tiếng, tiếp đó người ấy bật dậy từ trên núi nhảy xuống, ở giữa không trung vẽ lên một nửa vòng tròn, bật ngược trở lại, đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống mặt đất. Thân thể lắc số sạch bụi bám trên vai và đầu, hốt nhiên người ấy như có dự cảm ngẩng đầu nhìn lên trời, trời xanh trên cao, mây trắng thưa thớt, cầu vồng núi đất và trời, nhưng trước mặt bóng xuất hiện một nam nhân. Thật cao hứng, ngươi trong 3 năm cuối cùng cũng có thành tựu. Nhưng, lần này ta đại biểu thánh điện báo cho ngươi, hôm nay là tròn 3 năm, ngươi không được xuất hiện trong một trăm dặm phàm vi thánh sơn. Từ nay sinh tử của ngươi do ngươi tự lo, người khổ tu, chính phi thăng chưa lâu phong vân vô kỵ. Vài năm khổ tu, hôm nay cửu chuyển huyền công đệ nhất tầng, sinh tử do minh đã thành. Còn ý niệm kiếm thể đại pháp, hắn cũng hoàn toàn tu thành thuật ngự kiếm. Nghe thánh điện sứ giả nói xong, phong vân vô kỵ vẻ mặt coi thường, tóc dài tung bay, quay đầu chuyển thân, từ đỉnh núi cao ngàn trượng nhảy xuống, Tại không trung vẽ nên một vòng tròn rồi dần biến mất trước mắt sứ giả. Ngoài Thánh Sơn, trừ màu xanh đậm của núi non trùng điệp, một thân thể to lớn của hồng hoang dã thú đi lại giữa rừng rậm, nơi nó vượt qua cây cối gãy đổ. Phong Vân vô kỷ phi hành sát mặt đất không dám đi lại quá gần. Chỉ nhìn từ khí tức, khí tức của yêu thú này mạnh hơn hắn quá nhiều. Trong thái cổ, nguy hiểm quá nhiều, trên trời có thân thể to lớn của yêu cầm, mặt đất có những hung thú to như quả núi, tất cả đều được tận mắt nhìn thấy, tuyệt không nhầm lẫn báo cho phong vân vô kỵ thế giới này nguy hiểm chân thật như thế nào. Thái cổ thế giới vượt xa tưởng tượng quá nhiều, phong vân vô kỵ suốt mấy ngày liền trừ trên Thánh Sơn, các nơi khác đều không gặp được người nào khác. Tối ngày thứ năm, phong vân vô kỵ đang muốn như hàng ngày, tìm một cây cổ thụ cao để qua đêm, trong lúc vô ý phát hiện, ở trên một ngọn núi phía xa có ánh lửa. Ánh lửa không như loại lửa của yêu thú phun ra có mang theo sắc đỏ mà đây chính là lửa đơn thuần. Nơi có lửa, chắc phải có người trong lòng tò mò, phong vân vô kỵ đằng không bay về phía ngọn núi. quác một tiếng chim kêu phá màn đêm yên tĩnh, dưới ánh sao, một con chim khổng lồ xải cánh dài hơn 30 trượng bay đến, hai cánh vỗ tạo nên từng trận gió lớn. phong vân vô kỵ trong lòng run sợ, dùng thuật ngựa kiếm bay lên, đằng sau yêu cầm giáo giết đuổi theo không tha. không quản phong vân vô kỵ chuyển hướng như thế nào, thủy trung không thoát được khỏi yêu cầm. muốn đến chỗ có ánh lửa nhưng sợ mang nguy hiểm cho người còn chưa biết mặt chỉ đành dẫn theo con chim bay xung quanh dãy núi. Từng tiếng chim kêu vang đến điếc tai, không còn cách nào khác, phong vân vô kỷ tìm ngọn núi cao hơn trăm trường dẫn theo yêu cầm đằng sau, liên tục chuyển hướng để né tránh yêu cầm sau lưng, tay phải dơ lên hút vào tay một cành tùng đầy lá, dùng ngự kiếm pháp làm lá cây cứng như thép bắn về phía yêu cầm. Nghe thấy một loại âm thanh đinh đang không ngừng như sắt thép va chạm. Lá tùng có thể dễ dàng xuyên qua sắt đá nhưng trên lưng yêu cầm như chạm phải sắt thép tinh luyện không thể xuyên qua lớp da của nó yêu cầm tuy không thụ thương nhưng trong lòng đã nổi giận cánh phải vung lên ầm một tiếng đập vào ngực phong vân vô kỵ chỉ nghe thấy tiếng xương gãy liên tiếp vang lên ngay sau đó phong vân vô kỵ bắn thẳng về phía sau cánh chim mang theo sức mạnh đập hắn bay thẳng vào một ngọn núi yêu cầm không tha cho hắn kêu lên một tiếng tại không trung chuyển ngang thân hóa thành một tàn ảnh thẳng hướng phong vân vô kỵ bay tới xong rồi không ngờ đến chỉ là một con yêu cầm phổ thông có thần lực như vậy ta căn bản không bằng một phần trăm Phong vân vô kỵ trong lòng nghĩ, toàn thân truyền lại từng trận tê liệt đau đớn, vào lúc hắn nghĩ hắn chắc chắn chết thì không trung truyền lại một tiếng kêu phẫn nộ. Xuất sinh, còn không quay lại, âm thanh từ tứ phương truyền lại, không thể nhân ra từ hướng nào truyền lại. Nhưng yêu cầm sao có thể vứt bỏ miếng thịt ngon trước mắt, trong mắt hung quang loạn bạo, thẳng hướng phong vân vô kỵ bay đến. Không biết tốt xấu, người kia như phẫn nộ, một luồng đao phong mang theo tiếng gió rít từ giữa không trung truyền lại, yêu cầm vốn đồng bị thiết cốt dễ dàng bị chia ra hai nửa như cắt đậu phụ. Máu đen tung bay đầy trời, thi thể yêu cầm chia làm hai nửa rơi xuống bên dưới. Hôm nay người gặp ta cũng coi như có duyên, có thể, ngươi và ta cùng tộc, ta cứu cho ngươi một mạng. Tiếng người ấy nói, trong tiếng âm vang, một hấp lực vô cùng lớn đưa phong vân vô kỵ rời khỏi đống đất đá trên không trung vẽ lên một cung tròn rơi xuống đỉnh núi. Nơi này có mảnh đất trống, một người đàn ông trung niên thân mang áo choàng dài đang ngồi phía trước, Trước mặt ông ta có đốt một đống lửa, trên đống lửa đang nướng một khối thịt lớn, bên cạnh ông ta là một thi thể yêu thú không toàn vẹn. Người đàn ông trung niên trên mặt đầy màu sắc thương tang, bộ râu sen cái những sợi bạc trắng, chỉ có đôi mắt nhìn trong đêm sáng như ngọc. Trên thân đeo một bả trường đao cổ, từ đao thoát ra nùng nùng sát khí. Người đàn ông một tay quay nướng thịt, một tay đưa ra áp vào đầu Phong Vân vô kỵ, trong lòng bàn tay phát ra lượng lớn uân nhân chi khí, đoàn khí trắng như có sinh mệnh chui vào đầu Phong Vân vô kỵ chỉ trong giây lát nghe thấy từng tiếng nối xương từ trong người phong vân vô kỵ một cỗ lực lượng hùng hậu trong cơ thể vận chuyển xúc tiến máu huyết toàn thân vận chuyển phong vân vô kỵ bái lạy trên mặt đất thành tâm nói cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối hắn cảm thấy lần này không những thương thế toàn thân đã khỏi mà còn thấy công lực tăng thêm một tầng người đàn ông trung niên thản nhiên thu nhận một lạy tùy tay đưa một xiên thịt yêu thú nướng cho phong vân vô kỵ nhìn thấy phong vân vô kỵ có chút trần trừ người đàn ông cười lạnh người mới phi thăng phải không yêu ma ăn thịt người, người ăn thịt yêu ma, đạo lý này ngươi sẽ sớm rõ ràng thôi. Mặt đất mênh mông, trừ cây cối ra, những sinh vật có thể đi lại đều mạnh hơn loài người. Nếu ngươi nghĩ không thông, sau này cùng loại động vật đẳng cấp thấp đi ăn quả dại đi. Người đàn ông tay đưa ra không rút lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Trầm mặc một lúc, phong vân vô kỷ cúi đầu nhận miếng thịt yêu thú nướng. Người đàn ông trung niên mặt lộ ra nụ cười, thong dong từ thân trên yêu thú cắt thêm một miếng thịt ném lên đống lửa. Ngươi công lực quá thấp, chỉ là một con chim bình thường ngươi không đối phó nổi. Nếu ngươi muốn sống để ta chỉ cho ngươi con đường sáng. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Tiền bối, hưng, ta phi thăng từ 80 vạn năm trước, ngươi gọi ta một tiếng tiền bối cũng không sai. Tiểu tử nghe cho rõ, ta nói sau đây cùng tính mạng của ngươi có liên quan. Thái cổ thời đại, trời đất minh mông, dài không biết hàng trăm vạn dặm, rộng không biết hàng trăm vạn dặm, núi cao sông sâu, yêu cầm tẩu thú càng không biết bao nhiêu mà kể. Trong không gian đất trời này, yêu thú nhiều con người ít, cũng nói thiên địa của loài người không bằng thiên địa của yêu ma. Vài trăm triệu năm trở lại đây nếu không phải trong loài người có một nhân vật kinh thiên động địa, thì loài người bây giờ còn là thức ăn cho yêu ma. Kinh thiên động địa là một người diệt thần sát ma, không biết tốn bao nhiêu thời gian trong thế giới thái cổ tim được một khu vực rộng lớn cho loài người sinh sống. Trong khu vực ấy yêu ma mạnh mẽ tất cả đều bị giết sạch, chỉ còn lại những yêu cầm yêu thú yếu ớt, ngươi vừa gặp một trong số chúng. Yêu ma tẩu thú không biết số lượng hàng trăm ngàn triệu, chỉ nói một tộc thiên sứ tại Tây Phương Thiên Đường đã hơn 600 triệu, hơn nữa số lượng không ngừng gia tăng. Nhưng nhân tộc của chúng ta chỉ có vàn nghìn vạn, hơn nữa lại không đoàn kết một khối. Tư tâm của loài người quá lớn, khó thu phục nhân tâm. Trong khu vực của loài người phân biệt tứ phương thống trị. Băng điện, nơi đây toàn bộ là nữ, điện chủ xưng băng nữ, bên dưới là thánh cô, võ công cao thâm mà chắc. Băng điện trên núi băng cao hàng vạn trượng, chu vi vài vạn dặm xung quanh, toàn bộ đều là núi băng, cực khó tìm được. Một phương là Đao vực, Đao vực có ba vị cao nhất là Đao Thánh, Đao Đế, Đao Hoàng. Vị nào cũng tồn tại ngang với đỉnh cao yêu ma. Đao vực trực tiếp thu nạp vũ giả luyện đao. Ma vực là một phương toàn bộ tu luyện ma công, hành vi độc ác, trong lòng hiểm độc, loài người vốn số lượng ít, nhưng trừ bị yêu ma giết hại thì còn lại là bị người của ma vực giết hại. Người người ghét cay ghét đắng ma vực, dù thế nào cũng là người cùng tộc với ta tuy luyện vũ công của yêu ma nhưng cuối cùng thì vẫn là đồng loại, nhân loại số lượng ít, không nỡ đổ sát. Ma vực có tam đại ma tôn, võ công thì có thể nói ở đỉnh cao. Ta vực, nơi đây ở phương Bắc, nhiệt độ cực thấp, yêu thú cũng không dám lại gần, càng không nói là loài người. Tuyết vực không có người ở, nhưng thường có vũ giả tu luyện âm hàn nội công đến đây, những người này không ai không là cao thủ. Tại tuyết vực có truyền thuyết trăm triệu năm trước, kẻ mạnh tuyệt thế ở thời kỳ chúng thần đại chiến, chiến đế ngủ say ở đó những chiến tộc tùy tùng thường đến đấy nhưng rất ít người tự xưng chiến tộc. trừ bốn phương thế lực này còn các tự do tán tu không đồng ý gia nhập phương nào. trong những vũ giả đó sợ rằng có đỉnh cấp cao thủ. nghe nói đao vực ba vị vực chủ từng gặp một vị đỉnh phong cao thủ cố toàn lực cũng không lưu hạ được đối phương. người đó danh phá nguyệt thuộc cao thủ trong trong những người tự do tán tu. chuyện đấy khó mà biết được nhưng đã xác nhận có ít nhất sáu vị đỉnh phong cao thủ. Tôi vừa nghe cao thủ trong tộc của chúng ta cùng thần ma ngang hàng, thậm chí bách ép thần ma phải cùng loài người thương lượng một hiệp nghị không biết có phải một trong những vị trí tôn không. Phong vân vô kỵ hốt nhiên hỏi, người đàn ông trung niên như không nghĩ đến câu hỏi ấy, sau lúc lâu, ngẩng đầu nhìn từng đám mây bay qua đỉnh núi lạnh lùng nói, Bắc hải hiên viên khâu, tây địa thương ngô uyên, cửu nghi có phủ sơn, thương khung tàng minh vực. Nếu như người thực lực đủ mạnh, người sẽ hiểu, nói xong, đột nhiên đằng không bay lên, như cánh chim lớn chìm vào trong màn đêm đen. chương 6, Huyền Minh Quyển, sau khi vị cao nhân ấy rời đi, Phong Vân vô kỵ không dám ở lại chỗ đống lửa, trong trời đất này, những thứ có thể tiêu diệt hắn quá nhiều. Lúc này, vội vàng dập lửa, đến giữa lưng chừng núi, dùng sức đào một cái hang nhỏ, chui vào bên trong, thu liếm tinh khí toàn thân, như một tượng đá, ngồi trong đó, không chút động đậy Quả nhiên, không có khí thức mạnh mẽ của người ấy áp chế, nơi đống lửa đã tắt, do máu chảy ra từ thân xác của yêu thú, phát tán ra vị máu tanh, nhanh chóng kéo từng con yêu thú to lớn đi đến. Dưới ánh trăng tròn, ánh sao lấp lánh, một âm ảnh to lớn từ trên đỉnh núi hạ xuống chiếm cứ một khu vực lớn. Khí tức âm sâm giống như băng châm đâm vào phong vân vô kỵ đang lẩn trốn trong núi, đỉnh núi truyền lại những tiếng nghiến răng không ngừng đập vào tai, đôi khi lại có tiếng gầm rú của yêu thú. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cũng có thể mùi máu của thi thể yêu thú quá nồng, vượt trội so với khí tức của phong vân vô kỵ, thủy chung yêu thú trên đỉnh núi vẫn không phát hiện hắn. Sau khi tìm kiếm chán chê, yêu thú trên đỉnh núi không ngờ nhìn mặt trăng kêu khóc một hồi dài rồi dối rít mang theo tàn tích của yêu thú đến bên sườn núi, từ sườn núi ném xuống, ngay cách thân phong vân vô kỵ không xa, hắn nhìn rõ ràng thân thể yêu thú, còn có hai bên thân mở ra đôi cánh dài. Đến nửa đêm, những con yêu thú quay về ẩn náu trong rừng sâu, tiếng gầm rú phát ra không ngừng. Nhìn dưới chân núi tối đen, cùng với ánh sao nhấp nháy không rõ, nghe tiếng gió thổi qua giữa nửa đêm, phong vân vô kỵ đột nhiên sinh ra cảm giác giác cô đơn tịch mịch vô cùng, phảng phất như cả thế giới rộng lớn này chỉ còn mình hắn. Một luồng khí lạnh chạy qua tim, bất chi giác thân người hắn khẽ run, ngay sau đó tỉnh ngộ lại, hắn vốn từ sớm đã là người hàn thử bất xâm. Trên trời mây đen mãi không tan, bầu trời chỉ có chút ánh sáng duy nhất từ phía đông truyền lại. Trên trời bỗng đột nhiên truyền lại tiếng quát, triệu vô cực, mau đưa ra huyền minh quyển quyển thượng, ta tha mạng cho ngươi, bằng không đừng trách ta vô tình âm thanh phẫn nộ của một người trẻ tuổi nói uvota ác ma như ngươi ngay cả ta có chết cũng không đưa huyền minh quyển giao cho ngươi phong vân vô kỳ cảm thấy kỳ quái nhìn xung quanh thấy trên trời có hai tàn ảnh màu giỏ một trước một sau người đằng sau thân hình như chim ưng mặc áo màu tím cố đuổi không tha người đằng trước là một thanh niên tuấn đú tay cầm một thanh kiếm giải phát ánh sáng hai người một trước một sau tại không trung truy đuổi uvota sư phụ của ta là chi kỷ của ngươi đưa huyền minh quyển do ngẫu nhiên lấy được cho ngươi mượn xem, không ngờ ngươi đột nhiên hạ thủ, không những đoạt huyền minh hạ quyển lại còn đánh lén hại sư phụ ta. Như hiện nay vì quyển huyền minh thượng quyển này ngươi đuổi theo ta 7 ngày 7 đêm rồi, huyết cừu như thế này, ta chịu vô cực không báo thù không làm người. Người thanh niên nói như không phải nói với U vô ta mà như giải thích cho phong vân vô kỵ nghe. Ở nơi hoang dã, chỉ cần có người đồng đạo, gặp nhau lập tức có cảm giác, hai người này đã sớm phát hiện phong vân vô kỵ ẩn thân ở trên núi. Quả nhiên, người tên Triệu vô cực chuyển hướng bay đến, ở không trung nhẹ giọng nói, huynh đài phía trước, có thể giúp tiểu đệ một tay không? Tiểu tử, không nên quản nhiều chuyện, mạng của Triệu vô cực đã là của ta hàn trì thiên ma rồi. Người tên U vô tà có điểm tâm cơ, ám nêu danh tự, muốn gây ảnh hưởng không cho đối phương xuất thủ. Phong vân vô kỵ nghe qua tên U vô tà, đã nhận ra người này chắc thuộc một phái tự do, có thanh danh tà đạo cao thủ, vũ công chắc có thành tựu. Phong vân vô kỵ mắt nhìn thấy bọn họ hai người bay đến, trong lòng tính toán, bản thân tự biết tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công và ý niệm kiếm thể đại pháp mới tiểu thành, tuyệt đối không phải đối thủ của bất kỳ ai trong thế giới này, hắn cũng biết, thái cổ thế giới này, phàm là cao thủ đều có thủ đoạn ẩn tàng thực lực. Trong loài người, vài vạn năm không có phi thăng giả, nên nếu có thể nhìn thấy vũ giả, võ công tuyệt đối không yếu giống như phong vân vô kỵ. Do vậy hai người nhận người trước mắt là giả chưa ăn thịt hổ, cố ý ẩn tàng thực lực. Hai người này, vì quyền huyền minh quyền mà đến, trong thánh địa vũ học có cả triệu loại võ học, cũng không biết huyền minh quyền là loại võ học gì mà làm hai người tranh giành nhau. Triệu vô cực nhìn thấy phong vân vô kỳ còn im lặng đứng ở trên sườn núi, có chút vội vàng nói, huynh đài chỉ cần cứu tính mạng của tại hạ, tại hạ quyết có hậu báo. Nói xong nghiêng người, dừng lại ở bên cạnh sườn núi, thấy triệu vô cực mặt tím tái, chân run tẩy, rõ là chân khí đã mất quá nhiều. Đối với trong vùng hoang sơn đột nhiên xuất hiện vũ giả, U Vô Tà đang cố phán đoán, hắn từ trước đến giờ chưa từng làm chuyện gì mà không nắm chắc, không rõ lai lịch đối phương quyết không khinh cử vọng động. Nhưng người trước mặt, thể nội chân khí thật quá yếu ớt, làm hắn không đoán thấu, đành dừng lại ở ngoài 30 trường. Vị huynh đệ này nếu có thể giúp ta bắt hắn, ta u vô tà nguyện cùng huynh đệ hưởng dụng võ học đỉnh cao huyền minh quyết. U vô tà thầm có chủ ý, chỉ cần quyền thượng huyền minh quyết lọt vào tay tranh thủ thời cơ lúc đối phương không phòng bị, sát nhân diệt khẩu, nếu bản thân không đánh lại đối phương, tranh thủ cao chạy xa bay, nói về khinh công, U Vô Tà tự nhận đó là sở trường của hắn. Phong Vân Vô Kỵ không động thanh sắc, trung thủy trên mặt không lộ xuất một chút biểu tình nào, đối phương võ công cao hơn bản thân quá nhiều, chỉ cần có sắc mặt lạ, nói không chừng họ nhận ra, lúc ấy, cho dù mình không tham gia, cũng bị sát nhân diệt khẩu. Khi U Vô Tà nói thì Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên một tia hàn quang, như vậy làm sao còn không biết chủ ý của hắn. Trong lòng khẽ động, đột nhiên có một chủ ý, ngón tay như kiếm, tâm khẽ động, nghe thấy một âm thanh càng lúc càng rõ, sau đó một đạo tàn ảnh xuất hiện trên không trung, hàn quang tỏa ra từ một thanh trường đao dài ba xích, không biết đao là loại bảo vật gì mà đao thân phát tán hàn khí, mặt đao sáng như hương. Phong vân vô kỵ dùng kiếm ý ngự đao, linh hoạt ở không trung bay vài vòng rồi quay lại nhập vào vỏ đao của U Vô Tà. Sau đó một từ không nói chỉ hai mắt nhìn chằm chằm vào U Vô Tà. Vẻ mặt của U Vô Tà trở nên thật khó nhìn, ôm tay nói, không ngờ, thì ra là cao thủ đao vực tiềm tu tại đây, tại hạ đã làm phiền. Xin thứ lỗi, ngày sau nhất định đến tận nơi cáo tội. Nói xong, phi hành đi mất, thì ra huynh đệ là người của đao vực, cảm ơn giúp đỡ. Triệu vô cực ôm tay nói, không cần, người với ta lập tức mau rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, đợi u vô tả hắn quay lại, cả hai chúng ta chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Phong vân vô kỵ nói xong từ sườn núi đi xuống, hướng về một ngọn núi khác đi tới. Cái gì, Mặt triều vô cực vô cùng hoang mang, rõ ràng U vô tà vừa sợ chạy mất, sao người trước mắt lại nói hắn sẽ quay lại. Tuy không hiểu nhưng triệu vô cực cũng đi theo, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện kỹ thuật ngự không của đối phương không được nhanh, điều này cùng với những cao thủ trong ấn tượng của hắn không giống. Tiền bối, xin thứ cho tại hạ không rõ, vừa rồi tiền bối nói cần đi nhanh chóng, nhưng tại sao còn thong dong không khẩn trương, hay là đùa tại hạ. Trong lời nói có chút bất mãn, phong vân vô kỳ cười khổ, Ta luyện là một trong những bí kíp ngự kiếm kỳ thuật trong thiên hạ, nói về tốc độ tuyệt đối không kém. Chỉ tuy nhiên kỹ thuật có tốt cũng cần nội công duy trì à? Người tưởng ta không muốn nhanh sao? Nếu khinh công người cao minh như vậy thì đưa ta đi luôn vậy. A, à, huynh chẳng lẽ giờ còn không nhìn ra ta chỉ là một phi thăng giả mới hay sao? Nói về bối phận, huynh còn là tiền bối của ta. Vừa rồi ta thừa cơ hắn không dự phòng, dùng kiếm ý điều khiển đao. Hắn trong lòng đầu tiên đã có chủ định, nghĩ ta võ học cao minh nên mới chạy đi đợi đến lúc hắn hồi quá thần, nghĩ đến ta vừa dùng chỉ là khi ém quyết, tự nhiên hiểu, chúng ta giờ không chạy đi, đợi hắn hiểu chuyện quay lại sợ rằng không sống hết ngày hôm nay. Phong vân vô kỵ giải thích cặn kẽ lại, vẻ mặt của triệu vô cực đột biến đổi vài lần, đầu tiên còn nghi ngờ, sau thì hiểu dần, cuối cùng trở nên vội vàng, lập tức một tay cầm tay phong vân vô kỵ, nhanh chóng bay về phía trước. Hai người tìm đến một ngọn núi không xa, ở thân núi đào một cái hang chui vào bên trong, bên ngoài động có cây cối che khuất, nhìn khó nhận ra. Hai người ẩn thân bên trong thu liếm tinh khí toàn thân, một chút cũng không cử động chăm chú đối diện nhau. Quả nhiên, một lúc sau, U Vô Tà quay lại, bực bội chửi ầm ý, ở không trung nhìn quanh rồi vội vàng trong khu vực tìm kiếm, nhưng cuối cùng không tìm được gì, trong lòng điên tiết, ở giữa không trung tay phải vận xuất ra một quang cầu, như xét đánh nổ trên ngọn núi ngay nơi phong vân vô kỵ lẩn trốn. Vừa nghe ầm một cái cả ngọn núi cát bụi bốc lên mù mịt sau khi bị gió thổi tan, cả ngọn núi thấp đi vài chục mét. Đi ở khu vực này tìm rất lâu, cuối cùng, U Vô Tà cực kỳ không cam tâm ra đi. Triệu Vô Cực, còn cả tiểu tử ấy nữa, nếu để ta gặp được các ngươi, ta nhất định băm các toái thi vạn đoạn, hai người các ngươi cố mà sống đi, hừ. Trong sơn cốc còn vọng lại câu nói của U Vô Tà trước lúc ra đi. Chương 7, Thần vực, đợi đến U Vô Tà đã đi rất lâu, hai người cũng chưa dám đi ra, lo lắng hắn chỉ giả vờ, đợi đến lúc trời tối, hai người mới từ chỗ ẩn thân đi ra. Triệu huynh xin hỏi huynh có thể đối phó được yêu thú ở đây không? Phong vân vô kỵ hỏi, có lẽ không có vấn đề, ta phi thăng từ 20 vạn năm trước, theo sư phụ thiên vân kiếm tả đã rất lâu rồi, đối phó với yêu thú ở đây thì không có vấn đề gì. Nhưng ra khỏi lĩnh vực cư trú của loài người thì yêu thú bên ngoài ta không có khả năng đối phó. Triệu vô cực tại đỉnh núi dùng kiếm dọn sạch một khu đất, sau đó đã kiếm ít cành cây nhỏ, tay phải khẽ búng, đầu ngón tay hiện lên một ngọn lửa, phong vân vô kỵ nhìn thấy ngọn lửa ấy, biết người này tu luyện cực dương nội lực, hơn nữa cũng đã có hỏa hầu. Triệu Vô Cực được nghỉ ngơi một lúc đã khôi phục hơn nửa công lực, bốn phía không có người, hai người thông báo tên, sau đó ngồi bên đống lửa nói chuyện. "Triệu huynh, Tại Hạ vừa mới phi thăng, có nhiều sự tình không rõ, không biết Triệu huynh có thể giải thích cho Tại Hạ được chăng?" "Huynh hỏi đi, Tại Hạ nếu biết nhất định sẽ trả lời." Đệ nhìn U Vô Tà hình như vì huynh có huyền minh quyết mà đến, theo Tại Hạ biết trong Thánh Điện Vũ học có hơn 10 vạn loại trong đó chưa chắc đã không có võ học nào mạnh hơn huyền minh quyết không biết bọn huynh không đến thánh điện tìm kiếm vũ học mà lại vì một quyển huyền minh quyết đánh nhau triệu vô cực trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ quái ngươi thật là không biết hay giả không biết nhìn thấy phong vân vô kỵ gật đầu tiếp theo nói xem chừng ngươi mới phi thăng thời gian rất ngắn nếu không thì không thể không biết thánh điện vũ học trên thánh sơn chưa nói đến điều kiện để mỗi người lên thánh sơn đều rất hà khắc cả đời không quá năm lần hơn nữa chính như ngươi vừa nói thánh điện vũ học của một triệu, trong đó chọn lựa mất rất nhiều thời gian và tinh lực. Còn chưa nói là, thánh điện vũ học trong đố đa số là vũ học bình thường, rất ít đỉnh cao vũ học, hơn nữa luyện tập rất khó, mà chưa chắc đại thành, người không có thiên tư rất khó luyện tập, còn nữa những võ học của đương kim thành danh cao thủ, người tưởng bọn họ chân thật mang toàn bộ võ học để lại thánh điện sao. Tại thánh điện nhìn thấy đỉnh cao vũ học hầu hết đều là tàn quyền, không hoàn chỉnh, uy lực không bằng bản chính. Hơn nữa những vũ giả ở lại thánh điện rất nhiều, chẳng lẽ chưa từng tấp qua những võ học ấy. Võ học như vậy khả năng tẩu hỏa nhập ma là rất cao. Thì ra là thế, nghe triệu vô cực nói, phong vân vô kỵ lờ mờ có chút lo lắng, bản thân có cửu chuyển sinh tử huyền công, cùng ý niệm kiếm thể đại pháp, đều lấy từ đại điện, liệu có vấn đề gì không? Thánh điện vũ học không ngờ có nhiều khuyết điểm như vậy. Tuy nhiên có khiếm khuyết nhưng tuyệt đại đa số công pháp đều hoàn chỉnh, luyện đến cự hạn, có thể ngang bằng thượng vị yêu ma hơn nữa như quả may mắn mà nói có thể đạt được bản công pháp đỉnh cao hoàn chỉnh chỉ là xác suất quá thấp thôi không biết phó công của triệu huynh có phải là lấy được từ thánh điện hay không thấy triệu vô cực gật đầu phong vân vô kỵ hỏi tiếp còn một chuyện tại hạ vẫn không hiểu như quả đã có công pháp tự nhiên phải nhanh chóng tu luyện đến hoàn chỉnh không cần bái sư sao sau khi phi thăng triệu huynh vẫn cần bái sư triệu vô cực thở dài một tiếng lại một lần nữa vì kiến thức của phong vân vô kỵ mà thấy thương cảm nhưng người nói cũng không sai lắm nhưng đây là thái cổ thời đại, tình huống phức tạp vượt quá bất cứ người nào tưởng tượng, còn chưa nói là tình cảnh nguy ngập của nhân tộc, tùy mỗi người đều có tâm mong thay đổi tình huống này, nhưng nhân tâm khó dò, giữa loài người cửu sát, cũng chỉ vì tầm nhìn của không ít người bị mờ đi vì dục vọng. Sư phụ từng nói qua nơi có người là nơi đó có tranh đấu, như quả nếu bái nhập làm môn hạ của một vị tự nhiên có người bảo hộ, bản thân an toàn thêm một phần. Ngoài ra, ôi, người từ thứ nguyên đến đây không biết quá trình luyện tập khó khăn chập trùng, mỗi người đều gặp không ít bình cảnh, nếu như chỉ một người tự mong đột phá, có khả năng cả đời chỉ dẫm chân tại chỗ. Nếu có một vị sư phụ, kinh nghiệm của ông ấy có thể giúp người vượt qua bình cảnh, tu vi tăng thêm một tầng không giản đơn như yêu thú thời gian càng lâu, tu vi càng cao. Nói đến các thế lực, ma vực, đao vực bọn họ tứ phương thế lực, gia nhập vào đó không phải là tốt hơn sao? Triệu vô cực trên chán đã hiện lên vẻ ưu tư mà phong vân vô kỳ quen thuộc, Chầm mặc một lúc rồi có chút tức dẫn nói, bốn phương thế lực ấy đều tranh đấu, tranh đoạt quyền lợi, đánh giết lẫn nhau, loài người số lượng vốn ít ỏi, trừ bị yêu ma giết hại, còn lại đều chết do bọn họ tranh đoạt mà ra. Ta không thích tranh đấu như vậy, nên mới chọn lựa một phái tự do, như thế nào cũng không gia nhập tứ phương ấy. Chẳng lẽ không thể can thiệp để dừng lại sao? Loài người chúng ta không phải có tồn tại những thế lực mạnh sao? Bọn họ vì sao không lộ mặt can thiệp? Chuyện này ta cũng không biết sự thật đấy cũng là chuyện nhiều người nghi hoặc chỉ cần người mạnh mẽ nhất của loài người xuất hiện tin rằng cho dù là tuyết vực hay ma vực thì không ai dám phản kháng nhưng thực sự thì như thế này cũng có lúc ta cũng rất kỳ quái cho đến gần đây ẩn ước thành một cách lý giải cách lý giải có phải là chuyện này được cho phép câu này là phong vân vô kỵ nói triệu vô cực kinh ngạc quay lại nhìn phong vân vô kỵ sau đó mới nói sự thật thì lý giải như vậy được rất nhiều người đồng tình do vậy thánh tôn của tứ vực không có cố kỵ gì không sai, đây chính là điều được cho phép. Ta đoán, bọn họ tất cả mong thông qua phương thức ấy có thể làm cho tộc chúng ta không ngừng lớn mạnh. Tốt nhất là có thêm vài người có thể đối kháng với sự tồn tại của chủ thần, như vậy mới có thể cải biết tình huống của tộc chúng ta. Chúng ta số lượng không bằng yêu ma, cũng không bằng người chim ở thiên đường, không thể thủ thắng bằng số lượng thì chỉ có thể bằng chất lượng thủ thắng. Một khi đạp nhập, thần vực, cho dù một cao thủ thần vực nào đều có thể dễ dàng đối phó vài chục vạn thậm chí trăm vạn yêu ma. Bọn họ là ai? Ta cũng không biết, không ai biết, cho đến hiện nay chỉ biết một vị, hiên viên đại đế. Triệu vô cực trên mặt thể hiện sự bội phục, kính trọng trong lòng. Ôi, đáng tiếc hiên viên đại đế trong thần ma chi chiến đã mất tại Bắc Hải. Đó là tổn thất lớn nhất của tộc chúng ta. Mỗi năm đều có rất nhiều người đến lăng của Bắc Hải hiên viên phúng điếu một lần. Quanh lăng Bắc Hải hiên viên phương viên ngàn dặm, cấm được đánh giết lẫn nhau. Nơi đấy cả yêu ma mạnh nhất cũng không dám đến gần. Hiên viên đại đế bốn chữ ấy, không những hướng về cả loài người, mà cũng nhận được cả sự kính phục và sợ hãi từ trong thâm tâm của yêu ma bọn chúng. Triệu vô cực nói xong liền trầm nhập vào ký ức, phong vân vô kỳ cúi đầu, hai người ở bên đống lửa đều có tâm sự. Lúc lâu, phong vân vô kỳ hình như đã hạ quyết tâm, nhẹ giọng nói với bản thân, ta nhất định bước lên thần vực lĩnh vực, dù phải trả bất cứ giá nào. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, triệu vô cực kinh dị nhìn hắn, nhưng nhanh chóng cúi đầu, giả như không nghe thấy, ánh mắt trở nên mê mang. chương 8, ẩn cốc, một đêm bình yên, cũng có vài con yêu thú lại quấy dày, bị triệu vô cực thi triển thủ đoạn, đến nỗi nghe thấy tiếng đã chạy. Trời phía đông sáng dần, triệu vô cực sửa sang lại quần áo, đứng dậy, nhìn về phía phong vân vô kỵ, rồi lại nhìn về phía chân trời, nói ta chuẩn bị đi thăm một người bạn của sư phụ, diệt ma thủ, sau đó ở đó một thời gian, người muốn thế nào cứ nói, không ngại thì chúng ta có thể cùng đi. Ở đây mọi thứ đệ đều không quen, đang không có nơi để đi, tiện thể cùng huynh đi một chuyến vậy, ít nhất dọc đường cũng có người chiếu cố. Triệu vô cực mỉm cười, sau đó quay đầu, từ trên đỉnh núi nhảy xuống, ở không trung vẽ lên một tàn ảnh màu đỏ rồi bay về phía đông, phong vân vô kỵ thi triển ngự kiếm chi thuật, vội vàng theo sau. Ba ngày sau, phong vân vô kỵ cuối cùng theo triệu vô cực đến một sơn cốc rất lớn, trong cốc xương khói lãng đáng không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Tại cách cửa cốc một khoảng, triệu vô cực gọi phong vân vô kỵ xuống đất hai người đi bộ thẳng theo hướng cửa cốc cửa cốc rất nhỏ nơi ra vào có hai chữ to bằng cát đỏ ẩn cốc phong vân vô kỵ nghi hoặc nhìn triệu vô cực nhưng triệu vô cực như không nhìn thấy đi thẳng qua đến cửa cốc dưới mặt đất ngồi hai lão già dâu tóc bạc trắng cong người bái một bái sau đó cầm lấy một con dao con nhỏ nhắn dưới mặt đất nhẹ nhàng cắt trên ngón tay trỏ một đường con dao nhỏ ấy trông như hơi cùn không ngờ lại sắc bén vô cùng dễ dàng cắt trên ngón tay trỏ của triệu vô cực một giọt máu tươi từ vết thương rơi xuống trúng vào một cái chén đá dính liền với mặt đất trong chén đá một màu đỏ tươi đáy chén đã đọng một lớp màu đỏ đen đen hai lão già đầu tóc bạc trắng khi triệu vô cực cắt ngón tay trỏ thì ánh mắt hạ xuống cùng nhìn về phía chén đá mãn ý gật đầu sau đó quay ra nhìn về phong vân vô kỵ phong vân vô kỵ hiểu ra nhận lấy con dao tại ngón trỏ cắt một cái để dòng máu rơi vào trong chén đá hai người các ngươi vào đi nhớ lấy sinh tử có số Nói xong hai lão già đầu tóc bạc trắng vung tay, nhắm mắt không nói thêm. Trong ẩn cốc, vách đá cao chọc trời, giữa hai bên vách có đào vô số hang động, dày đặc xen kẽ nhau, ở sát động có thể ẩn ước thấy có người ngồi bên trong không cử động. Trong ẩn cốc, thực lực càng mạnh, nơi ở càng cao, lấy 300 thước làm mốc, người ở dưới 300 thước đều không được làm phiền việc thanh tu của người ở từ 300 thước trở lên. Nơi đây vài vạn năm trước đã qua một lần, vài nghìn năm trước cũng đã qua một lần nữa nhưng chưa từng nhìn thấy cao nhân ở từ 300 thước trở lên. Trong bọn họ, có người đến nay đã thanh thu vài chục vạn năm không hề cử động. Phong Vân Vô Kỵ có chút buồn cười, nghĩ, bay lên trên nhìn một lần cũng được mà. Triệu Vô cực cười nhìn Phong Vân Vô Kỵ như đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, đối với hắn nói, người thử bay lên trên cao 300 thước xem sao. Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy hắn nói, cảm giác từ 300 thước lên trên có gì đó cổ quái, cũng không nói thêm gì hai chân khẽ nhún, sau đó như tên rời cung bắn thẳng lên cao. Càng lên cao, phong vân vô kỳ cảm thấy trở lực của không khí càng trở nên nặng nề, đến độ cao 200 thước trở lên, tốc độ bay không khác đi bộ là bao, cố gắng lên đến độ cao 250 thước, cũng không thể lên thêm được nữa. Không gian bên trên giường như trở nên vô cùng bền chắc, như một khối sắt lạnh khổng lồ, không cho phép người lại gần. Chân khí trong cơ thể đột nhiên dừng lại, giống như hiện tượng kiệt sức, bất đắc dĩ, phong vân vô kỳ cuối cùng chậm chậm xuống dưới mặt đất, sao? Đệ chỉ có thể lên đến nơi cao khoảng 250 thước. Một vạn năm trước, ta chỉ có thể lên đến nơi cao 280 thước, sau này cũng chỉ có thể lên thêm hai thước, không thể lên tiếp. Càng lên cao, những khí thức của cường giả càng dày đặc, loại khí thức do vô ý tụ tập lại một chỗ ấy so với tấn công bình thường không khác nhau bao nhiêu. Ta và ngươi công lực quá thấp, không có cách nào vào thượng tầng. Những gì nhìn thấy trong ẩn cốc này, đều là người ở nơi dưới dưới 300 thước. Người ở 300 thước trở lên trên đã lâu không thấy lộ mặt rồi. Phong vân vô kỵ ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy trên trời nùng hậu linh khí cùng với sự cuốn hút khí lưu, cảm thấy tò mò hỏi, bọn họ. Đều đang tiềm tu sao? Không sai, trong ẩn cốc này có linh trận của trí tôn, tốc độ hội tập linh khí tự nhiên so với tự tu nhanh gấp trăm, ngàn lần, do vậy nhiều tu hành giả của tụ do hệ phái đều tụ tập đến đây tu hành. Đương nhiên, kỳ thật tối trọng yếu là, triệu vô cực nhìn vào mắt phong vân vô kỵ nói bình đạm nói thái cổ thế giới này tuyệt đối không giống những gì ở không gian chúng ta từng sinh sống chỉ cần vài chục năm có thể đại thành một công pháp người của tộc chúng ta tuy không thể bằng tộc người chim ở thiên đường cũng không bằng bất kỳ một tộc nào trong yêu ma bọn chúng nhưng số lượng cũng không ít nhưng dọc đường đến đây ngươi nhìn thấy bao nhiêu người không có phải không chính là như vậy ở thế gian này chân chính có uy lực lớn công pháp có đại thần thông không mất vài vạn năm mười vạn năm thậm chí 100 vạn năm căn bản không thể đại thành. Công pháp có uy lực càng mạnh, thời gian bỏ ra lại càng lâu. Người thái cổ ít gặp, nguyên nhân lớn nhất là đại đa số đều đang trong tiềm tu. Ta cũng đã tu luyện vài vạn năm, cũng có chút thành tựu. Nhưng ta khó mà chịu đựng kiểu tu luyện cùng vô tận tuế nguyệt ấy, nên mới hay ra ngoài. Trong ẩn cốc này, từ 300 thước trở lên trên, có lẽ đều là những cường giả đang tu luyện công pháp có uy lực lớn chăng? Lâu thế sao? Phong Vân vô kỵ bột miệng nói trong lòng nghĩ đến ý niệm kiếm thể đại pháp lấy được trong thánh điện, không biết cần tốn bao nhiêu lâu có thể đạt đến cảnh giới đại thành, vài vạn năm. Hay là vài chục vạn, trăm vạn, nguyên bản thân cùng với mọi người đã có tranh lệch lớn về thời gian, nếu như cần thời gian dài như vậy mới có thể đại thành, vậy trong vài vạn năm ấy, một khi trên đường gặp yêu ma cường đại, thậm chí kẻ thù trong loài người thì nên làm thế nào? Nghĩ đến đây, phong vân vô kỷ vắt chán suy nghĩ, tuy trong lòng đã hiểu luyện võ không thể vội vàng, nhưng dọc đường nhìn thấy ngay cả yêu thú cấp thấp bản thân cũng không thể dễ dàng đối phó hiện thực tàn khốc này khiến hắn trong lòng lo lắng không yên đi thôi thuyền đã đến đầu cầu kiều thì phải xuống chúng ta nên vào bên trong đã tay vỗ vào vai phong vân vô kỵ một cái triệu vô cực thu tay bước nhanh về phía trong cốc đi tới phong vân vô kỵ hồi lại thần vội vàng theo sau triệu vô cực càng đi vào sâu bên trong ẩn cốc không gian càng rộng rãi xương khói cũng mở dần đến nơi cách cửa cốc nhìn thước đã không còn chút xương khói nào ở một khu gần đáy vách vực, đến một hang động sâu đen ngòm, Triệu Vô Cực dừng lại, đối với cái hang cung tay nhẹ giọng nói, vãn bối Triệu Vô Cực xin đến bái kiến tiền bối diệt ma thủ. Trong động im lặng bao trùm, như một cái đầm chết, Phong Vân vô khí không cảm thấy bên trong có một chút sinh khí nào, nhưng tiếng của Triệu Vô Cực vừa dứt, trong hang động nổi lên một trận gió to, một cỗ khí thức mạnh mẽ như bão lớn từ trong hang động phát ra, loại áp lực vô hình này, tạo thành từng cơn gió như đao kiếm, từ trong hang động phát ra, dưới áp lực Phong Vân Vô Kỵ bị ép liên tiếp lùi lại, lồng ngực khó thở, cơ hồ thổ huyết, thanh âm hùng hồn của chủ nhân động khẩu vang bên tai Phong Vân Vô Kỵ, "Đây là ai, tại sao dẫn theo một người lạ ta chưa từng gặp mặt đến đây? Kỳ quái, người thực sự là ai, sao công lực lại thấp như vậy, cả thái cổ này chắc không còn ai yếu hơn ngươi nữa?" "Đây là một vị phi thăng giả mới, người này phi thăng mới được 3 năm mà thôi." Vãn Bối trên đường gặp hắn, được hắn viện thủ giúp đỡ, thoát qua nguy hiểm, thuận tiện đưa hắn đến ẩn cốc Triệu vô cực thần thái cung kính nói, ồ, người trong động ngạc nhiên kêu một tiếng, sau đó không thấy nói thêm. Nhưng phong vân vô kỵ phát hiện mùi triệu vô cực máy động, hiển nhiên là đang cùng chủ nhân động truyền âm nhập mật nói chuyện. Chương 9, ẩn cốc tu hành giả, phong vân vô kỵ vội theo sau triệu vô cực, thần thái ung dung, đi từng bước vào trong hang động màu đen, hang động không sâu, vách động sạch sẽ, nền đất không dính chút bụi nào, không bẩn như phong vân vô kỵ tưởng tượng trước đó, nghiêm chỉnh mà nói hang động này vô cùng sạch sẽ sau vài bước chân khuôn mặt của chủ nhân hang động xuất hiện trước mặt phong vân vô kỵ người này tóc rất dài trên mũ có cải một cái châm dài khuôn mặt chất phác những nếp nhăn trên mặt nói nên tuổi tác đã cao chiếc áo màu cho rộng bó lại cả thân hình gầy ốm ngay cả hai chân cũng ẩn dưới vạt áo màu cho bạc ở đỉnh hang động của người ấy có treo một viên ngọc châu to như trứng ngỗng đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt thứ đó Phong Vân Vô Kỵ từng ở thế giới trước khi phi thăng thấy qua, chính là một viên bích trần châu. Trong hang động, trừ khối đá tròn lồi lên mà người ấy đang ngồi, không còn vật nào khác, giản dị đến không thể giản dị hơn được nữa. Sinh hoạt của tu hành giả đơn giản đến thiếu thốn, tần tiện được gì thì tần tiện. Tự tiện, chủ nhân hang động từ dưới tay áo lộ ra một bàn tay, chỉ chỗ nền đất trống bên cạnh, nói, bàn tay ấy nhanh chóng lại tiến vào trong ống tay áo rộng, nhưng Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt khẽ biến đổi, tại sát na vừa rồi, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên phát hiện, bàn tay ấy hoàn toàn không thích hợp với dung mạo khô héo của chủ nhân hang động, bàn tay ấy trong sáng đẹp như ngọc, giống như tạo từ thủy tinh, ẩn ước có ánh ngọc lóe lên, so với bàn tay con gái còn nhỏ mịn, dễ nhìn hơn. Triệu Vô Cực nghe thấy, khẽ vén vạt áo, ngồi ngay bên cạnh chủ nhân hang động, sau đó gọi Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt lộ ra ý cứ làm như thế. Phong Vân Vô Kỵ có chút ngập ngừng nhìn quanh mặt đất trống trải, nghĩ một chút, ngồi ngay bên cạnh Triệu Vô Cực nghe nói ngươi là người mới phi thăng chủ nhân hang động đột nhiên mở đôi mắt trong mắt lóe lên tinh mang như một ánh sao băng một màu trắng xóa trong giây phút ấy phong vân vô kỵ như thấy cả hang động sáng như ban ngày đúng thế chủ nhân hang động dùng ánh mắt cổ quái nhìn phong vân vô kỵ tuy không có ác ý nhưng thật khiến người khó chịu may mắn cuối cùng ánh mắt người ấy rời đi thở dài một hơi đã bao nhiêu năm rồi trong cái hang động này không biết đến thời gian ta đã lâu lắm không nghe nói có phi thăng giả những năm tháng này phi thăng giả càng lúc càng ít nhưng ít còn tốt hơn so với không có cố gắng nỗ lực ta nhìn ngươi thiên tư không tồi luyện võ đạo không giống như ở nơi ngươi đến không có lối tắt muốn sống ở thế giới tàn khốc này chỉ có hai chữ khổ tu đương nhiên có thể ngươi đối với hai từ tàn khốc mà ta nói không thể lý giải nhưng điều đó cũng không quan trọng ở đây lâu ngươi tự nhiên hiểu được thôi ở đây có tụ linh trận tu hành có thể nói bỏ một được gấp nhiều lần các ngươi không ngại có thể ở lại Nói xong, chủ nhân hang động, cũng tức là người mà triệu vô cực nói là diệt ma thủ nhắm mắt, trầm nhập vào trong tự tu, trong hang động trở nên ảm đạm hơn. Cảm ơn tiền bối, triệu vô cực không phải lần đầu tiên đến đây, cảm ơn xong, quay đầu nói với phong vân vô kỵ, diệt ma thủ tiền bối là như vậy, chỉ cần có thời gian là trầm nhập tự tu, hôm nay chúng ta đến đây, ông ấy có thể mở mắt ra là đã khó gặp. Kỳ thật không phải chỉ mỗi diệt ma thủ tiền bối như vậy, nhiều người khác cũng như vậy. Ở đây lâu, người sẽ hiểu, năm tháng đối với cao thủ đều tịch mịch như vậy nói hết triệu vô cực hai tay đặt lên đầu gối nhắm mắt bắt đầu tự tu một làn khói mỏng màu trắng từ cơ thể của hắn thoát ra bay quanh thân thể thủy trung phong vân vô kỵ chỉ cùng vị diệt ma thủ nói qua một câu nói có hai chữ vị diệt ma thủ ấy không còn để ý tới hắn chuyện này làm phong vân vô kỵ có chút kỳ lạ cùng không quen nhìn triệu vô cực đang tự tu phong vân vô kỵ không có chuyện gì làm không muốn cũng phải ngồi thiền quả nhiên như chủ nhân hang động nói, nơi đây linh khí vô cùng hùng hậu, thiên địa nguyên khí như vật chất từ các lỗ chân lông toàn thân nhập vào cơ thể, chuyển hóa thành một cỗ chân khí lưu động, cảm giác này thật là sảng khoái vô cùng. Dần dần phong vân vô kỳ cũng trầm nhập vào trong tự tu, vào trạng thái vô ngã. Không biết qua bao lâu, khi phong vân vô kỳ mê man tỉnh lại, thanh tỉnh lại thì bên tai nghe thấy bên ngoài hang động có tiếng chữ ý quen thuộc, triệu vô cực, người cái đầu nhát gan, còn tên tiểu tử không biết sống chết kia, cút ra đây cho ta, cừ triệu vô cực lão tử biết ngươi không có nơi chấp chứa nhất định trốn trong ẩn gốc nói cho ngươi biết nếu không chịu đưa ra huyền minh quyền đoàn mong sống qua ngày hôm nay không quản các ngươi chạy đến đâu lão tử cũng tìm được các ngươi ra đây ra ngay đây lão tử biết các ngươi hai tên nhát gan đang trốn trong đây đừng tưởng chạy mẹ kiếp không ra cũng được các ngươi không ra lão tử tự vào tìm từng người một nghe tới đây phong vân vô kỵ đá kinh tỉnh âm thanh đó không phải của u vô tà thì của ai u vô tà đã có lý giải rõ ràng về triệu vô cực không ngờ đét giàng truy tìm đến đây quay đầu vừa định gọi triệu vô cực nhưng đúng lúc triệu vô cực mở mắt ra hừ u vô tà lại ở đó giả trang nơi đây hang động rất nhiều hơn nữa u vô tà võ công có cao cũng không dám ở ẩn cốc này đánh rắm hắn mà dám làm loạn tự nhiên có người thu thập hắn không biết lúc nào triệu vô cực đã tỉnh lại chỉ nhìn qua đã rõ ý của phong vân vô kỵ quả nhiên Bên ngoài hang nghe thấy một tiếng kêu gào như như sấm nổ, người nào đấy dám vào hang của ta đánh giấm. Rõ là U Vô Tà xâm nhập vào làm chư hang bị kinh tình, trong âm thanh phẫn nộ có thể thấy chủ nhân hang động phi thường phẫn nộ. Hừ, lão già, có thấy trong cốc có người mới vào, trong đó một người mặc áo nho sinh màu trắng, tuổi không quá 40, khuôn mặt trông như thiếu niên. Nói cho ta biết, ta sẽ đi, còn không ngươi không dễ chịu gì đâu. U Vô Tà cũng không phải người dễ trêu vào âm thanh của y cường đại vang cả ẩn cốc. Hỗn chướng, ta đang tu hành công pháp, có lúc nào rời khỏi đây chưa? Chủ nhân hang động đã phẫn nộ, hư, ngươi cho ta là thằng mốc chắc, tuy nói trong tu hành, đóng cả sáu giác quan, không nghe không biết vật ngoài thân, nhưng còn chưa nói, tu hành giả các ngươi khi tự tu chẳng lẽ không lưu lại bên cơ thể nửa phần thần thức, lắng nghe động tĩnh bên trong cốc, các ngươi làm sao lại không biết? Đồ đáng chết, tiếp một trưởng của ta, ngươi dám, đây là, câu nói đột nhiên ngắt quáng, sau một khoảng yên tĩnh, đột nhiên một tiếng sét đánh trong cốc nổ ra, ngay sau đó một cỗ khí lưu mạnh mẽ từ ngoài hang tràn vào trong động, như sóng lớn đánh tới, đánh mạnh vào thân người phong vân vô kỵ. a à, hự, phong vân vô kỵ hự một tiếng, cả thân thể bị một cỗ lực lượng cường đại đẩy về phía sau đập vào vách đá, dù người xuống, cơ thể bị cỗ đại lực đập dính vào tường, tâm tạng đau như xé, một dòng máu tươi chảy ra từ miệng. Chỉ là một chút áp lực sinh ra do quyền kình va chạm, đã có thể làm tâm tạng phong vân vô kỵ trọng thương, so sánh mà nói, triệu vô cực tốt hơn nhiều, trừ sắc mặt có chút trắng bệch, không có chuyện gì. Còn chủ nhân hang động vẫn không cử động, kinh khí sản sinh do giao chiến đến ngay cả vạt áo màu cho của ông ta cũng không bị lay động. Đó là khoảng cách tuyệt đối sao, thất lạc cực độ làm phong vân vô kỵ thương thế thêm nặng, phun ra một ngụm máu tươi, từ trên vách động trượt xuống, lăn ra trên mặt đất. chương 10, bất tốc chi khách, khách không mời một cỗ nội lực thuần hậu và mạnh mẽ đột nhiên từ hàng trăm huyệt đạo trong cơ thể truyền vào cơ thể tại kinh mạch phong vân vô kỵ vận chuyển một vòng trong vài nhịp thở đã chữa thương thế của phong vân vô kỵ được bảy tám thành tốt rồi người có thể dậy được rồi người này không biết có phải tu ma đạo không mà hành vi điên cuồng như vậy các ngươi làm sao mà động đến người ấy trong đầu truyền lại âm thanh quen thuộc của chủ nhân hang động thương thế tuy nặng nhưng phong vân vô kỵ không hôn mê sau khi đỡ phong vân vô kỵ mở to mắt không có ai đứng đằng sau hắn vì hắn chữa thương, triệu vô cực còn không lo nổi bản thân, không thể giúp hắn, chỉ có thể là chủ nhân hang động làm. Cảm ơn tiền bối giúp đỡ. Phong vân vô kỳ cảm kích nói, trong lòng đánh giá tu vi diệt ma thủ thật là sâu không thể đoán, loại năng lực cách không truyền công hắn còn không dám tưởng tượng đến. Có lẽ nhanh thôi, triệu vô cực đột nhiên tự nói một mình. Phong vân vô kỵ đang lạ lẫm không hiểu hắn nói thế có ý gì, đang định hỏi hắn, liền cảm giác có hai cỗ khí tức cực lớn đang nhanh chóng lại gần, chớp mắt đã xuất hiện cách hang động không xa. Trưởng lão, ngoài hang truyền lại tiếng tu hành giả ở một hang động khác kinh hô. Trường cái gì mà trường, a à, thì ra là hai vị trưởng lão, tại hạ hàn chỉ thiên ma u vô tà, đây là, vừa rồi. Nguyên vừa rất tự đại u vô tà lúc này nói lắp bắp, như là nhìn thấy khắc tinh. Chữ trường, và trường, đồng âm, ẩn cốc trọng địa, không cho đánh lộn, hừ, âm thanh vừa dứt nghe thấy một tiếng động vang vọng, u vô tà kêu thảm một tiếng, âm thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng theo hướng ngoài cốc truyền đi, phong vân vô kỵ trong lòng nổi lên suy đoán không biết có phải U vô tà bị trưởng lão nào đó của ẩn cốc đuổi đi không. U vô tà biết nghe lời như vậy sao? Bây giờ không cần lo nữa, U vô tà làm việc vô trương, hành động quá tà đạo, ẩn cốc này nổi danh, nhưng hắn đến đây không nhiều. Không biết đến trưởng lão của ẩn cốc, đó là vũ giả ở lại tu hành từ vài trăm vạn năm trước. Trừ những cao thủ tiềm tu từ 300 thước trở lên, cả ẩn cốc đều không ai có thể bằng được. U vô tà không biết nặng nhẹ, ở trong cốc ra tay, là hắn tự mang khổ vào thân thôi, bên tai truyền lại âm thanh hưng phấn của triệu vô cực, ẩn cốc này hắn đến không nhiều NS sao ưng cũng đã ở đây không thời gian không ngắn, mỗi truyền văn trong cốc đều không giấu được hắn. Quả nhiên ngoài cốc truyền lại âm thanh già nua, từ âm thanh đoán ra là của một trong hai vị trưởng lão, U vô tà, hành vi của người đáng bị trừng phạt, người bị cấm bế trong diện bích động ở ẩn cốc 10 ngày. Vị trưởng lão ẩn cốc ấy, một bên nói, một bên theo hướng ngoài cốc mà đi, tiếng phá không khí truyền nhập vào trong tai thì người đã biến mất ngoài cốc. Không nói chuyện, diệt ma thủ đột nhiên mở mắt ra, không thèm nhìn triệu vô cực, triệu vô cực trong lòng phát lạnh, vội cúi đầu xuống. Xin lỗi tiền bối, vãn bối biết sai rồi, triệu vô cực vội vang nói, diệt ma thủ mãn ý gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt vào. Phong vân vô kỳ có chút kỳ lạ nhìn qua diệt ma thủ, trong lòng có điều không hiểu. Vô kỳ huynh, chúng ta ra ngoài đi, trong tai truyền lại âm thanh nhỏ mà rất rõ ràng, chắc triệu vô cực sợ làm kinh động diệt ma thủ, đành truyền âm nhập mật cùng phong vân vô kỵ nói chuyện. Triệu huynh, vị diệt ma thủ tiền bối này hình như có chút không thân cận tình người thì phải. Phong vân vô kỵ nhăn chán, truyền âm nhập mật trả lời. Truyền âm nhập mật chi thuật, chỉ cần dùng nội lực biến âm thanh tập trung thành một sợi, chẳng phải là cái gì khó hiểu, sớm trước khi phi thăng, phong vân vô kỵ đã biết dùng, bây giờ dùng tự nhiên không có vấn đề. Triệu vô cực một bên kéo phong vân vô kỵ, hướng ngoài hang động đi ra, một bên truyền âm nói ẩn cốc này mỗi một cái hang động tương đương với một cái mật thất dùng bế quan tuy không có cửa nhưng ẩn cốc cũng đã là cường đại thánh địa người thường mà dám lại kiếm chuyện cũng chỉ có u vô tà vừa rồi bỏ đi không nói hắn nữa mỗi cái hang động là một trọng địa riêng nếu không phải sư phụ ta cùng với diệt ma thủ tiền bối từng là tri âm chúng ta căn bản không được cho phép tiến vào trong đó diệt ma thủ tiền bối chưa có đuổi chúng ta ra đã là ân lớn rồi vũ giả ở thái cổ đều như vậy sao Đương nhiên, không phải, nơi bế quan, ngoại trừ ẩn cốc ở đâu có nơi bế quan rõ ràng thế này. Ừm, những thứ này ngươi sẽ sớm lý giải được thôi, có thứ cùng nguyên bản không gian chúng ta từng sống không giống, cần chú ý, không được phạm vào cấm kỵ của người khác, đến bị đuổi giết còn không rõ chuyện gì xảy ra. Cảm ơn Triệu huynh nhắc nhở, đúng rồi, huynh chuẩn bị ở lại đây bao lâu? Phong Vân vô kỵ truy hỏi, sắc mặt Triệu vô cực khi nghe Phong Vân vô kỵ nói xong, đột nhiên biến đổi, da mặt biến đến trắng bệch nghiến răng nói, một ngày làm thầy, cả đời là thầy, sư phụ ta rất tốt. Không ngờ một ngày bị hàn Chỉ thiên ma u vô tà tên tặc tử dùng thủ đoạn vô sỉ giết hại, ta nhất định phải giết hắn trả thù. Ta triệu vô cực là người tuy lười biếng, không thích luyện công, nhưng đã nói câu này, nhất định làm được. Tay phải triệu vô cực đặt lên ngực trái, run run. Phong vân vô kỵ biết, ở ngực hắn giấu chính là huyền minh quyển quyển thượng mà sư phụ để lại, Triệu vô cực rõ ràng mang hết hy vọng trông gửi vào bản công quyết mà hắn từng nói rất có danh tiếng. Trong ẩn cốc đầy linh khí, ở đây tu hành thu được gấp nhiều lần, tôi quyết định ở đây khổ tu Huyền Minh Quyền, không thành công không ra khỏi ẩn cốc. Vô Kỵ huynh, nếu như huynh muốn, cũng có thể ở lại, trong ẩn cốc sẽ có người an bài hang động mới cho chúng ta, bên trong mỗi hang động đều có vô số tụ linh trận nhỏ, so với chúng ta tự tu thì tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, một khi huynh quyết định ở lại, ít nhất trong một ngàn năm huynh không được phép rời khỏi nơi đây. Phong vân vô kỵ ngạc nhiên, sao lại vậy? Cái đó, nói không hay, là quy định của ẩn cốc, mục đích ban đầu không ai biết, nhưng mỗi một loại công pháp tu luyện đều không ít hơn ngàn năm, do vậy, quy củ này trước giờ chưa có người phạm phải, mọi người cũng không có thúc ước. Phong vân vô kỵ lắc đầu, nói chỉ sợ không phải, tu hành tuy nói cần thời gian, nhưng nó không phải là điều kiện duy nhất, luyện võ đạo, vận khí, kỳ ngộ, linh ngộ cũng không thể thiếu, chỉ cần một lúc ngộ ra thì hàng trăm suy nghĩ đều thông. Việc cố ví dụ, chỉ cần một khi đắc đạo, lập tức bạch nhật phi thăng. Nếu là một vị khổ tu, chỉ sợ không hẳn có thể thành tựu. Triệu vô cực nhất chấn, mắt ngây dại nhìn phong vân vô kỵ, nửa ngày sau mới ngẩng đầu nhìn trời thở dài một tiếng, không trách huynh hơn 30 tuổi có thể phá bỏ bức ngăn không gian, ngộ tính này quả không phải người thường có thể so sánh, công pháp luyện được thành tựu, vài vạn năm, trăm vạn năm ở Thái Cổ cũng thường thấy, không tính là gì, mọi người đều coi thế là bình thường, chỉ có câu nói vừa rồi của huynh, là lần đầu tiên tôi được nghe, tử tế suy nghĩ, như là nắm bắt được gì đó. Phong vân vô kỵ trong lòng có ý riêng, hắn luyện là ý niệm kiếm thể đại pháp, chỉ trọng thứ nhất đã phi th sao ường gian nan, có luyện lâu dài cũng khó thành, giống như đạt đến bình cảnh, nhưng hắn trước khi phi thăng là cao thủ kiếm đạo, về kiếm đạo đều một mình lĩnh ngộ mới có thể trong 3 năm bước vào trọng thiên thứ nhất của ý niệm kiếm thể đại pháp, tiến cảnh như vậy trong môn võ học này thật không thể nói gì hơn thái cổ thế giới này, luyện võ tốn vạn năm đến vài trăm vạn năm, chỉ sợ cùng với chữ, ngộ, có quan hệ, nếu có thể, ngộ, nói không chừng rút ngắn rất nhiều thời gian. Nhưng phong vân vô kỷ cũng đã dần lì giải, những khoáng thế kỳ công, thôi khí, vận khí cần đủ chân khí, mà thiên địa linh khí tuy hùng hậu, nhưng không thể dùng, hơn nữa, nếu có, thì vô cùng ít, lại nói thiên địa linh khí chỉ có thể chuyển hóa thành rất ít chân khí tinh thuần. Nội lực trước khi phi thăng cùng những công quyết người thái cổ luyện thật là cách nhau một trời một vực, trong đó nguyên nhân lớn nhất là ở độ tinh thuần của chân khí. Nội lực luyện được trước đây, căn bản giống như một vật phẩm thủ công thô, không thể so sánh cùng chân khí của vũ giả thái cổ luyện. chương 11, Điêu Linh yêu thú, trong ẩn cốc, hang động hàng vạn, trong ẩn cốc này, không biết có bao nhiêu người, không ai biết. Trong cốc mỗi sáng sớm đều có sương khói dày đặc, phải đến buổi trưa mới dần dần tiêu tan, đấy là kỳ quan lớn của ẩn cốc. Nói ẩn cốc này là một nơi tập trung nhiều người, nhưng trong cốc trống trải, trừ ngoài cửa cốc mấy vị như khúc gỗ, già cả đầu tóc bạc trắng khó thấy nói một câu, còn thì khó mà gặp được người khác, ít nhất ở trong cốc hơn 10 ngày, phong vân vô kỵ trong cốc thấy không quá ngàn người, đối với ẩn cốc có diện tích cực lớn này thì đó là quá ít. Hơn 10 ngày trước, có một vị tu đạo giả áo tím từ trong cốc đi ra, thần sắc lãnh đạm hỏi, ai là vũ giả mới gia nhập ẩn cốc? Triệu vô cực trả lời một tiếng sau đó được dẫn đi. Phong vân vô kỵ suốt quãng đường đều đi theo, đi theo đạo nhân ấy vào một cái động mới, trong động không có ai, từ đất mới trên vách động mà nhìn thì rõ ràng đây là hang động mới. Sau hôm nay đây đã là hang động của ngươi, tu luyện cho tốt, trên động có bố trí tụ linh trận mới khác lên không bao lâu, cần một người trong trận mới phát huy bình thường. Nếu tụ linh trận có vấn đề gì, ngươi có thể đến hang động số 123.561 tìm ta. Đạo nhân nói xong liền đi mất, như là có việc gì gấp giúp cần làm. Phong vân vô kỵ đã biết, thái cổ vũ giả này, vì muốn tăng cường thực lực thật nhanh nên như thế, nếu không phải ẩn cốc trưởng lão yêu cầu có lẽ ông ta cũng không từ trong nhập định tỉnh lại giúp một đệ tử hậu bối tạo một hang động vô kỵ huynh tôi đã thỉnh cầu ẩn cốc vào đây ở trong một nghìn năm sau này tôi không thể ra khỏi đây vô kỵ huynh nếu huynh đồng ý không ngại cùng tôi tu luyện huynh thấy thế nào đợi đạo trưởng đi rồi triệu vô cực truy hỏi phong vân vô kỵ thở dài một tiếng cười khổ nói vô cực huynh nói thật với huynh công pháp của đệ vô cùng đặc thù đối với các huynh mà nói nội lực tích lũy cần rất nhiều thời gian nhưng võ học của đệ tuyệt đối không giống thế dễ thành nhưng khó tăng luyện dễ mỗi một cảnh giới một khi tiến nhập không có trở ngại nào một ngày tiến ngàn dặm so với tu hành giả bình thường nhanh hơn vô số lần nhưng cũng do thế nếu muốn từ một cảnh giới để thăng lên một cảnh giới khác so với tu hành phổ thông khó hơn vô số lần rất có khả năng vĩnh viễn không thể tiến nhập cảnh giới khác không giống công pháp các huynh tu luyện có khó thế nào thì cũng chỉ cần tốn vài chục vài trăm vạn năm tự nhiên lên đến đỉnh phong đệ luyện hai loại võ học trước mắt đều đạt cảnh giới đầu tiên nếu muốn tiếp tục tiến trông vào khổ tu là chuyện không có khả năng huống hồ đệ vừa phi thăng với thái cổ hiểu biết có hạn nhiều thứ đệ vẫn chưa biết tốt là có thể nhờ thời gian này ở bên ngoài lịch duyệt một mặt đến các nơi của thái cổ một mặt nói không chừng có kỳ ngộ có thể phá bình cảnh này tiến nhập cảnh giới cao hơn nói thế cũng không chắc đâu triệu vô cực kinh ngạc nói có kiểu công pháp đó sao Triệu vô cực có biết nhiều loại võ học, nhưng chưa từng nghe nói có loại công pháp luyện dễ tiến cảnh cực khó. Lúc này đoán phong vân vô kỵ không muốn cùng hắn ở lại trong cốc, vì an ủi hắn, mượn một lý do cho có. Nhìn phong vân vô kỵ gật gật đầu, triệu vô cực trong lòng thở dài một tiếng, có chút thâm ý nói, vô kỵ huynh thế giới thái cổ này nguy cơ bốn bề, an toàn đảm bảo duy nhất là thực lực, huynh phi thăng chưa lâu, còn chưa nắm được, được rồi, có chuyện, người khác có nói thế nào, cũng không tin, không trải qua thật khó mà hiểu rõ ràng vô kỵ bảo trọng, sau một ngàn năm gặp lại. Nói xong, triệu vô cực quay người, dứt khoát đi vào trong hang động mới, trước mặt phong vân vô kỵ tỏa hạ, hai tay hạ xuống để lên trên hai đầu gối, mắt nhắm vào, không cử động. Phong vân vô kỵ nhìn qua đã biết triệu vô cực triệt để quan bế sáu giác quan, động tĩnh ở bên ngoài khó làm kinh động hắn. Nguyên kiểu bế quan này không có chuyện không để ý sự tình bên ngoài, nhưng triệu vô cực đến giờ, tuy phi thương vài vạn năm, nhưng công lực vẫn chưa đủ, Căn bản không có khả năng lưu lại một ti thần thức bên ngoài cơ thể, hắn đã hoàn toàn quan bế sáu giác quan, vị này, xin rời khỏi chỗ này, đợi bổn đạo tạo một đạo môn hộ rồi nói. Sau lưng, có một đạo nhân hắn chưa từng thấy tay cầm một cái phất trần, nói: "Phong Vân vô kỳ quay lưng đi ra khỏi động, im lặng nhìn đạo nhân vung tay vẽ trên không trung các đạo phù văn, bắn lên không trung, những đạo phù văn có ánh sáng chuyển động, giữa các đạo như có các sợi tơ liên hệ. Đạo nhân ấy trong miệng phát ra tiếng ngâm nho nhỏ, sau dây lát các phù văn hợp thành một thể, hình thành một bức tranh cổ quái, dần dần mờ dần, cho đến biến mất. Đó là pháp thuật sao? Đạo nhân kinh ngạc nhìn qua phong vân vô kỵ, sau đó lộ ra nụ cười ôn hòa, cái gì là đạo pháp, cái gì là võ học? Phải, hay không phải, ưm, ừ, người mới phi thăng của nhân tộc, nếu người có thể sống trong thế giới này, sau vạn năm người sẽ rõ thôi. Nói xong đôi chân đạo nhân khẽ nhún, đạp không một đạp, hóa thành một đám mây, đạp không mà đi, biên mấy trong ánh sáng đỏ, với thị lực của phong vân vô kỵ cũng không nhìn rõ ông ta biến mất như thế nào đành vậy phong vân vô kỵ quay đầu nhìn triệu vô cực đang an tĩnh ngồi thiền trong hang động sau lưng nói nghìn năm sau chúng ta gặp lại hết lời quay người từ từ đi mất trong lòng tràn đầy hoang mang bằng hữu đầu tiên trong thái cổ đã chia tay như thế trong ngàn năm không thể gặp mặt ôi nghìn năm lại trong ẩn cốc ngây ngốc mất cả tháng mỗi ngày phong vân vô kỵ sáng sớm tỉnh dậy ra bên ngoài hít một hơi mang theo khói trắng và linh khí trong không khí sau đó đến nhìn bên ngoài hang động của triệu vô cực. Cuối cùng một ngày, Phong Vân Vô Kỳ quyết định rời khỏi đây, nơi đây, không phải nơi hắn thích. Cửa cốc, hai vị lão nhân vãn như trước, an tĩnh ngồi thiền, mi mắt trắng rũ xuống, hai mắt nhắm nghiền im lặng. Sau đó hút lấy một vật, dùng ngự kiếm chi thuật, Phong Vân Vô Kỳ như sao băng nhanh chóng bay đi, ẩn cốc đằng sau càng lúc càng nhỏ. Trên không trung cách ẩn cốc vài trăm dặm, sau lưng đột nhiên truyền lại một tiếng kêu to, Phong Vân Vô Kỳ quay người nhìn, giật mình kinh hãi, sau lưng cách xa ngàn dặm một con chim khổng lồ với đôi cánh dài hơn trăm thước, đôi mắt đỏ hồng, hai vuốt màu vàng kim, sắc như kiếm đang vỗ cánh, như tia sét bay đến. Trong chớp mắt, con chim khổng lồ đã bay qua vài trăm dặm, nhanh chóng nhằm hướng phong vân vô kỵ bay đến. Trong cảm ứng thần thức, con chim khổng lồ này như một cơn bão, khí tức mạnh vô cùng, hơn xa trên người triệu vô cực. Vù, từng tiếng vê sao ượt không truyền tới, là hai cánh của con chim vỗ mạnh, dưới đôi cánh, Hàng trăm chiếc lông chim như các cây kiếm bắn ra trên không, chặn hết đường thoát của phong vân vô kỵ. Không xong, con chim này không ngờ biết phó công. Phong vân vô kỵ trong lòng phát lạnh, thực lực của con chim này hơn cả hắn có thể nghĩ. Bằng công lực mà nói, bằng công lực của phong vân vô kỵ mới phi thăng 3 năm, hoàn toàn không thể so sánh cùng con chim này, khoảng cách thực lực không lời nào diễn tả hết. Nhưng phong vân vô kỵ trước khi phi thăng tu kiếm đạo, sau phi thăng, luyện ý niệm kiếm thể đại Pháp, càng là đỉnh cao của kiếm đạo ngự kiếm, hai chữ, chỉ nhẹ nhàng vận dụng vào một pháp quyết, lập tức đẩy hết được lông chim với sức mạnh xuyên sát đá ra khỏi quỹ đạo của chúng. Lông chim bắn tới, hoàn toàn không thể bằng sức mạnh bản thân so sánh, muốn hoàn toàn khống chế hơn nghìn cái lông chim, tuy không có sức mạnh, nhưng chuyển hướng đường di chuyển, đối với một đỉnh phong kiếm đạo cao thủ mà nói, không có vấn đề. Đỡ được đợt tấn công đầu tiên, phong vân vô kỵ như thiểm điện từ trong khoảng không lông chim bao trùm thoát ra. Sau lưng gió lớn thổi tới, Phong vân vô kỵ trong lòng sợ hãi vô cùng, không dám quay đầu, trên không chuyển hướng né tránh, nhanh chóng bay đi, không dám bay thẳng, hoàn toàn không so sánh được tốc độ với yêu thú này. Thái cổ thế giới, núi cao chọc trời, liên miên bất tuyệt, lúc này thành bảo hộ tốt nhất cho hắn. Nhưng con chim khổng lồ như bị kích nổi giận, luôn đuổi theo sau, dễ dàng ở trên đường đập rơi các khối khối đá núi. Con chim cánh cứng như sắt, dài hơn trăm thước, khi bay qua khe núi, không tránh được đạp chúng một quả núi đất đá cứng rắn, dưới cánh của nó như đậu phụ, dễ dàng bị đập nát, từng khối đất đá lớn rơi từ trên không xuống, sau lúc lâu tiếng vọng mới phát ra. chương 12, Oan ra lộ trách, Oan ra gặp mặt, giữa dãy núi, dưới tán bụi rậm, một bóng đen im lặng đứng đó, tuy nhiên chưa đến gần, nhưng phong vân vô kỳ cảm thấy khí tức mạnh mẽ của đối phương. Xin hỏi, vị huynh đài phía trước có thể giúp một tay không? Phong vân vô kỳ cấp bách nói, con chim khổng lồ đằng sau càng lúc càng gần, thanh thế của con chim rất lớn, dưới hai cánh đất đá rơi đổ tiếng ầm ầm không ngớt nhờ vào kỹ xảo né tránh cao siêu phong vân vô kỵ có thể bắt con yêu thú có các phương diện rõ ràng đều vượt quá hắn ở đằng sau điều này cũng chẳng dễ dàng gì chân khí tích lũy trong ba năm được hắn phát huy tác dụng lớn nhất nhưng nhanh chóng tiêu hao sau vài canh giờ cuối cùng có hiện tượng cạn chân khí nhìn thấy có người trước mắt phong vân vô kỵ vội vàng kêu gọi người ở thái cổ mỗi người đều mạnh hơn hắn quá nhiều nghĩ chắc đủ sức đối phó với yêu thú này Bóng đen đằng xa hình như giật mình, không ngờ ở nơi này gặp được đồng đạo, sau đó phản ứng lại, hóa thành một đạo ánh sáng uyển chuyển, nhanh chóng bay tới. Ha ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi lại đến, tiểu tử, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Một trận âm thanh ngông cuồng từ không trung đi tới, bóng đen đã lại gần, phong vân vô kỳ cẩn thận nhìn, không khỏi thầm kêu khổ. Cứu tinh cái gì, rõ là người bị ẩn cốc trưởng lão giam giữ, vừa mới thoát ra chính là hàn trì thiên ma, u vô tà. U vô tà trong mắt lộ ra sự hung dữ cùng thù hận, áo choàng tím ở không trung lất phất, chỉ vung tay, tiện phát ra một cỗ khí lạnh, xâm nhập vào cơ thể vốn đã kiệt lực của phong vân vô kỳ, phong bế huyệt đạo của hắn, tay trái vung lên lập tức đỡ lấy hắn. Quá, con chim khổng lồ vừa vượt qua một ngọn núi cao, đuổi theo đến đây, nhìn thấy vật săn bị đánh cắp, kêu to một tiếng, hai cánh dương lên, bay nhanh như tên bắn lại gần. Ô, đây là, U vô tà giật mình, giữ phong vân vô kỳ ngây ngốc nhìn con chim đang lại gần tuy đối với sự xuất hiện của yêu thú có chút ngoài ý muốn nhưng u vô tà không quan tâm nhìn yêu cầm bay lại gần hừ lên một tiếng loáng một cái một trường vỗ về hướng cái mỏ sắc nhọn màu vàng kim của yêu cầm hàn trì thiên ma không biết dùng loại công pháp gì mà vung trưởng lên khí lạnh tỏa ra bốn xung quanh lạnh đến thấu xương không trách tiểu tử ngươi kêu cứu ở đây á à, hỏa hoàng loan khốn kiếp ngươi làm sao trêu đến cả con vật này u vô tà tay phải tức thì vỗ về phía yêu cầm nhìn thấy yêu cầm rừng đôi cánh, không ngờ từ trong cơ thể phun ra một luồng hỏa diễm nóng bỏng, 12 cái lông đuôi mỹ lệ, đẹp đẽ từ thân sau xòe ra, sau một lúc, trong chớp mắt, cơ thể yêu cầm thân hình to ra, so với thân hình to lớn lúc nãy, lại càng to thêm không ít, hơn nữa ở ngoài cơ thể bao phủ một ngọn lửa đủ nóng để nung chảy sắt đá. Một trường của U vô tà vỗ ra, đẩy yêu cầm lùi lại trăm trượt, nhưng hắn thì bị đẩy lùi đến vài trăm dặm. Á, U vô tà, đau đớn kêu một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện tay trái hắn không ngừng run rẩy, một luồng khói mỏng bay ra xung quanh, ẩn ước có mùi vị thịt cháy. Bàn tay đã cháy đen, lòng bàn tay có ngọn lửa thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện. Phong Vân Vô Kỵ thở ra một hơi khí lạnh, còn yêu cầm ấy đột nhiên hình dáng biến to ra, uy lực lớn đến kinh người, trong khu vực trăm dặm, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, ngay cả núi đá cũng bị nung chảy, huống hồ là con người. Ngươi không ngờ trêu vào con chim này, võ công thì không cao mà bổn sự kiếm chuyện thật không nhỏ. U vô tà căm hận nhìn qua phong vân vô kỵ, nhắm hờ mắt, thầm vận công chỉ thương. Một loạt tiếng động lách cách truyền lại, bàn tay U vô tà có một cỗ băng mỏng bằng mắt thường có thể nhìn thấy đang đóng lại nhanh chóng, trong chớp mắt, đã kết thành một lớp băng giáp dày, bao lấy cả cánh tay, băng giáp từ khuỷu tay đến khớp ngón tay thì dừng lại, đốm lửa trông như ảo giác lúc này hiện ra uy lực mạnh mẽ, ngăn cản băng giáp đi tiếp. U vô tà nhìn qua đồm lửa trong lòng bàn tay, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhìn lướt qua về phía yêu cầm giờ như một mặt trời nóng bỏng cắp lấy phong vân vô kỵ nhanh chóng cúp đuôi chạy trốn vội vàng như chó hoang phong vân vô kỵ để ý bàn tay phải của hắn những đốm lửa nhỏ mờ dần ẩn vào trong lòng bàn tay tiếng gió lướt qua bên tai bởi công lực mạnh mẽ duy trì hai người dần dần đã bỏ lại con yêu cầm u vô tà hạ xuống trên một ngọn núi lớn ngón tay búng liên tiếp điểm các huyệt đạo ở ngực phong vân vô kỵ ném hắn qua một bên lạnh lùng hừ một tiếng đừng có loạn động sau đó ngồi xuống, khí lạnh hùng hậu từ trong cơ thể hắn phát ra, mặt đất dưới chân kết thành một lớp băng, nhưng ngọn lửa cùng hắn tranh đấu vẫn chưa bị hắn áp chế, lúc này một đoàn hỏa diễm lớn bọc u vô bên trong, lớp băng vừa xuất hiện, dây lát đã chảy ra. U vô thân thể chấn động, một cỗ băng khí mạnh mẽ từ cơ thể phát ra, hỏa diễm hùng hậu yếu đi không ít, thế lửa càng lúc càng nhỏ, cuối cùng dần dần nhập vào cơ thể u vô Đến khi trời tối, u vô mới từ trong ngồi thiền tỉnh lại. U vô mở mắt ra, trong mắt không ngờ phát ra ánh sáng đỏ, sáng như hai cái đèn, trong mắt sớm đã nhìn qua phong vân vô kỵ dưới mặt đất, lạnh lùng nói tiểu tử, người thật không tồi, lần trước gặp nhau, người giả mạo người đau vực, làm lão phu thật mất mặt, lần này gặp lại không ngờ trêu vào loại tiên thiên yêu cầm như hỏa hoàng loan, bị nó hạ vào cơ thể ta một chút bất diệt chân hỏa, người nói ta nên làm thế nào với ngươi Rơi vào tay người trong tà đạo, phong vân vô kỵ kêu khổ không ngừng, nhưng trước mắt nằm trong tay người ta, đành để người ta muốn chém muốn giết, Biết làm thế nào được, thở dài một tiếng, trả lời, người muốn làm sao thì làm, rơi vào tay người cũng là số của ta. Tuy nhiên người nói ta giả mạo người của đao vực, câu đó có chút không đúng, thủy chung ta không có nói ta là người đao vực, tất cả đều là người phán đoán. Ta nói người mạo xưng thì là người mạo xưng, không cho người phủ nhận. U vô tà phát bực nói, tuy nhiên câu tiếp theo làm người sắp chết như phong vân vô kỵ thoải mái hơn, hừ hừ, không ngờ lần này ta được phúc trong họa, ta luyện là hàn băng quyết dẫn nhập thứ bất diệt chân hỏa ấy nghĩ chắc chết không ngờ ngược lại có bất diệt chân hỏa giúp đỡ làm ta lĩnh ngộ được băng hỏa quyết thủy hỏa tương khắc băng hỏa tương dung uy lực tăng lên không ít lần này tạm tha ngươi một mạng tuy nhiên ngươi đừng vui mừng sớm huyền minh quyển ta nhất định phải lấy được tiểu tử triệu vô cực không đi cùng ngươi sao y đâu rồi ta không biết ta cùng y không bao lâu thì đã chia tay rồi hừ ngươi đừng hòng lừa ta ta đối với tiểu tử triệu vô cực đã hiểu quá rõ Ngươi cứu y, y tất cảm ơn ngươi, nhưng tiểu tử ngươi, thì ra ngươi nguyên là một phi thăng giả mới, nếu biết, y nhất định giúp ngươi một tay, nhìn hướng ngươi đến phải trang tại ẩn gốc. U vô tà thật không ngu, một câu đã phá câu nói dối của hắn, khả năng suy đoán của y lại càng làm phong vân vô kỵ trong lòng kinh ngạc. Ngươi dám khẳng định như vậy, sao không vào ẩn gốc mà tìm y? Hừ hừ, ngươi không ngờ tự nhận thông minh, tại sao lần trước bị dọa đến bỏ chạy? Cho dù ra mặt u vô tà có dày đến đâu, nhưng bị người ta nói cũng có chút xấu hổ nơi ẩn cốc hắn vừa bị bắt không biết làm thế nào thoát ra được làm sao còn dám quay lại tự cho đầu vào lưới phong vân vô kỵ chính là nhìn vào điểm ấy mới dám lấn át hắn hư không thèm nói với ngươi u vô tà vung tay áo quay người vung tay một cái từ trên núi bắt lấy một cành cây tay phải búng ra một đốm lửa cành khô liền cháy lên trời tối đen hai người ở bên đống lửa không nói gì phong vân vô kỵ không muốn nói Vô Tà thì căn bản là không dám nói. chương 13, Tà Đạo Thánh Địa U Minh Phong, một đêm nhanh chóng trôi qua, bất trí bất giác, Phong Vân Vô Kỵ không ngờ khi cùng người trong Tà Đạo ngủ một chỗ, lại có chút cảm giác an toàn, ít nhất không cần lo lắng yêu thú hoành hành. Do vậy cả một đêm này, Phong Vân Vô Kỵ lần đầu tiên từ khi phi thăng được ngủ say. Khi ánh mặt trời chiếu lên người, Phong Vân Vô Kỵ từ trong giấc mơ tỉnh dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt màu lửa đỏ đang nhìn hắn, ánh mắt mang theo tia kỳ quái. Tiểu tử, ta nhìn căn cốt của ngươi không tồi, ngộ tính thì tuyệt đỉnh. Ngươi vừa phi thăng không lâu, nghĩ chắc cũng chưa bái sư, không bằng làm đệ tử của ta, thế nào?" U Vô Tà đột nhiên nói ra câu ấy, Phong Vân Vô Kỵ giật mình, tử tế nhìn, thấy mặt U Vô Tà rất nghiêm túc, rõ là trải qua một phen xem xét mới đưa ra quyết định này. "Ngươi đã phi thăng bao lâu rồi?" Phong Vân Vô Kỵ truy hỏi, "Ta phi thăng đến nay cũng đã 150 vạn năm, ngươi hỏi làm gì?" là lo ta công lực không đủ để làm sư phụ ngươi sao? Không phải, Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu đáp, không ngờ ngươi phi thăng lâu như vậy, nghĩ chắc đã thu không ít đồ đệ, ngươi đã có đồ đệ còn thu ta làm đồ đệ làm gì? Ta chỉ thu qua một đồ đệ u vô tà trên mặt biểu hiện tịch mịch cùng đau đớn, đáng tiếc, y đã chết rồi, ôi, chết trong tay một con yêu ma cao cấp. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng chấn động, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một cao thủ thái cổ bị yêu ma giết hại, nguyên muốn hỏi cho rõ nhưng nhìn thần sắc U Vô Tà, tự hồ không nên đề cập đến vấn đề này. Sao, quyết định chưa? U Vô Tà ngẩng đầu truy hỏi. Phong Vân vô kỵ ngửa đầu lên, nếu ta nói không đồng ý thì ngươi bỏ qua quyết định đấy sao? U Vô Tà lắc đầu, nếu chỉ vì một câu của ngươi mà ta phải bỏ quyết định ấy, sau này truyền ra ngoài, ta không có mặt mũi nào. Vậy như thế đi, ngươi hỏi ta có nguyện ý làm đệ tử của ngươi hay không, kỳ thật không cần ta trả lời, ngươi đã quyết định rồi hỏi ý kiến của ta, chẳng qua là hình thức, nếu đã vậy, người hà tất hỏi ta nữa. Phong vân vô kỳ coi thường nói, u vô tà nhất thời bối rối, nguyên là hắn tính toán, nếu tiểu tử này đáp ứng quá nhanh, hắn còn do dự một lát, đâu có ai muốn nuôi sói trong nhà, nếu tiểu tử cứng đầu, chỉ cần xuất ra ít thủ đoạn, để cho hắn biết, cái gì là hảo hán biết tình thế trước mắt, nhưng hiện tại, u vô tà lúc này khó chịu vô cùng, đột nhiên một trưởng vỗ vào sau gáy phong vân vô kỵ đánh hắn hôn mê, ngay sau đó, các phong vân vô kỵ, u vô tà nhanh chóng thẳng hướng nơi ở của người trong tà đạo chính là đỉnh u minh phong bay tới. Sau khoảng 2 ngày, u vô tà mang phong vân vô kỵ đã vượt qua không biết bao nhiêu ngàn dặm, đợi đến phong vân vô kỵ tỉnh lại, thì đã ở trên một nơi u ám, có mây bay ngang qua, một nơi có chập trùng dãy các núi băng, trên mỗi ngọn núi đều có các thân ảnh, một cỗ sát khí, tà khí vọt lên tận trời, làm nơi băng tuyết này như dưới địa ngục. U vô tà, người lần này quay về, lấy được bảo bối gì? một âm thanh âm u đột nhiên xuất hiện bên thân phong vân vô kỳ giật mình một cái tiếp đó tập trung nhìn quanh phát hiện trước mắt có thêm một người đàn ông áo đen người này chân đạp hư không khoanh tay đứng đó dưới lông mày vô ý hiện lên một cỗ âm sát chi khí ngươi đến làm gì u vô tà khi người này xuất hiện rõ ràng càng thêm cẩn trọng phong vân vô kỳ cảm giác rõ chân khí trong thể nội u vô tà nhanh chóng lưu động một cánh tay đang ở sẵn thế phòng bị tùy lúc xuất thủ hư u huynh lúc nào lá gan lại trở nên bé như vậy nếu không phải là một quyền huyền minh quyền sao giá trị cho huynh cẩn thận như vậy người đàn ông đó nói ánh mắt luôn đánh giá phong vân vô kỵ lúc này đang ở bên sườn u vô tà đây là ai không cần nói với ngươi u vô tà lạnh lùng nói chậm chậm nghiêng người bay qua bên cạnh trong thời gian rất ngắn hai người gần nhau phong vân vô kỵ phát hiện ánh mắt hai người lóe lên sát cơ u vô tà ở trên ngọn núi băng cao ngàn trượng thì hạ xuống thả phong vân vô kỵ ra không ngờ lại giải khai huyền đạo cho phong vân vô kỵ không cần phải chạy trốn, nơi đây là nơi cư trụ của người trong Tà đạo, với công lực của ngươi, chỉ cần chạy khỏi phạm vi động phủ của ta, tất bị săn lùng, ngươi nếu không cần mạng, không ngại có thể thử." U Vô Tà lộ ra một nụ cười tà ác, đối với Phong Vân Vô Kỵ nói, "Từ nay về sau, ngươi yên tâm theo ta cùng tu luyện trong U Minh Phong thôi." "Ha ha, không muốn làm đồ đệ của ta sao? Ta U Vô Tà đã nói ra quyết không thu hồi lại." Phong Vân Vô Kỵ ở trên đỉnh núi, dưới đỉnh núi trống trải, là mặt đất đầy tuyết trắng tinh trong đầu nhanh chóng nghĩ cách ở chỗ khắp nơi là núi này núi dày đặc như rừng mỗi một ngọn núi đều bị một khí thức âm u lạnh lẽo bao trùm nơi phong vân vô kỵ đứng ở đỉnh núi trong giây lát có vô số thần thức âm u tà ác xăm soi sớm biết rõ tình trạng trong khu vực các thần thức âm tà thay nhau trên thân thể phong vân vô kỵ không ngừng đi đi lại lại lãnh địa của u vô tà ta kẻ nào dám đến quấy dày u vô tà hừ một tiếng thân thể chấn động một cỗ thần thức rộng lớn nổ ra đẩy các đạo thần thức của người trong tà đạo trấn khai, cử chỉ này thật vô cùng ngung cuồng. Chương 14, Địa Ma Kiếm, đều nói người trong tà đạo hành sự, chỉ cần thích thì làm, không thể suy đoán theo thường tình, phong vân vô kỵ đã tính toán xong. Theo lý U vô tà không giết hắn, cũng không có lý do thu hắn làm đồ đệ, nhưng sự thật thì không như vậy. Không quản phong vân vô kỵ nguyện ý hay không, ở trong U Minh Phong, trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng bước khỏi nơi đây chu vi xung quanh dãy núi đều là nơi ẩn thân của người trong tà đạo, người nào thần thức cũng ngông cuồng trên thân phong vân vô kỵ đi đi lại lại, trong thần niệm đều là ác ý. Quyền này là băng hoa chỉ quyết mà ta tu luyện, người hãy lấy mà xem trước đi, có cái gì không hiểu, đến hỏi ta. U vô tà từ hồ băng nơi đỉnh núi, đưa tay bỏ ra một quyển sách, ngay sau đó lãnh đạm quay người, đến hồ băng ngồi xuống, hấp thu tiên thiên hàn khí hùng hậu quanh đây. Phong vân vô kỵ không muốn cũng phải nhận lấy, hắn hiện tại thiếu sót là hỏa hầu chứ không phải là công pháp gì, còn về mặt công pháp, hắn thân mang ý niệm kiếm thể đại pháp, cùng cửu chuyển sinh tử huyền công hiện đã đủ dùng. Do vậy không coi quyển sách ấy ra gì, trên đỉnh núi, không có việc gì làm, chỉ có thứ dễ nhìn là từng khối băng lớn trên dãy núi, mỗi khối như lang mộ bằng băng phóng đại hàng vạn lần, đứng giữa trời đất, thật là kỳ quan. Cửu chuyển sinh tử huyền công là một loại võ học ảo diệu, mỗi khi tiến thêm một chuyển uy lực tăng lên 10 lần, cứ như vậy, khi đạt đến đệ cửu chuyển, trên căn bản, công lực đạt đến kinh thế hãi tục, là cảnh giới chém thần giết ma, nhưng theo hiện nay đã biết, môn võ này không biết ai sáng tạo ra, nhưng tu luyện đến cảnh giới cao nhất mới là đệ lục chuyển. Tuy nhiên chỉ là đệ lục chuyển nhưng uy lực đã có thể để vị tiền bối tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công có thể ở thế giới thái cổ tùy ý tung hoành, dám nói người có thể thắng ông ta, trừ vài vị trí tôn, thì số người còn lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Phong vân vô kỷ tính lặng ngồi trên đỉnh núi, tóc dài ngang vai, hai mắt nhắm nghiền, tâm pháp cửu chuyển sinh tử huyền công đệ nhị chuyển trong lòng vận chuyển, tinh tế lĩnh hội. Tuy chưa đột phá đệ nhị chuyển, nhưng Phong Vân vô kỳ có cảm giác, đệ nhị chuyển tùy lúc có thể đột phá, khiếm khuyết duy nhất là hắn cũng không rõ cần cơ duyên gì. Trên đỉnh núi tự tu không biết bao lâu, khi Phong Vân vô kỳ mở mắt ra một lần nữa, thấy chân khí trong cơ thể gia tăng không ít. Trong U Minh Phong, tiên thiên hàn khí sung mãn, tu luyện công lực có tính hàn tiến cảnh thần kỳ, tu luyện công lực khác tính chất cũng không kém là bao ngưỡng mắt nhìn lên, U Vô Tà vẫn hai tay bấm bí pháp, nhắm mắt tự tu, trên lông mày của hắn đã kết một tầng xương lạnh, băng tầng bên dưới thân cùng băng tầng trong cơ thể đã hợp vào làm một, chợt nhìn qua thì chỉ như một bức tượng băng. Nhìn từ tình huống của U Vô Tà, trong thời gian dài, hắn không tỉnh dậy được, giữa hai chân của hắn, có để một quyển bí kíp đã đóng băng, trên sách có ba chữ cổ, huyền minh quyết, trông rõ ràng. Hay là lấy quyển huyền minh quyển này lại, xem chừng triệu vô cực nhất định rất cần nó phong vân vô kỵ trong lòng tính toán, nhưng cuối cùng thì đã bỏ qua, chu vi quanh U Minh Phong trốn không biết bao nhiêu người trong tà đạo, có thể đi khỏi nơi này hay không còn là vấn đề. Nghĩ đến có thể thoát khỏi đây, cũng là chuyện đã rất lâu sau này, do vậy, chuyện sách huyền minh quyền, cũng không cần vội vàng. Cửu chuyển huyền công đã không có khả năng đột phá thêm, phong vân vô kỵ liền bỏ qua, chuyển qua tu luyện ý niệm kiếm thể đại pháp. Ý niệm kiếm thể đại pháp này nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải nội công khẩu quyết gì, chỉ là một loại kỹ xảo võ công, một phương pháp tu tâm đặc thù, Ý niệm kiếm thể đại pháp đệ nhất trọng thiên, ba tầng cảnh giới, bác kiếm thuật, ngự kiếm thuật, ngự kiếm chi thuật, phong vân vô kỵ bằng kinh nghiệm trước khi phi thăng đột phá liên tiếp. Nhưng tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công thật quá đặc biệt, đệ nhất trọng thiên yêu cầu tán công, đó là công lực trước khi phong vân vô kỵ phi thăng tích lũy vài giáp công lực, toàn bộ thành cho, nhưng chỉ được đến đáng thương 3 năm công lực. Ai cũng biết, công quyết gì thì cũng cần công lực manh mẽ duy trì, nhưng 3 năm công lực có thể duy trì ngự kiếm phi hành, không thể không nói đó đã là kỳ thích rồi. Ý niệm kiếm thể đại pháp, ba tầng cảnh giới của đệ nhị trọng thiên là Địa Ma kiếm, Thiên Ma kiếm, Đạo Pháp kiếm. Ba loại cảnh giới, nhìn trên danh tự, Phong Vân vô kỵ không thể phán đoán đặc tính của Ý niệm kiếm thể đại pháp đệ nhị trọng thiên. Ý niệm kiếm thể đại pháp rất kỳ quái, khi đột phá được một tầng cảnh giới, tâm quyết của tầng tiếp theo tự động hiện lên trong đầu. Những đoạn chữ cổ tối tăm mù mịt từ trong đầu Phong Vân vô kỵ hiện ra, ngay cả Phong Vân vô kỵ ngộ tính có cao muốn lĩnh ngộ đoạn văn tự này đã rất vất vả. Trong não, Phong Vân vô kỵ không ngừng phân tích, diễn giải đoạn văn tự. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, trong đầu Phong Vân vô kỵ đã dần hiểu ra. Ý niệm kiếm thể đại pháp đệ nhị trọng thiên này là một loại kỳ đặc vượt qua chiêu thức kiếm thuật truyền thống. Chỉ vừa vận khởi kiếm quyết của địa ma kiếm, Phong Vân vô kỵ liền cảm thấy rõ ràng, như đang nắm một lực lượng mạnh mẽ, mắt đất dưới chân, một thanh kiếm lớn dưới sự khống chế của hắn từ từ phá đất mà lên đây là sức mạnh phong vân vô kỵ chưa từng có rác băng tầng dưới thân phát ra tiếng động từng vết nứt từ trung tâm là phong vân vô kỵ như một chiếc lưới trải ra bốn phía giữa các vết nứt có các vết nứt rất nhỏ đan sen vào nhau quấn vào nhau nơi vết nứt vô số mặt băng vụn nổ bắn ra bởi một cỗ lực lượng vô hình điều khiển những mặt băng vỡ vụn bay trên không quay xung quanh phong vân vô kỵ dần dần thành một đám sương mù thành một cơn gió lốc nhanh chóng chuyển động cơn lốc quay vài chục vòng phạm vi càng lúc càng thu nhỏ, cuối cùng nổ tung ra phạm vi vài thước. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra, mặt ban trên không dần hình thành một thanh kiếm to lớn, thân kiếm có lưỡi kiếm lộ ra, còn lại bao gồm chuôi kiếm ẩn trong mặt đất dưới phong vân vô kỵ. Kiếm khí mạnh mẽ trên đỉnh núi phát ra gió mạnh, kiếm khí hùng hậu cuối cùng làm tỉnh U vô tà. Kiếm khí thật hùng hậu, trong giây phút cảm thấy kiếm khí, U vô tà bột miệng nói, nhưng nhìn rõ tình huống, U vô tà sắc mặt thay đổi liên tục, ánh mắt không ngừng lóe lên một tia sát cơ, nhưng trong chớp mắt trở nên do dự. Chỉ trong thời gian nhập định, tân phi thăng giả trước mắt có đột phá làm người khác không thể coi thường. Bằng cảm ứng của U Vô tự nhiên hiểu rõ uy lực của một kiếm này, cũng cảm giác chân chính uy lực của một kiếm này chưa được thể hiện ra. Trong lòng U Vô Ta đang do dự, đột nhiên nghe thấy một tiếng ngự, ngẩng đầu nhìn, phong vân vô kỵ sắc mặt trắng bệch, ở miệng chảy ra một dòng máu tươi, do công lực không đủ duy trì kiếm ý, đã nhận phải sự phản phệ của kiếm ý u vô tà loáng cái xuất hiện trước thân phong vân vô kỵ một trường vỗ ra chân khí lạnh lẽo bàng bạc nhập vào cơ thể phong vân vô kỵ giúp hắn chịu được kiếm ý này a à, phong vân vô kỵ trong mắt quang mang lóe lên hai tay nắm chặt chém xuống một kiếm tiếng động ầm ầm vang lên không ngớt thanh kiếm lớn kết thành từ băng mạnh mẽ từ lòng đất xuất ra một kiếm chính hướng u vô tà chém tới tiểu xúc sinh ngươi dám u vô tà kêu to một tiếng một trường vỗ vào phong vân vô kỵ nhưng kiếm khí bàng bạc đã chém trúng ngực hắn trước U vô tà kêu á một tiếng, như diều đứt dây, từ đỉnh núi bắn đi, đập mạnh lên một ngọn núi băng, thân thể khảm sâu vào bên trong. chương 15, phá diệt đạo chủ, ầm, băng tuyết tung tóe U vô tà từ trong núi băng phá vỡ lớp băng ra ngoài, chân bước trên không, vẻ mặt lãnh lẽo thẳng hướng ngọn núi bay tới. Giữa đất trời gió tuyết lẫn lộn, bao phủ cả khu vực, nhưng không khí tuy lạnh cũng không có cái biểu tình lạnh của U vô tà. U vô tà thực sự đã nổi giận, một lúc sơ suất, đúng lúc không phòng bị, bị tên chết tiệt cho một chiêu cái gì mà địa ma kiếm đánh cho chui vào trong núi, trong U Minh Phong này toàn là tà đạo tu hành giả, chuyện mất mặt này đã bị bọn họ nhìn thấy hết. Áo choàng của U Vô Tà bay phấp phới, loáng một cái, đã xuất hiện trước mặt Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ lúc này đang quỳ xuống mặt đất, hai tay chống xuống đất, thở nặng nhọc. Tai nghe thấy tiếng bước chân của U Vô Tà, đầu không ngẩng lên cười nói, "Sao, muốn đánh à?" Nói xong lại thở hồng hộc, "Ngươi nghĩ ta có nên hay không?" u vô tà vẻ mặt rất lãnh lẽo truy hỏi ta chỉ mượn cơ hội phát tiết kiếm ý hỗn loạn trong cơ thể bằng công lực của ngươi chẳng lẽ chịu không nổi mà bị địa ma kiếm với vài năm công lực đánh bị thương nếu đã không bị thương người nghĩ có cần nổi giận như vậy không phong vân vô kỵ ngẩng đầu bình tĩnh nói phong vân vô kỵ có biểu tình như vậy làm u vô tà trong lòng rất khó chịu nghĩ hắn u vô tà muốn giết một người đâu có khó gì nhưng có câu nói vừa rồi u vô tà tự thấy không nên giết y ha 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 U vô tà huynh không ngờ danh vang xa ngàn dặm, lại bị một tiểu bối hậu sinh đánh đến chui vào trong núi, thật là quá mất mặt rồi. Ha ha, nhanh lại đây nào, mọi người nhanh lại nào, đến nắm hàn trì thiên ma của chúng ta đại phát thần uy, bị đồ đệ đánh bay. Một thiếu niên áo đen không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng U vô tà, sau lưng đeo một thanh kiếm dài màu đen, tắc dài tung bay, chính đang chân bước trên không, chỉ vào U vô tà cười lớn. Chuyện của lão phu, lúc nào cần đến người chõ vào. U vô tà lạnh lùng nói, không nói không rằng một chỉ xuất ra, một điểm tinh hỏa nửa xanh nửa đỏ từ trên ngón tay bắn ra, vô thanh vô tức bắn tới thiếu niên áo đen. Băng hỏa chỉ, thiếu niên ấy sắc mặt biến đổi, hắn là người biết người biết ta, chân phải đạp một cái, thân thể né sang một bên, hiểm hóc thoát được hỏa quang. Bùm, điểm tinh hỏa khi chạm vào ngọn núi băng cao vài ngàn trượng mạnh mẽ phình to, bốc lên thành quầng lửa nóng bỏng, thế lửa không ngừng to lên, ánh lửa sen hai sắc xanh đỏ bao trùm cả ngọn núi, lửa cháy cao hơn 10 trường. Tốt lắm, không ngờ ngươi mới ra ngoài một thời gian ngắn đã tu luyện thành công băng hỏa chỉ bá đạo như thế. Thiếu niên nghiến răng nói, ngươi phá động phủ của ta, ta nạp lan nhược dung tạm thời ghi nợ với ngươi. Hừ, nắm đấm ai cứng thì đạo lý là của người ấy, đạo lý này ngươi phải sớm hiểu rõ mới đúng. U vô tà ngạo mạn nói, đã vậy, tòa động phủ đó để cũng không cần nữa, núi băng phía đông, nơi đó có động phủ đệ nhìn hợp mắt, cũng tốt đến đó xin vị đạo huynh ở đó nhường lại gặp lại sau cáo từ ta kiếm nạp lan nhược dung không nói thêm quay đầu định đi không tiến u vô tà cung tay nói ha ha phá động phủ của ta nghĩ ta muốn đi sao không dễ thế đâu người hãy ăn một kiếm của ta đã ta kiếm vừa đi vài bước đột một quay lại chỉ nghe khen một tiếng thanh kiếm đen dài sau lưng mạnh mẽ rút ra trong thời gian rất ngắn kiếm rút ra trên đỉnh đầu mây gió gào thét một cỗ sát khí vọt lên tận trời cao từ trong kiếm phát ra kích thích chiến ý Tà kiếm vung trường kiếm lên, một đạo kiếm khí dài hơn 10 trường với khí thế kinh thiên động địa chém tới U Vô Tà, nhanh chóng vượt qua khoảng cách vài chục trường, gần như lúc rút kiếm, lưỡi kiếm đã đi tới ngực U Vô Tà. Ha ha, người tên tà kiếm, ta hàn trì thiên ma làm sao không biết, đang đợi người đó. U Vô Tà cười ác độc, không quan tâm trường kiếm sắp đâm vào tâm tạng, một trường vỗ vào vai tà kiếm. Lòng trường mà U Vô Tà vỗ ra có một ngọn lửa sen kẽ sắc xanh đỏ trông rất rõ. Tà kiếm như cực kỳ cố kỳ ngọn lửa, thân thể bật bắn lại nhưng trường kiếm trong tay tăng tốc đâm tới u vô sát na trường kiếm rời khỏi tay không chung có tiếng ma kêu quỷ khóc của vạn oán hồn người này sát khí quá nặng không biết có phải là do tu luyện một loại công pháp tàn nhẫn nhìn vào khí thế này chỉ sợ số người đã bị cây tà kiếm này uống máu đạt đến con số khủng bố rồi u vô như biết cây kiếm lợi hại rút tay phải về liên tục vỗ ra vài trường bức khai tà kiếm nhưng đằng xa thiếu niên tay phải bấm kiếm quyết huy động liên tục không ngờ là ngự kiếm quyết đánh quấn lấy u vô tà. Nạp lan nhược dung, lão phu còn muốn hạ thủ lưu tình, người đừng ép ta ra tay. U vô tà lạnh lùng quát, trên mặt có một lớp xương lạnh bao phủ. Tà kiếm nạp lan nhược dung biết rõ không đánh lại, nhưng lúc này không chịu kém, khu vực quanh đây tà đạo tu hành giả sớm bị kinh độc, vài ngàn đạo thần thức từ bốn phía không cố kỵ đi đi lại lại, quan sát tình huống trận đánh. Trước mặt nhiều đồng đạo, tà kiếm nạp lan nhược dung sao dám mất mặt, lúc này đang thầm kêu khổ, sớm biết u vô tà luyện thành băng hỏa chỉ thì đã không ra chọc vào hắn lúc này đã cưỡi lên lưng hổ thì khó xuống được ta sợ ngươi sao tiếp chiêu lần này nạp lan nhược thủy hai tay hợp trước ngực bắt quyết thành hình khung chớp mắt một cây trường kiếm do âm ảnh tạo thành xuất hiện giữa hai tay âm ảnh trường kiếm một phân ra hai hai phân ra bốn bốn phân ra tám nhanh chóng trước thân tà kiếm nạp lan nhược dung đã có 24 thanh âm ảnh trường kiếm u vô tà tiếp tử vong âm ảnh của ta nạp lan nhược dung kêu dài một tiếng tóc xóa tung bay, thân người mạnh mẽ vươn cao, từ trên cao hạ xuống, hai tay vung lên suốt 24 cây âm ảnh trường kiếm, trường kiếm rời tay bay đi, trong chớp mắt không nhìn thấy tung ảnh. U vô tà sắc mặt biến đổi, người không ngờ dùng loại tuyệt học này, hừ, người dám dùng, ta còn sợ cái gì. U vô tà quát lạnh một tiếng, một đoàn băng xương phong bạo từ cơ thể phát ra, phát tán ra theo bốn phương tám hướng, cả không khí cũng bị đóng băng. Đinh đinh đinh, liên tục 24 tiếng vang lên, sau mỗi tiếng, đinh, sắc mặt U vô tả trắng bệch thêm một phần. Nhưng vài trăm vạn năm khổ tu của U vô tả không thể coi thường, vô hình băng xương phong bạo không yếu đi chút nào, khí thế không giảm phát tán ra bên ngoài. Nạp lan nhược rung gào lên một tiếng, sông áo tan tành, một đoàn khí đen nhìn thấy bằng mắt thường từ trong cơ thể bay ra, trên vùng băng tuyết bay ra bốn phía, chớp mắt cùng kình khí do U vô tả phát ra xung đột. ầm 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 tiếng nổ vang lên liên tiếp, chấn kình từng đợt phát ra bốn phía, nơi nào chấn kình đi tới, núi lở đá rơi, vô số núi băng cao lớn cùng bị phá hy, băng khối rơi như mưa. Khu phụ cận chính là nơi tà đạo cao thủ tu hành, bên ngoài cơ thể bọn họ còn lưu một tia thần niệm, căn bản trước khi chấn kình đánh đến núi băng, đã ra khỏi động phủ, thân giữa không chung. Do nguyên nhân là chấn kình của cao thủ đánh nhau, trong không gian phụ cận, xuất hiện dày đặc vài ngàn bóng người bay đến, những người này động phủ bị hủy, tà đạo tu hành giả bọn họ mặt đầy tức giận. Nguyên lai vốn bình tĩnh như U Minh Phong lúc này bắt đầu ồn ào, bên tai đầy tiếng chửi rủa của người ta đạo. Veo, một lá cờ màu đen từ trên trời rơi xuống, vượt qua hai người đang đả đấu, rơi xuống nơi cách phong vân vô kỵ không xa, cả lá cờ chỉ có mặt cờ trên mặt băng. Trên lá cờ màu đen có chữ bằng chỉ vàng, hai mặt mỗi mặt chỉ có một chữ, chính diện là chữ phá, mặt sau là chữ diệt. Trên trời một bóng đen lướt qua, là một người trung niên áo xanh, ánh mắt như điện của người này lướt qua những người có mặt, sau đó nhìn hai người đang giao thủ, quát to, phá diệt đạo chủ có linh, gọi hàn chỉ thiên ma u vô Tà Tà kiếm nạp lan nhược dung nhanh chóng đến phá diệt đại điện gặp mặt nói xong tay vung cao lấy lá cờ vào tay đầu không ngẩng lên lướt người bay đi chớp mắt biến mất trên trời u vô Tà cùng nạp lan nhược dung khi lá cờ xuất hiện thì sắc mặt cùng biến đổi đợi người trung niên áo xanh nói xong cùng nhẹ giọng nói dạ những người tà đạo xung quanh khi lá cờ xuất hiện như nhìn thấy ma cùng trốn đi mất chương 16, hư không phá diệt điện phá diệt đạo chủ từ lúc đạo pháp thành tựu đến giờ đã không biết bao nhiêu ngàn vạn năm, khi còn chưa có nhiều tà đạo tu chân, y đã tồn tại. Phá diệt đạo chủ, vui buồn thất thường, võ công rất cao, luyện võ công, phá diệt đạo, có đặc tính phá tất cả các ma thể, công pháp rất đáng sợ. Theo U Vô tà nói, U Minh Phong địa thế giáp với Tuyết vực và Đao vực, U Minh Phong là nơi đa số cao thủ tà đạo tụ tập, nhưng Đao vực ngay bên cạnh trước giờ không ý kiến, trong đó nguyên nhân lớn nhất là do Phá diệt đạo chủ tu luyện phá diệt đạo quá quỷ dị. Ngay thánh chủ đao vực cũng phải cố kỵ y. Phạm là người luyện võ, đều có hộ thể thần công đặc thù, làm cơ thể cứng như sắt thép, nhưng công pháp của phá diệt đạo, chính là khắc tinh của tất cả các công pháp ấy. Người ta đạo bốn phía đã tản đi hết, chỉ còn nạp lan nhược dung cùng U vô tà hai người sắc mặt trắng bệch vẫn đứng đó. Hai người chỉ vì tranh chút danh khí, làm phá diệt đạo chủ chú ý, đây là điều ngàn lần không muốn. Hừ, nạp lan nhược dung lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm quay đầu, bay đi theo sứ giả nhưng u vô tà sắc mặt không dễ nhìn lạnh nhìn nạp lan nhược dung bỏ đi u vô tà quay người lại giận dữ nói đều là chuyện tốt của ngươi phong vân vô kỵ cười lớn ta rõ ràng là ngươi động thủ cùng ta vô quan ta xem ngươi sợ cái gì phá diệt đạo chủ lần này cứ đổ hết trách nhiệm lên người là được rồi u vô tà trong lòng chán trường tên khốn này là kẻ thông minh không dễ dây vào dây vào chỉ bực mình đến muốn mượn lời cũng không nổi u vô tà trên mặt đột nhiên xuất hiện một màu đỏ Sắc mặt biến đổi, lập tức ngồi ngay trên đất, vũ khí từ trong cơ thể hắn nùng nùng phát ra. Véo, u vô tà ngón tay búng một cái, một tia kiếm khí từ ngón tay hắn bắn ra, đắp vào mặt băng, hình thành một lỗ rộng ba xích, không biết sâu bao nhiêu. Véo, lại một chỉ búng ra, lại một tia kiếm khí bắn ra. Một chỉ, lại một chỉ, liên miên bất đoạn kiếm khí từ cơ thể u vô tà phát ra. Một cảm giác không hay bam chùm u vô tà, quay đầu, u vô tà bực tức đầy đầu, tên khốn người luyện võ công gì vậy, sao quái dị thế này? Bằng công lực vài trăm vạn năm của U Vô không sợ loại kiếm khí yếu ớt này, nhưng kiếm khí ẩn trong cơ thể, hơn nữa cực kỳ cổ quái, chỉ bằng công lực yếu như phong vân vô kỵ sử dụng, đã làm U Vô cảm thấy phiền phức không thôi, vừa đánh nhau với tà kiếm không chú ý khu tán kiếm khí xâm nhập, tạo thành phiền phức như hiện tại. Nhưng càng phiền phức là, U Vô nghĩ bằng trục chỉ bắn ra, kiếm khí trong cơ thể đáng ra bị khu trừ hoàn toàn, nhưng sự thật là, càng búng càng nhiều, kiếm khí trong cơ thể xuất ra nhiều như vậy, nhưng không hiểu sao, kiếm khí hình thành mới trong cơ thể lại nhiều hơn. Sao rồi, phong vân vô kỳ cũng u mê, bằng công lực của u vô tà đáng ra không bị thương một chút nào trên người mới đúng. Lắc đầu, hắn trả lời, địa ma kiếm, đó là tên chiêu ta vừa dùng, ta không phải nói với ngươi rồi sao. Địa ma kiếm, không trách, u vô tà sắc mặt vô cùng khó nhìn, vội vàng bay lên trên không. Quả nhiên kiếm khí đang bất đoạn sinh ra trong cơ thể cuối cùng dừng lại, Nguyên là địa ma kiếm này người chúng kiếm chỉ cần tiếp xúc với mặt đất thì trong cơ thể không ngừng sản sinh địa ma kiếm khí. U vô tà nhắm mắt, tâm thần để vào cơ thể. Lúc sau một quả băng tinh xuất hiện tại nơi đầu ngón tay, những kiếm châu hình tròn tại đầu ngón tay hắn không ngừng chuyển động. A! À. U vô tà kêu to một tiếng, ngón tay búng ra, các kiếm châu bắn xuống chân núi. Lâu sau truyền lại tiếng băng vỡ. Hừ, lần này tha cho ngươi, nhưng không có lần sau đâu. Do ngươi mà ta phá nhiều động phủ của các đồng đạo hiện nay đã có nhiều kẻ thù, nơi này không thể ở lại nữa, người hãy theo ta đi gặp phá diệt đạo chủ trước, sau đó chúng ta an bài sau. Phong vân vô kỵ nhìn qua động phủ mà mình đã ở không được bao lâu, cầm lấy quyển sách dưới mặt đất cho vào trong người sau đó theo U vô tà đạp không mà đi nhìn uy lực băng hỏa chỉ mà U vô tà mới dùng, cùng với thần sắc cố kỵ của nạp lan nhược dung, băng hỏa chỉ này tuyệt đối là môn võ học đỉnh cao khó tìm. Dọc đường đi qua vô số núi băng, vực tuyết, ở biên giới phía đông U Minh Phong, một tòa đại điện to lớn bằng huyền thiết trôi nổi trên không trung, đại điện cao hơn trăm trượng, bên ngoài đại điện khác một đồ tượng phức tạp khó nhìn, nhìn qua chỉ có cảm giác lạnh run, bên ngoài đại điện không có người, ngay lính coi của A à cũng không có, đại điện nằm trên một khối băng khổng lồ, như là một khối lục địa, bên dưới nữa, một sợi xích sắt to nối liền đại điện đang trôi nổi trên không với một tòa núi băng cao ngàn trượng. Phong vân vô kỵ ngầm tắc lưới, vị phá diệt đạo chủ nào thật quá khoa trương, không ngờ bằng công lực, đưa đại điện nặng ít nhất vài vạn tấn trôi nổi trên không như vậy ít nhất tốn vài trăm ngàn vạn năm công lực công lực y không biết khủng bố như thế nào đợi đi còn cách huyền thiết đại điện chưa được ngàn trượng thì phong vân vô kỳ cảm giác không đúng không khí trước người như ngưng thành vật thật trên người như vác nghìn cân đá bị đè rơi xuống ngưng đầu nhìn quy cua u vô tà thấy y như không cảm thấy gì vẫn đi thẳng tới trước phong vân vô kỳ nghiến răng cố chống đỡ áp lực đi tới y trước rắc xương vai vang lên một tiếng Đồng thời, một áp lực vô hạn tràn vào trong đầu phong vân vô kỵ, nơi huyền thiết đại điện như trong dây lát biến thành địa ngục, oán khí hính thành trướng khí, làm mắt nhìn không thể xuyên thấu. Nơi vừa là một tòa đại điện lớn, theo phong vân vô kỵ bước thêm một bước thì các hình ảnh thay đổi như rơi từ trên trời xuống. Đừng cử động, áp lực do phá diệt đạo chủ vô ý phát tán căn bản không phải là loại mà người mới phi thăng vài năm như người có thể chịu được, mau lùi lại. Bên tai truyền lại âm thanh quan tâm lo lắng của U Vô Tà đây là cao thủ sao? Phong vân vô kỵ trong lòng hiểu ra một chút, ngay cả u vô tà cũng không có khả năng bằng áp lực trong vô ý phát tán ra làm mình gãy xương vai. Chậm chậm nhắm mắt lại, tại sát na hai mi mắt nhắm lại, nguyên là nùng nùng hắc chướng có cảm giác đã biến mất, bốn phía trống vắng, lạnh lạnh, im ắng, đây là thế giới của băng tuyết, nhưng tại trung tâm thế giới băng tuyết này, một đoàn khí thức cuồng bạo đang chiếm giữ, trong khí thức ấy có một bóng người cao lớn ẩn hiện, y là chủ nhân của không gian này. Tại nơi không gian tính mịch này không biết đã tính tỏa vài ngàn vài vạn năm, trong tâm tràn đầy sự độc ác. Bên ngoài vài trăm thước, U Vô Tà đang quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, phá diệt đạo chủ tồn tại lâu như vậy, nhưng người ở U Minh Phong rất ít được nhìn thấy mặt của phá diệt đạo chủ. Không phải không có lòng tò mò mà do áp lực mạnh mẽ của phá diệt đạo chủ làm bọn họ không thể bước vào tòa đại điện đang trôi nổi trên không trung, còn chưa dám nói đến thấy mặt phá diệt đạo chủ. Chương 17, bất phá bất lập, phá nhi lập hậu. U vô tà đối với phá diệt đạo chủ rất kinh sợ, thân hình run rẩy của y đã chứng minh vấn đề. Hư không phá diệt điện càng lúc càng gần, sức ép càng lúc càng nặng, nhìn vào độ dài quãng đường của U vô tà chỉ sợ sức ép của hắn so với thái sơn áp đỉnh không khác bao nhiêu. Trong hư không, tần suất không khí chuyển động theo một cách kỳ quái, không nghe thấy âm thanh, chỉ có hình ảnh U vô tà sợ hãi không ngừng lại lục, miệng liên tục chuyển động như giải thích điều gì. Bằng công lực của phong vân vô kỵ không có khả năng phá trừ vách ngăn của không gian đặc thù này, cố nghe không thấy gì, cũng đành bỏ qua. Khi Phong Vân vô kỵ nhắm mắt vào không lâu, hắn đột nhiên cảm ứng thấy một ánh mắt mạnh mẽ nhằm vào người hắn. Binh, một sức ép vô hình, buộc Phong Vân vô kỵ quỳ xuống. Trong lòng chấn động, không kể trước hay sau khi phi thăng, Phong Vân vô kỵ chưa từng quỳ lại ai, trong giây phút ngắn ngủi ấy, toàn thân cảm thấy sự sỉ nhục vô cùng mạnh mẽ. Cho dù phá diệt đạo chủ công tham tạo hóa, Phong Vân vô kỵ cũng không tự nguyện quỳ trước mặt hắn. A, à, Phong Vân vô kỵ gào lên điên cuồng, cố gắng giãy dụa đứng dậy, nhưng càng giãy, sức ép vô hình càng lớn. Rắc, xương chân Phong Vân vô kỵ gãy rời, máu tươi không ngừng từ thất khiếu chảy ra. Thân hình tàn tạ của Phong Vân vô kỵ hướng về hư không phá diệt điện gào lên, sỉ nhục hôm nay ta ghi nhớ trong lòng, một ngày sẽ trả lại ngươi gấp bội. ầm, um, đại điện chấn động, một sức mạnh vô hình từ trong hư không phá diệt điện phát ra, đập Phong Vân vô kỵ bay xa vài chục vạn dặm. Tiểu nhân vô tri, không ngờ dám đối với bổn tọa điên cuồng, ha ha ha, hừ, nghìn vạn năm nay, hắn còn là người đầu tiên, tả hộ pháp nghe lệnh, bắt tên tiểu nhân đó cho bổn tọa. Bổn tọa muốn xem xem y sức láo được bao lâu, một âm thanh lớn tràn đầy tức giận từ trong hư không phá diệt điện phát ra. Trong hư không phá diệt điện một người đàn ông tóc màu nâu nghe lệnh bay ra, người này vừa bước khỏi đại điện, trên trời trong đám mây có lóe lên tia chớp, người này ngẩng đầu lên. Trong mắt không ngờ không có một chút màu đen, cả đôi mắt đều trắng bạch, Người đàn ông tóc nâu tay cầm một thanh kiếm dài, áo choàng lay động, cứ như thế cúi đầu không vội vàng đi ra bên ngoài điên, nhưng nhìn thì chậm, kỳ thật nhanh vô bỉ, khi một tia sét đánh về phía đông thì người đàn ông theo tia sét bay về phía đông. U vô tà, người to gan, một tiếng quát lớn vang trên không, U vô tà ngay khi người đàn ông tóc nâu rời khỏi phá diệt điện, đột một bay ra, hướng về phía phong vân vô kỵ bị đánh bay lao tới. Hành động này làm phá diệt đạo chủ đại nộ, một đạo thần thức mạnh mẽ đánh mạnh vào não U vô tà hừ, tâm thần u vô tà thụ trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra. Đạo chủ, xin thứ tội, tại hạ tuyệt không có ý mạo phạm, tôi u vô tà chỉ có duy nhất một đồ đệ, hơn nữa. U vô tà trên không trung gào to, không quay đầu bay về hướng đông. Hơn nữa, y cùng đứa đệ tử đã chết trong tay yêu ma giống hệt nhau, cùng ngạo khí, cùng không nghe tôi nói. U vô tà trong lòng khổ sở, u vô tà hắn chưa có lòng tốt bao giờ, thu đồ đệ có lúc nào cần u vô tà hắn tự thân đi cầu, tất cả chỉ vì hắn quá nhớ nhung tâm ái đồ đệ của hắn, cũng chính là con trai yêu của hắn. Trong ký ức, U Vô Tà nhớ lại tối hôm ấy, bầu trời âm u. Mộc Nguyệt, lần này đánh nhau cùng yêu ma, cha quyết không cho con đi. U Vô Tà ngữ khí lạnh lùng nói, vẻ mặt quyết không cho phép. Hừ, ông không cho tôi đi, tôi càng muốn đi, ta chẳng lẽ nhỏ lắm sao, ông để mẹ chết trong tay yêu ma, tôi căm thù ông. Ông không đi báo thù cho mẹ, tôi đi. Thiếu niên không thèm ngẩng đầu đi thẳng ra ngoài. Quay lại, người dám bước ra khỏi động phủ một bước, thì không còn là con trai của U Vô Tà ta. Nhiều năm chiều chuộng, lúc này đã làm U Vô Tà cảm thấy hối hận, là con trai duy nhất của hắn sao tính khí lại cố chấp như vậy. Hừ, không thể không thấy, nhân tộc chúng ta bị yêu ma đè nén lâu như vậy, thân là một phần tử của nhân tộc, tôi quyết không khoanh tay đứng nhìn, ngay cả năng lực của tôi có thấp hơn nữa. Thiếu niên trên không nói với U Vô Tà câu cuối cùng, không quay đầu, ra đi trong trời mưa to, Ngoài động phủ truyền lại tiếng gào thét của yêu ma. Khi tin Mộc Nguyệt chết truyền lại, U Vô Tà Tâm Thần chịu đả kích vô cùng mạnh mẽ, từ đó tính tình biến đổi lớn, đi khắp nơi tìm các loại võ công, chỉ vì muốn mạnh hơn, mạnh hơn nữa vì con trai báo thù. Mộc Nguyệt, con ngàn vạn lần không được có chuyện à? Cha đã không thể chịu được đả kích ấy đâu. Phá diệt đạo chủ tu vi kinh người, chỉ vừa một kích vào tâm thần, làm U Vô Tà Tâm Thần trọng thương, xuất hiện hỗn loạn, lúc này Phong Vân vô kỵ ảnh hưởng của một nguyệt trong não không ngừng xuất hiện kết hợp cuối cùng trở thành một thể ầm um, trên không tia xét lóe lên dưới bầu trời âm u u vô tà nhìn rõ phong vân vô kỵ run dẩy thân người như đang nắm lấy cái gì phía trước hắn chính là người đàn ông áo nâu tóc nâu địa ma kiếm phong vân vô kỵ rõ đang cố gắng kích phát tâm thần khởi động địa ma kiếm vượt quá năng lực bản thân một thanh trường kiếm lớn do mặt băng cùng hơi nước tạo thành lẫn vài điểm màu đỏ mang theo sức mạnh kinh thiên chém tới người đàn ông tóc nâu hộ pháp của phá diệt biển. U vô tà nhìn rõ miệng người đàn ông áo nâu động đậy, rõ ràng nói không biết sống chết. Người ấy không rút kiếm, trực tiếp một trưởng vỗ phá nát địa ma kiếm, đồng thời dư lực mang phong vân vô kỵ sức tàn lực kiệt đập mạnh xuống đất. A, à, phong vân vô kỵ kêu thảm một tiếng, ngực vỡ nát, máu tươi phun ra như suối. Không, U vô tà gào lên một tiếng, vội vang xuống dưới, toàn thân hai màu sắc xanh đỏ bạo trướng, giữa hai tay một đoàn hỏa diễm đánh về hướng người đàn ông áo nâu người đàn ông từ từ ngẩng đầu cũng không thèm nhìn trực tiếp đánh ra một trường đánh u vô tà bay ra thật lực tranh lệnh quá lớn quay lại nhìn qua cái hố lớn dưới đất người đàn ông áo nâu quay người chân đạp hư không như chậm mà nhanh bay đi mộc nguyệt không được có chuyện ngàn vạn lần không được có chuyện u vô tà vừa bị đánh bay vội vàng bật dậy lao về mặt đất nơi phong vân vô kỵ bị đánh bay đáy hố phong vân vô kỵ không cử động cả bộ ngực vỡ nát máu chảy vung vãi u vô tà tra xét mũi phong vân vô kỵ không nghi ngờ gì đã chết rồi hộ pháp phá diệt điện ra tay không phải xác nhận đã chết sao dễ dàng bỏ đi mộc nguyệt mộc nguyệt u vô tà không còn hình dáng cao nhân tà đạo lúc này ông ta chỉ là một ông lão đáng thương mất con nước mắt chảy quanh u vô tà bế phong vân vô kỵ không cử động trong hố sâu u vô tà không có để ý một loại lực lượng đặc biệt ở cơ thể phong vân vô kỵ vận chuyển cỗ lực lượng này càng lúc càng mạnh không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch, đồng thời tu bổ kinh mạch bị tổn hại. Không biết trôi qua bao lâu, phong vân vô kỳ kêu á một tiếng, lại sống lại, u vô tà lập tức cảm giác được. Mộc Nguyệt, Mộc Nguyệt, con không có chết, con không có chết, u vô tà mừng đến phát cuồng, bất phá bất lập, phá nhi lập hậu. Cửu truyền sinh tử huyền công khi phong vân vô kỳ nhận vết thương chí mạng cuối cùng đột phá đệ nhất trọng thiên, đã tiến vào đệ nhị trọng thiên, xanh bất như tử. Chân khí lớn hơn chục lần về lượng và tốc độ trong cơ thể vận chuyển, cửu truyền sinh tử huyền công đệ nhị trọng thiên, xanh bất như tử, đến cảnh giới này, toàn thân như người mắc bệnh nan y, toàn thân không có sinh khí, như người chết vậy, công lực càng cao, tử khí càng nặng. Nên Phong Vân Vô Kỵ lúc này đang trong một trạng thái đặc biệt. Chương 18, quán đỉnh, bách vạn niên công lực, truyền công trăm vạn năm công lực. Phong Vân Vô Kỵ trước lúc tỉnh mê hồ nghe thấy âm thanh của U Vô Tà bên tai liên tục gọi, "Mộc Nguyệt, Mộc Nguyệt", mang theo những lời tự nhủ về chuyện trong quá khứ qua đó mới biết Mộc Nguyệt là đồ đệ của U Vô Tà, cũng là con trai của Y. Đợi đến lúc tỉnh hẳn, phát hiện U Vô Tà đang lay vai mình, trong miệng điên cuồng gọi tên Mộc Nguyệt, mới biết U Vô Tà nhầm mình với con trai Y. U Vô Tà, người tỉnh lại, ta là Phong Vân Vô Kỵ, không phải Mộc Nguyệt. Phong Vân Vô Kỵ đẩy U Vô Tà ra, nhưng U Vô Tà vội vàng bật dậy, ôm đầu hắn, kêu khóc Mộc Nguyệt, con đừng rời khỏi cha, cha chỉ có mình con thôi, nếu con đi rồi, cha biết làm sao yêu ma bọn chúng quá mạnh, còn đánh không nổi chúng đâu, đừng có đi à. Phong vân vô kỵ đưa tay ra, muốn đẩy y ra lần nữa, nhưng có chút không nhẫn tâm, trong thời gian hắn hôn mê, nội dung những lời tự bạch của U Vô Tà đã làm hắn hiểu y cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Thở dài một hơi, Phong vân vô kỵ rút tay lại, nói, ngươi nhìn cho rõ, ta không phải là cái gì mộc nguyệt, ta là Phong vân vô kỵ. U Vô Tà nghe thấy kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn kỹ mặt Phong vân vô kỵ, vào lúc phong vân vô kỵ cho rằng U vô tả đã tỉnh lại, U vô tả ôm lấy hai vai hắn, lo lắng nói sao lại như thế này, sao lại như thế này. Sắc mặt của con sao lại tím đen thế này, có phải con chúng phải độc thủ của yêu ma. Đừng có lo, cha nhất định sẽ chữa khỏi cho con. U vô tả không để mất thời gian, cắp thân thể của phong vân vô kỵ, để lưng hắn quay lại đối với bản thân, sau đó ngồi ngay xuống, hai tay đưa ra, một tay áp vào lưng phong vân vô kỵ, một tay áp trên đỉnh đầu hắn. Phong vân vô kỵ đang muốn phản kháng, nhưng phát hiện ngay cả khi cửu chuyển sinh tử huyền công sức mạnh đã tăng 10 lần, cũng không phải đối thủ của U Vô Tà, trăm vạn năm khổ tu, cũng không phải ai cũng có thể chống cự, cho dù cửu chuyển sinh tử huyền công có huyền diệu thế nào đi nữa. Chân khí hàn tính tràn tới, như nước sông Trường Giang Hùng dũng nhập vào cơ thể phong vân vô kỵ, trên đường chân khí đi qua, đã khai vô số ẩn huyệt. Nguyên là cửu chuyển sinh tử huyền công đệ nhị tầng, xanh bất như tử, trong thời gian dài, làm sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ giữ nguyên như người chết, nhưng tại trăm vạn năm công lực tấn công, Cửu chuyển sinh tử huyền công mà Phong Vân Vô Kỵ luyện đã đột phá đệ nhị trọng thiên, xanh bất như tử, đệ tam trọng thiên, tử cực nhi xanh. Bước tiếp một bước vào đệ tứ trọng thiên là phi xanh phi tử chi cảnh. Phong Vân Vô Kỵ nguyên phi thăng khi 33 tuổi, khuôn mặt cũng giữ nguyên hình dạng hơn 30 tuổi, nhưng dưới tác dụng đặc thù của Cửu chuyển sinh tử huyền công, tóc đen dài trên đầu tự chuyển động, tự tung bay, càng lúc càng đen da rẻ cũng trở nên trắng trẻo, cơ mặt cũng thay đổi, dung mạo càng lúc càng trẻ ra, cho đến khi trở thành hình dáng thiếu niên 17-18 tuổi. Sau lưng có tiếng vật rơi xuống đất, Phong Vân vô kỳ quay đầu lại, nhìn thấy U Vô Tà đang nằm trên mặt đất, trên mặt có một nụ cười khổ. Vài trăm vạn năm công lực của Lão Phu, như vừa rồi đã truyền hết cho ngươi rồi. A A U Vô Tà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên đỏ bừng, đôi mắt từ đỏ hồng đã biến thành màu đen. Sáng như sao, có lẽ đây là báo ứng chăng? Ngươi không phải nói cần báo thù sao, đây là cơ hội tốt nhất đấy. Phong vân vô kỵ trầm mặc im lặng, tiếp theo làm sao đây, hắn không thể ra tay được, trong bộ dạng của U vô tà, y đã tỉnh lại hoàn toàn. Khối chân cây ếch trong cơ thể vận chuyển, là chân khí hùng hậu mà phong vân vô kỵ không dám nghĩ đến, mênh mông như biển lớn, vô cùng vô tận. Nhìn thấy U vô tà không ngừng thổ huyết, phong vân vô kỵ đưa ra một tay, nắm lấy tay U vô tà, chân khí mạnh mẽ truyền vào cơ thể U vô tà. U vô tà ho khan, cười thảm nói, vô dụng thôi, ta biết, thương thế của ta không thể khỏi được, tuy nói ta trong tình huống thần trí mê hồ mang toàn thân công lực cấp cho ngươi, nhưng không phải bản thân chắc chết, thì sao lại làm như thế? Phá diệt đạo chủ công tham tỏa hóa, ngay cả bằng ta trăm vạn năm khổ tu cũng không dám trước mặt y quá lời, một chiêu tấn công bằng thần thức của y, đã làm thần thức của ta đến giang giới bị hủy diệt, như vậy ta chắc chắn chết. Ta khổ tu trăm vạn năm, một thân tu vi tuy không lọt vào mắt siêu cấp cao thủ, nhưng cũng không phải là đồ bỏ. Người mới đến thái cổ, khiếm khuyết duy nhất là công lực, có trăm vạn năm công lực của ta, người ít nhất giờ có chỗ dựa, ít nhất, người cũng hơn đa số người ở điểm khởi đầu. Đã có công lực duy trì, ta nghĩ, các phó học cổ quái của ngươi có lẽ đã phát huy ra được tám thành uy lực rồi. Nhìn thấy phong vân vô kỵ vẫn trầm mặc im lặng, u vô tà cười thảm vài tiếng, cố gắng đứng dậy, run rẩy đi ra bên ngoài. Xong rồi, ta vốn đối với ngươi không tốt, không nên đưa ngươi đến nơi này. Ngươi đi đi, ta u vô tà tuy đã cùng đường mặt lộ nhưng quyết không để ai cười vào mặt người có di nguyện gì muốn ta làm không phong vân vô kỵ đứng thẳng người bình tĩnh nói u vô tà cười lớn ha 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 tốt không hổ là đồ đệ của ta ta truyền cho ngươi trăm vạn năm công lực ngươi không cần cảm ơn ta chỉ cần thay ta giết một cao cấp yêu ma tên là lộ tây pháp là được rồi ta biết rồi ngươi đi đi a à a à, cuối cùng cho ngươi một lời cảnh cáo tuyệt đối không nên đi kiếm phá diệt đạo chủ tuyệt đối đừng nghĩ thay ta báo thù. Không thể phủ nhận, ngươi là người ngoài lạnh trong nóng. Ngàn vạn lần nhớ lấy, phá diệt ngươi không thể địch được, ngày sau khi ngươi thành đỉnh phong cao thủ, có thể cùng anh hùng trong thiên hạ so cao thấp thì hãng hay. Nên nghĩ đến chuyện bằng danh vọng của phá diệt đạo chủ, sao có thể sống giữa hai vực tuyết vực và đau vực, mà cả hai vực chủ không động đến y. Phong vân vô kỵ hừ lạnh một tiếng, nói, ngay cả không phải vì ngươi, chỉ bằng sỉ nhục ta phải chịu, ta cũng không tha cho y, ta phong vân vô kỵ đã nói là làm. Sau lưng đột nhiên im lặng, phong vân vô kỵ quay người, chính đang nhìn thấy giây phút cuối cùng của hàn Chỉ thiên ma u vô tà. Thân hình cao lớn đứng rũa đất trời, toàn thân công lực mất hết, thân thể y trong gió dần dần biến thành cho bụi, tiêu tán trong không chung, ngay một chút dấu vết cũng không còn. Ôi, phong vân vô kỵ thở dài một tiếng, hai tay giơ lên trời, trên không một đám mây đen đang chuyển động, đầy sự bi thương. Lúc này, phong vân vô kỵ bắt đầu mê mang, sau khi U vô tà chết đi, hắn nhất thời không biết nên đi đâu làm gì. Như đang thấy, bóng hình của U vô tà xuất hiện trên bầu trời nhìn hắn. Phong vân vô kỵ trong lòng bây giờ hoang mang, không biết bản thân đối với y hận hay cảm kích nhiều hơn. chương 19, Đao vực tuần la sứ. Phong vân vô kỵ đang bay trên không trung, đột nhiên một bóng đen lớn từ trên không hạ xuống, bao trùm phong vân vô kỵ bên trong. Nghe thấy một tiếng kêu sắc nhọn, phong vân vô kỵ ngẩng đầu lên nhìn, một cái đầu dài hơn 10 trượng, mắt thấy một màu vàng kim sen sắc đỏ một con yêu cầm từ trên mây nhanh chóng bay xuống cái mỏ sắc dài mở lớn một cột lửa lớn đường kính hơn ba xích cuồn cuộn bắn về phía phong vân vô kỵ ngọn lửa còn chưa tới nơi trong bán kính trăm trượng không khí như bị đốt cháy phát ra âm thanh lách tách nếu như là trước đây nhìn thấy một con yêu cầm mạnh như vậy phong vân vô kỵ chỉ có thể chạy trốn né tránh nhưng hiện tại phong vân vô kỵ không cần như thế nữa áo quần toàn thân lất phất bay theo gió Phong Vân vô kỵ ngẩng đầu nhìn thẳng con yêu cầm, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì. Vào lúc cột lửa phun trúng Phong Vân vô kỵ thì chỉ thấy Phong Vân vô kỵ nghiêng người bước sang bên trái một bước, thân thể tùy thế nghiêng theo, ngọn lửa bay sát qua người Phong Vân vô kỵ. Chết đi! Phong Vân vô kỵ nói lạnh lùng, tay phải chỉ như cây kiếm, chém nghiêng ra một kiếm, chỉ thấy trên không một đạo khí màu trắng mờ mờ lướt qua. Con yêu cầm phun lửa mới bay được thêm hơn năm chục trượng, đột nhiên trên cái cổ dài có một vệt máu nhỏ, sau đó cái cổ đứt ra làm đôi, cái cổ dài cùng cái đầu từ trên không rơi xuống, mồm vẫn phun ra lửa, còn một nửa thân thể theo quán tính lướt ra xa mới rơi xuống. Từ vết cắt nơi cổ yêu cầm, một lượng máu lớn chảy ra, mùi máu nhanh chóng cuốn hút các yêu thú thích máu trong rừng tuyết bên dưới. Từng tiếng gầm rú truyền lại, yêu thú với thể hình khổng lồ như quả núi nhỏ từ các hướng chạy tới, thẳng hướng thi thể yêu cầm rơi xuống. Vài chục con yêu thú nhanh chóng đến bên thi thể yêu cầm, bắt đầu tham lam cắn xé. Còn có nhiều yêu thú mạnh mẽ đã phát hiện Phong Vân vô kỵ trên không, một con yêu thú hình dáng giống linh cẩu, lông dài toàn thân, đột ngột ngẩng đầu phát ra một tiếng hú, sau đó vọt lên từ mặt đất, như tên bắn phóng tới Phong Vân vô kỵ. Cái chết của U luôn làm Phong Vân vô kỵ cảm thấy khó chịu trong lòng, ngày trước có lúc suýt chết trong tay yêu thú, hiện tại những con yêu thú này lại tìm đến hắn. Phong Vân vô kỵ trong lòng đột nhiên tràn đầy sự khát máu. Ta cần phát tiết một hồi. Phong Vân vô kỵ tay phải giơ lên, trong tay xuất hiện một cây kiếm băng dài, bởi trăm vạn năm công lực duy trì, mũi trường kiếm có một lớp kiếm khí màu trắng nhạt không ngừng phát ra, thân hình hơi chuyển động, phong vân vô kỵ từ trên không lao xuống, không né tránh, trực tiếp đón lấy con yêu thú. Yêu thú giống lên một tiếng, tiếng kêu sợ hãi, thân kiếm rõ đã đâm ngập nhục thể, trong rừng tuyết liên tục vài canh giờ, khi phong vân vô kỵ rút cây trường kiếm bằng băng ra từ đầu một con yêu thú cao vài chục trượng, thân thể khổng lồ của nó đổ ra mặt đất, thân thể phân ra làm bốn, bốn phía quanh yêu thú còn có nhiều khối máu thịt đều là thi thể các yêu thú hiện đã không thể nhìn ra khối nào là thân con nào nơi rừng tuyết đầy mùi máu tươi lúc này không thể kéo những con yêu thú đầu não giản đơn có tính khát máu nữa ngược lại bọn chúng lùi ra rất xa phong vân vô kỵ chui vào tận trong rừng sâu hú u phong vân vô kỵ đột một ngưỡng lên trời hú lên một tiếng tiếng hú vọng thẳng lên trời sau lúc lâu tiếng vọng vẫn chưa tắt hẳn lúc này trên cơ thể phong vân vô kỵ là máu tươi của yêu thú nhưng Phong Vân vô kỵ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, từ khi đến Thái Cổ đến nay, không có lúc nào được thư thản, cuối cùng, đã không cần tiếp tục trốn tránh yêu thú nữa. Phong Vân vô kỵ chưa rõ nên đi đâu, thu thập xong đám yêu thú, lúc này cũng không vội, tiện ở lại trên một ngọn núi, trên núi tạo một cái hang động, ở lại trong đấy, cửa động lấp lại, đóng cả sáu giác quan, lúc này cũng không cần lo lắng yêu thú ngửi mùi tìm đến. Trong hang hẹp, Phong Vân vô kỵ ngồi bên trong, ngoài cửa hang gió tuyết vẫn thổi, xa hơn nữa là vực sâu trăm trượng, một thế giới lạnh lẽo băng giá, toàn một màu bạc, nhưng tất cả những điều ấy cùng thế giới bên trong hang động vô quan. Cửu chuyển sinh tử huyền công vận khí, từng cỗ hàn băng chân khí mạnh mẽ nhanh chóng chuyển thành chân khí bản thân. Tuy nhanh, nhưng trăm vạn năm công lực không phải tầm thường, ngay với tính chất đặc biệt của cửu chuyển sinh tử huyền công đã không thể trong một lúc mà tiêu hóa hết. Vận khí chân khí không cần tâm thần không chế, băng tự động vận chuyển. Phong vân vô kỳ quan sát chân khí trong cơ thể vận hành, cảm thấy không có gì đáng ngại, liền tự trầm nhập vào trong tự tu, bắt đầu tu luyện ý niệm kiếm thể đại pháp. Ý niệm kiếm thể đại pháp đệ nhị trọng thiên, tầng thứ hai, thiên ma kiếm. Một loạt văn tự cổ xuất hiện trong đầu phong vân vô kỵ, nhưng phong vân vô kỵ chỉ mới cảm thụ được một nửa, liền cảm thấy chân khí trong cơ thể muốn vận động, vận khí theo một quỹ đạo chưa từng thay qua, một cảm giác kỳ diệu bao trùm ở đan điền, phong vân vô kỵ cảm thấy bản thân ẩn ước nắm được một lực lượng thần kỳ. Kiếm khí khổng lồ đang hội tụ trong lòng, càng lúc càng mạnh đến tự tu cũng phải dừng lại phong vân vô kỳ toàn lực cố áp chế cô kiếm ý không chịu khống chế ấy thân thể chấn rộng càng lúc càng mạnh phong vân vô kỳ có một cảm giác trùng động mạnh mẽ xuất thủ xuất thủ không xong sức mạnh tinh thần của ta bùng nổ không phải là tu luyện có được tinh thần ngưng tụ không đủ khó mà điều khiển được kiếm ý cường độ này người sáng tạo ý niệm kiếm thể đại pháp này thật quá lợi hại bản thân đã thêm hơn trăm vạn năm công lực nghĩ đã đủ sử dụng không ngờ ý niệm kiếm thể đại pháp này ngược lại yêu cầu với tinh thần còn nhiều hơn yêu cầu về lực lượng. Không trách tên là ý niệm, phong vân vô kỵ trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Ngoài ngọn núi phong vân vô kỵ ẩn thân, từng khối băng tuyết rơi đổ, làm cả ngọn núi như muốn bị đổ vỡ. Vào lúc phong vân vô kỵ không có cách nào áp chế cỗ kiếm ý ấy thì từ phía đông một cỗ khí thức bàng bạc nhanh chóng kéo đến, như sóng thủy chiều lên liên miên bất tuyệt, như biển lớn không bến bờ. Đao khí, cỗ khí thức mạnh mẽ ấy phong vân vô kỵ không phải không biết, chỉ có người theo đao đạo đạt đến trình độ kinh người mới có thể phát ra đao ý ấy. Cỗ đao khí mạnh mẽ như thủy triều lên kéo tới, ngay sắc trời cũng bị biến đổi. Trong cơ thể phong vân vô kỳ kiếm ý dưới sự dẫn dụ của đao ý, lúc này nổ ra, vô hạn kiếm ý nghênh đón vô hạn đao ý. Kiếm ý cùng đao khí cùng trên không trung đánh giết, tàn nhẫn điên cuồng. Mượn áp chế của đao khí, phong vân vô kỳ cuối cùng áp chế được cỗ kiếm khí khổng lồ, chớp mắt làm kiếm ý đang khiến bầu trời biến sắc biến mất không vết tích phong vân vô kỵ mở mắt ra trước hắn là một người cao trạm hang động một đại hán cao tám xích đang im lặng nhìn hắn toàn thân áo choàng dài trên ngực dùng chỉ bạc thêu hai chữ đao vực dưới chữ dạng cổ triện là một thanh đao sắc vàng kim ngươi là ai sao lại ở đây ngươi có thấy một người đàn ông áo đen qua đây không đại hán cao tám xích bắt đầu truy hỏi trong lời nói mang theo một cỗ ngạo khí phong vân vô kỵ hiểu rõ người này là người phát ra vô hạn đao ý tại hạ đang tự tu chưa thấy qua ai khả nghi không biết các hạ xương hô như thế nào. Phong vân vô kỵ đứng dậy, nói, phong vân vô kỵ tự thấy công lực không bằng đối phương, hơn nữa người này đứng ở vị trí là cửa ra duy nhất, trong lòng không muốn cùng y nói chuyện, nhưng cũng không dám đắc tội. Người này trong mắt lóe lên tia nghi ngờ, tử tế nhìn qua phong vân vô kỵ, hình như có chút cố kỵ nói, ta là người dưới quyền đao hoàng tuần la sứ thứ 17 của đao vực, lần này vâng lệnh điều tra chuyện người ma vực xâm nhập đao vực. Người có phải là hộ vệ phá diệt điện dưới quyền phá diệt đạo chủ, không phải, Phong Vân vô kỵ không muốn cùng y nói chuyện quá nhiều, tên phá diệt đạo chủ vừa lọt vào tai, làm tinh thần hắn dao động. Người này như nhìn thấy được điều gì, đánh giá lại Phong Vân vô kỵ, sau đó nói, đã vậy, tại hạ cáo từ. Hy vọng huynh đệ sau này gặp lại, huynh đài không biết có phải là một vị đệ tử của Nam Thăng Bắc đấu trưởng giáo, có một câu xin nhớ kỹ, đây là địa bàn của đao vực, không phải kiếm tông. Hừ, người này nói xong bay đi mất, biến mất nơi đường chân trời. Đến khi người ấy biến mất một lúc lâu, Phong Vân Vô Kỵ mới thầm thở ra một hơi, người này tu vi quá cao minh, cho dù y cực lực thu liếm, nhưng loại đao khí trong vô ý phát ra, có thể dẫn phát chân khí trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ trùng động, chỉ muốn cùng y đánh một trận, cảm giác ấy vô cùng khó chịu. Đó là người đao vực sao? Đao ý thật mạnh, nhưng tại sao kiếm ý của ta và đao ý cậu y tế ý chung đột nhỉ? Phong Vân Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ, rõ ràng người này nhận nhầm phong vân vô kỵ thành đệ tử của môn phái tu kiếm gọi là nam thăng bắt đầu kiếm phái tuy nhiên phong vân vô kỵ lười phủ nhận đứng dậy nhìn thế giới băng tuyết mênh mông bên ngoài cửa hang phong vân vô kỵ hít một hơi dài sau đó từ trên đỉnh vực nhảy xuống phong vân vô kỵ muốn bể u minh phong trước để xem xét sau đó đến đao vực bên cạnh một chuyến phi thăng còn chưa lâu phong vân vô kỵ đã nghe thấy truyền thuyết về đao vực cùng tuyết vực đối với hai nơi này phong vân vô kỵ muốn đi tham quan xác định phương hướng xong, phong vân vô kỵ đã xác minh hướng hư không phá diệt điện của phá diệt đạo chủ, đi theo hướng động phủ trước đây của U Vô Tà. Cùng lần đầu đến đây hoàn toàn không giống nhau, lần đầu bị U Vô Tà bắt đến thì, phong vân vô kỵ chỉ cảm thấy một nơi hoang vắng, trên đỉnh núi tuy có vài bóng người nhưng đều như xác chết, không có một chút khí tức. Lần này công lực bạo tăng, U Minh Phong trong cảm ứng tự nhiên khác biệt. Ngọn núi cao vài chục vạn trượng này, mỗi khi qua đều bị một loại khí tức bao bọc, đó là do người tu hành quá lâu, làm chân khí cùng ngọn núi dung hợp lại thành một thể. Phong vân vô kỵ nhắm mắt lại, vài vạn cỗ khí tức cường độ không giống nhau xuất hiện trong não. Trong những khí tức này, có khí tức mạnh mẽ vượt xa phong vân vô kỵ, nhưng đại đa số khí tức cùng phong vân vô kỵ tương đương công lực. Chân khí của mỗi người, không kể công pháp nào, đều mang theo sát khí dày đặc, đó là chứng minh trên tay từng nhúng máu tươi. Người không chết, sau lưng truyền lại một tiếng kinh hô, âm thanh rất quen thuộc. Phong vân vô kỵ quay người lại, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong mắt, phong vân vô kỵ lộ ra một nụ cười, thì ra là ngươi. Cắt cắt chương 20, Tây Môn Y Bắc, người này phong vân vô kỵ đã gặp vài lần, nơi ở của y cách động phủ của U vô tà không xa, nhưng phong vân vô kỵ không phải thực sự quen mặt y. Mà là thần thức của y, trên không trung của U Minh Phong mỗi ngày có vài ngàn cỗ thần thức, thần thức của y đối với phong vân vô kỵ là thăm hỏi nhiều nhất. Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Phong vân vô kỵ cười nhìn kẻ mới đến sư phụ ngươi không nói cho ngươi sao, tiểu quỷ, chảm phách thủ là ta, người đó cười, tay chia ra, lúc lắc, đưa thứ đó ra đây, ta tha mạng cho ngươi. Cái gì, đừng giả hồ đồ với ta, lão quỷ u vô tà lần ấy ra ngoài không phải vì huyền minh quyển trong truyền thuyết sao. Đưa ra đây, ta cho ngươi một con đường sống, hiện tại lão quỷ đã chết, không ai bảo vệ cho ngươi nữa đâu. Chảm phách thủ sắc mặt biến đổi, độc ác nói. Ngươi nhận thấy ngươi đang cùng ta nói chuyện sao? Phong vân vô kỷ thu lại nụ cười, lạnh lùng nói. Kẻ đó không nói nữa, chỉ ác độc nhìn phong vân vô kỵ, một bàn tay bắt đầu mở ra. Nhanh như chớp, phong vân vô kỵ không nói thêm, chân phải đạp một cái xuống đất, như tia chớp hướng chạm phách thủ lao tới, tay phải nắm trong không khí, một cây trường kiếm băng trong suốt hình thành, chém một kiếm vào ngực chạm phách thủ. Ngươi, chạm phách thủ vừa kinh vừa giận, không ngờ phong vân vô kỵ đột nhiên động thủ, nhưng từ đó hắn biết, phong vân vô kỵ một khi nhận thấy đối phương là địch nhân, không nói lời thừa. Tuy việc xảy ra vội vã, nhưng vài trăm vạn năm công lực của trảm phách thủ không phải vứt đi, tay phải nhanh như điện xẹt dơ ngang trước thân, đỡ trên đường đi của cây trường kiếm. ầm, um, trường kiếm không ngờ ầm um một tiếng nổ thành mặt băng vụn, nhưng trảm phách thủ cũng bị một kiếm đánh bay, ở không trung bay đi vùn vụt về phía sau. Có câu, nhân lúc người bệnh, muốn mệnh ngươi, sao sấn nhĩ bệnh, yếu nhĩ mệnh phong vân vô kỷ tiện tay vẫy một cái, lại một cây trường kiếm xuất hiện trong tay, hai chân nhảy bắn lên hướng tới trảm phách thủ bay nhanh tới ngươi dám chạm phách thủ phẫn nộ chốc lát ổn định thân hình vội một trường vỗ ra một đạo băng trưởng khổng lồ xuất ra hướng phong vân vô kỵ đánh tới trên thân kiếm vang lên không ngớt keng 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 phong vân vô kỵ trong chốc lát phát ra hơn ngàn kiếm tấn công khi băng trưởng còn cách một trường thì bị kiếm đâm hở ra một khoảng trống sau đó thân người lọt qua mềm dẻo như rắn xuyên qua trưởng phong đâm tới hai mắt chạm hồn thủ phong vân vô kỵ không phải là kẻ mới vào nghề ở thế giới thái cổ này bởi công lực không đủ cho nên nhiều chiêu thức tinh diệu không xuất ra được nhưng giờ sau khi nhận được toàn thân công lực của uvota phong vân vô kỵ đã đứng ngang cùng đại đa số người thậm chí có mặt còn giỏi hơn như so sánh về mặt chiêu thức mắt thấy trường kiếm băng của phong vân vô kỵ sắp đâm trúng mắt chạm phách thủ thì hai ngón tay đột nhiên xuất hiện trong mắt phong vân vô kỵ như từ trước đến giờ nó vẫn ở đó nhẹ nhàng kẹp lấy trường kiếm bằng băng bị giữ chặt không thể tiến thêm một phân nào chạm phách thủ khuôn mặt lạnh lùng tay còn lại xuất ra như điện xẹt đập nhẹ vào trường kiếm một cái, một tiếng quỷ kêu gào từ tay của trảm phách thủ truyền tới, theo đó một đám khói đen từ tay phải thoát ra, theo trường kiếm bằng băng nhanh chóng lao hướng tới đốc kiếm. Bằng bản năng, phong vân vô kỵ sát giác đám khói đen có chút quỷ dị, không đợi đám khói đen chạm tới thân thể, còn cách một đoạn, ngón giữa búng một cái, sắc một tiếng, thanh kiếm thuần do hàn khí kết thành gãy rời. Nhưng trảm phách thủ trong lòng bực tức, mắt thấy phong vân vô kỵ bật thoát ra đằng sau, làm sao có thể để hắn dễ dàng đi được trường kiếm gãy kẹp trong tay trái nhanh chóng bắn ra, kiếm bị nhiễm màu đen thành tà kiếm xé gió nhanh chóng hướng phong vân vô kỵ bắn tới. Phong vân vô kỵ hít vào một hơi, áo trên người bắt đầu rung động kích liệt, sau đó trong con mắt ngây ngốc của trảm phách thủ, lồng ngực đã chậm chậm ngửa ra sau, như cây liễu lay động trước gió, đoạn kiếm đáng ra bắn trúng đầu phong vân vô kỵ, chỉ lao sát qua ngực hắn, đâm vào một ngọn núi băng đằng xa nổ tung. Hỗn láo, kiếm vừa rồi của ai? Một nam tử sắc mặt dữ tợn từ trong núi băng bay lên, đứng giữa không trung thét to vang bốn phương, trả động phủ lại cho ta. Vào lúc phong vân vô kỵ bằng liễu như tùy phong thân pháp né được một kiếm quái dị của trảm phách thủ thì một vật từ ngực hắn rơi ra, bị nam tử đang giận dữ lấy được. Huyền Minh Quyển, người này vô ý đọc lên, trảm phách thủ sắc mặt biến đổi, nhìn nam tử trên không, vội vàng nói, Nguyệt Ma, đó không phải đồ của ngươi, mau trả lại cho ta. Phong vân vô kỵ sắc mặt cũng biến đổi, vô ý sờ lên trên ngực, quyển sách u vô tà để lại vẫn còn ở đó, chạm tay vào, một mảnh trống trơn, áo che trước ngực sớm đã không còn, chỉ còn dấu vết rách nát. Ngay phong vân vô kỵ cũng không cảm giác thấy. Phong vân vô kỵ nhìn về phái chạm phách thủ, ánh mắt trở nên vô cùng cẩn trọng, đám khói quái dị ấy chỉ lướt sát qua, chưa chạm vào người mà y phục đã rách ra một lỗ to, nếu thực sự bị đánh chúng, không biết như thế nào. Còn về quyển sách, phong vân vô kỵ không quan tâm, huyền minh quyển chỉ có hạ quyền, đa phần đã bị cắt xén, hơn nữa nội dung trong đó phong vân vô kỵ đã sớm thuộc lòng, do vậy không quan tâm việc mất quyển sách. Phong vân vô kỵ không quan tâm, không phải người khác cũng không quan tâm, huyền minh quyển, mấy chữ nói ra, nam tử ấy đã vội hối hận, nhìn quanh bốn phía, xung quanh mập mở những bóng người, còn có vài chục người nhằm hướng đám người phong vân vô kỵ bước đến. Phong vân vô kỵ lập tức cảm thấy áp lực trên người tăng lên vài lần, giữ ơi sự chú ý của nhiều người, sức ép nặng nề bởi khí tức, ngay như hiện tại công lực hắn bạo tăng, có cố gắng cũng không bằng. Các người muốn làm gì? đây là sách huyền minh quyển là ta lấy được trước kẻ nào dám lấy của ta nguyệt ma giữ chặt huyền minh quyển cho vào trong ngực áo binh binh